Chương 262, Phó Chủ tịch Tề vỗ bàn. Liệp báo là đơn vị bộ đội chú trọng kỷ luật nhất. Chuyện cơ mật không thể nói cho dù là vợ chồng, cha con cũng không thể nói, về điểm này Tề Thiên làm rất tốt. Mới vừa rồi đám người Yêu Côn Phạm Võng, Tào Vãn Niên và Vu Kiến Thần đều có một phen kinh ngạc nho nhỏ, không ngờ một phó bí thư nhỏ bé trong thị trấn như Diệp Phàm, lại có thể sánh vai với Phó Chủ tịch Tề, xưng anh em với Đoàn trưởng Thiết. Đoàn trưởng Thiết rút cuộc là người nào chứ? Đoán chừng là quan lớn trong quân đội. Cho nên địa vị của Diệp Phàm trong đáy lòng Tào Vãn Niên và Vu Kiến Thần lại tăng thêm không ít. Cảm thấy ở con người Diệp Phàm quả thực có một luồng tiềm lực vẫn còn đang ẩn giấu chưa lộ ra. Hôm qua Tào Vãn Niên bị ép vào tình thế không thể không xác định quan hệ anh em cùng với Diệp Phàm, khi đó Tào Vãn Niên vẫn cảm thấy vô cùng oan ức, nói thẳng ra là cảm thấy mất giá. Mình đường đường là phó trưởng ban thường vụ của ban tổ chức thị ủy lại kết giao anh em với một phó bí thư đảng ủy của một thị trấn, quả thực là có chút suy nghĩ không thông. Nhưng hiện tại trong lòng Tào Vãn Niên lại mừng thầm vì lúc đó đã hạ mình xuống. Tào Vãn Niên và Vu Kiến Thần sau sự chào hỏi của Diệp Phàm ngồi xuống bên cạnh Tề Chấn Đào không khỏi càng thêm mất tự nhiên, giống như đang ngồi cạnh một mãnh hổ, tựa hồ con mãnh hổ đó có thể nuốt người vậy. Cả hai đều có bộ dạng giống nhau. Ngoan ngoãn ngồi đó như bé ngoan mỉm cười phụ họa. Tề Chấn Đào chỉ là thản nhiên liếc nhìn hai người bọn họ, cũng không hỏi han gì, cho rằng bọn họ là bạn bè bình thường gì đó của Diệp Phàm. Triệu nha đầu, lâu rồi không gặp cháu. Thế nào hả, cũng không thèm gọi một tiếng chú Thiết, có phải Diệp huynh đệ của chú đã chọc giận gì cháu không? Khuôn mặt của Đoàn trưởng Thiết mỉm cười giống như Di Lặc. Hừ, người ta là đại thần, là quan lớn. Đường đường là phó bí thư đảng ủy một thị trấn, một tiểu nha đầu như cháu làm sao dám chọc vào anh em kết nghĩa của chú Thiết chứ, bằng không quay về chú Thiết sẽ nói với bác hai một tiếng, cháu không phải lại bị mắng sao. Tiểu thư Triệu Tứ không cho Diệp Phàm một chút thể diện nào, làm như nói trái lời Đoàn trưởng Thiết sẽ làm tổn hại đến cô ta. Ha ha ha, miệng lưỡi của tứ nha đầu nhà họ Triệu cũng linh hoạt không ít. Diệp Phàm, cậu có thể vẫn chưa biết. Tướng quân Triệu Quát là bác hai của tứ nha đầu. Đoàn trưởng Thiết chỉ rõ thân phận của Triệu Giai Trinh làm Diệp Phàm cũng giật mình, thầm nghĩ thì ra sau lưng người ta có chỗ dựa vững vàng như vậy, tư lệnh Triệu Quát của căn cứ Lam Nguyệt Vịnh Thủy Châu là bác hai của cô ta. Đoán chừng cả nhà họ Triệu đều theo nghiệp quân đội, bối cảnh sâu không lường được. Chẳng trách Tề Thiên không dám làm gì, nghĩ rằng đắc tội với Triệu gia có bối cảnh quân đội thì còn gì nữa. Mới vừa rồi hình như mình có chọc vào cô ta, nhưng tư lệnh Triệu Quát là người rất tốt, quan trên có đại lượng, có lẽ không có chuyện gì. Một nồi lẩu to thịt sói chuột thơm ngào ngạt được bưng lên, mọi người bắt đầu ăn. Thịt lẩu sói chuột sau khi được quán lẩu Lão Vương gia công thêm thì mùi vị càng đặc biệt, đúng là rất ngon, so với loại mùi vị mà Diệp Phàm làm một mình càng ngon hơn không ít. Khi bắt đầu, Diệp Khả Khả và Triệu Giai Trinh trong Thủy Thành Tứ Mỹ vẫn có chút ngại ngần. Nhưng Lan Duyệt Trúc và Tống Trinh Ngọc sớm đã ăn qua nên biết là rất ngon cho nên cũng không khách khí, đưa chén ra làm một chén đầy ú. Triệu Giai Trinh nhìn vào cảm thấy hơi kỳ lạ, thầm nghĩ hai nha đầu này bình thường ăn uống rất là nho nhã, hôm nay làm sao lại giống như đổi tính, thoáng cái đã trở nên mãnh liệt, ăn uống giống như con trai vậy, thật là mất thể diện. Sau đó nếm thử một chén canh, nhất thời âm thầm thở dài, quả nhiên kỳ lạ, chẳng trách Lan Duyệt Trúc và Trinh Giao giống như đánh giặc. Quăng đi vẻ ngượng ngùng của nữ nhi mà ngồi gặm. Thiết Chiêm Hùng càng không khách khí, vì cái chân của con sói chuột mà đấu với Tề Chấn Đào mấy đũa, đưa tới đưa lui giống như giao đấu. Tào Vãn Niên và Vu Kiến Thần cùng với một đám tiểu bối trên bàn tiệc thiếu chút nữa nhìn rớt con mắt. Cuối cùng Diệp Phàm vội vàng kêu ông chủ lập tức mang lên hai cái chân mới bình ổn được trận phong ba của hai đôi đũa. Lão Thiết, lẩu thảo dược sói chuột của tiểu Diệp phối hợp thật sự sảng khoái, sung sức, ai. Phảng phất giống như quay về thời đại quân doanh. Tề Chấn Đào thở dài, vẫn rất là say mê cuộc sống quân đội, có luồng cảm xúc khó mà từ bỏ. Lão Tề, lúc đầu ông không nên rời xa quân ngũ, chúng ta cùng nhau uống rượu trong bát to, gặm thịt thoải mái thì vui thích biết chừng nào. Đặc biệt là khi đi huấn luyện ở Tây Bắc ăn thịt Mông Cổ, gặm đùi ngựa, uống sữa dê vừa vắt ra. Mùi vị đó, ha ha, không thể nói được. Ai? Quan chức của chính phủ thì có gì thú vị, quy định cứng nhắc. Không tự do, không thoải mái, không dẫn đầu. Đoàn trưởng Thiết vừa gặm chân vừa nói. Ai,
Bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì nữa, không nói nữa, không nói nữa. Tề Chấn Đào có chút mất mát. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy nỗi khổ tâm trong lòng Tề Chấn Đào, cảm giác con người không phải của mình. Đoán chừng ban đầu y cũng không muốn rời khỏi quân đội, có lẽ có nguyên nhân gì đó ép y phải rời khỏi. Ai, nhà nào cũng có nỗi khổ khó nói. Tề Chấn Đào được coi trọng vì là một phó chủ tịch thường vụ, đối với mười mấy vạn quan viên của tỉnh Nam Phúc mà nói, chỉ có thể dùng từ ngưỡng mộ để hình dung. Nhưng y cũng có rất nhiều chuyện phiền lòng, có lẽ còn không tự do bằng mình. Đại gia tộc cũng có phiền não của đại gia tộc, trong lòng Diệp Phàm cũng lờ mờ hiểu. Sau nửa giờ, mọi người đã ngà ngà, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Tào Vạn Niên vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với Tề Chấn Đào, hoặc là nói y căn bản không dám mở miệng, chỉ e mạo muội tiếp lời sợ rằng sẽ bị Tề Chấn Đào ghét. Đến lúc đó không cứu vãn được thì nguy, cho nên chỉ có thể cùng với Vu Kiến Thần thỉnh thoảng thì thầm một hai câu, còn những lúc khác đều mỉm cười phụ họa. Đương nhiên, nụ cười đó cũng là cố gắng nặn ra, hơn nữa còn phải biểu diễn vô cùng bình thường mới được. Diệp Phàm liếc nhìn liền cảm thấy hắn cũng nên bỏ ra chút sức lực vì Tào lão ca rồi. Chú Tề, hai vị ngồi bên cạnh chú là bạn bè thân thiết của cháu, một người là Tào Vạn Niên, hiện giờ đang công tác ở ban tổ chức thành phố Mạc Hương. Một vị khác là Vu Kiến Thần, cục trưởng cục công an thành phố Mạc Hương, ha ha. Diệp Phàm cười nâng chén lên, nói với hai người Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần, hai vị lão ca, ba người chúng ta đều tới từ thành phố Mạc Hương. Chủ tịch Tề cũng xem như là lãnh đạo của chúng ta, đương nhiên là loại cách mấy tầng núi. Tôi nghĩ Tào lão ca, Vu lão ca, ba người chúng ta có phải nên kính lãnh đạo một chén, mượn rượu này được rồi. Đó là chuyện đương nhiên, chủ tịch Tề, tôi và Vu Kiến Thần xin kính ngài một chén. Tào Vạn Niên biết Diệp Phàm đang tìm cơ hội cho mình, loại cơ hội này rất dễ dàng qua đi nên cùng với Vu Kiến Thần cung kính đứng lên nâng chén. Tới từ thành phố Mạc Hương, được. Uống một chén đi, các cậu ở dưới cũng vất vả rồi. Tề Chấn Đào thản nhiên liếc mắt nhìn hai người này, cũng phải cho Diệp Phàm một chút thể diện, dù sao hắn cũng là anh em của Thiết Chiêm Hùng. Hơn nữa con mình Tề Thiên cả ngày cũng ở bên cạnh càm giảm không dứt, cho nên cũng nâng chén rượu khẽ nhấp một ngụm xem như là đáp lễ. Đoàn trưởng Thiết, tôi và Kiến Thần kính ngài một ly. Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần lại kính Thiết Chiêm Hùng. Cậu đảm nhận chức vụ gì ở ban tổ chức thị ủy? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Anh Thiết, anh ấy là phó trưởng ban thường vụ đương nhiệm. Diệp Phàm nói thay. Ha ha ha, phó trưởng ban thường vụ, địa vị rất quan trọng. Được rồi, sau này Tiểu Diệp ở dưới tay cậu, cậu phải giao cho cậu ấy thêm nhiều trọng trách. Tiểu tử này, ngọc không mài thì không thành được, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng cười thoải mái. Lúc này Tề Chấn Đào thâm ý sâu sắc, nhìn lướt qua Tào Vạn Niên, trên mặt phảng phất nét cười, đoán chừng cũng đoán được mục đích tối nay Tào Vạn Niên ngồi ở bàn rượu này. Bởi vì việc chọn người làm trưởng ban tổ chức thành phố Mạc Hương gần đây có rất nhiều người tìm đến Tề Chấn Đào, cho nên vừa liếc mắt đã đoán ra rồi. Y thầm nghĩ, thằng nhóc này, có lẽ định sắp xếp hồng môn yến, có chút ý tứ, làm gì tự nhiên mời mình tới ăn thịt sói chuột, căn bản chính là muốn tạo dựng quan hệ thôi. Nhưng tạo dựng quan hệ rất tự nhiên, trong lòng thằng nhóc này mưu kế cũng không ít. Cục công an thành phố Mạc Hương, vụ án lần trước ở đập Thiên Thủy làm rất tốt. Tề Chấn Đào bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy. Chủ tịch Tề quá khen rồi, đây là chuyện nên làm của cục công an chúng tôi. Nhưng biểu hiện của Diệp Phàm trong vụ án này quá xuất sắc, còn đạt được phần thưởng dũng sĩ kiệt xuất của Hoa Hạ và huy chương rồng vàng cấp 3, một nửa công lao của vụ án phải thuộc về cậu ấy. Vu Kiến Thần vội vàng khom người xuống nói. Diệp Phàm, có phải là Diệp Phàm ở đập Thiên Thủy lúc ấy không? Tề Chấn Đào đột nhiên hỏi, khiến cho mọi người trong bàn ăn đều ngạc nhiên không hiểu là chuyện gì. Đúng vậy. Vu Kiến Thần cũng không biết rõ Phó Chủ tịch Tề đang nghĩ cái gì, chỉ có thể thành thực trả lời. Thằng nhãi danh, dám mắng ta, cuối cùng ta cũng nhớ ra rồi. Nói xem, người lúc ấy có phải ăn tim gấu gan báo không? Tề Chấn Đào đột nhiên vỗ bàn, khiến tất cả mọi người trong bàn đều sợ hết hồn, chỉ vào Diệp Phàm lớn tiếng quát. Lão Tề, ông làm gì vậy? Người anh em Diệp Phàm của tôi còn xa mới dính dáng đến ông, tối nay hình như còn là lần đầu gặp mặt, cậu ta làm sao mắng ông được, ông nói cho tôi nghe xem. Đoàn trưởng Thiết cũng vô cùng khó hiểu,
cười hỏi. Lão Thiết, ông có thể không biết, người anh em kiêu ngạo của ông. Mấy tháng trước hình như vẫn là một quan thôn gì đấy của thôn Đập Thiên Thủy. Hồi đó không phải có tội phạm cướp đồ cổ gì đó sao? Nghe nói là từ trong ngôi mộ nào đó đào ra được bảo bối. Kẻ lỗ mãng này không muốn sống đuổi theo, lúc ấy đều báo cáo lên tỉnh ủy, tôi lúc ấy cũng đang tạm thời nhận ủy thác của tỉnh ủy chú ý đến chuyện này. Lúc ấy bí thư thị ủy Mạc Hương gọi điện thoại tới báo cáo nói là có một quan viên trong thôn tên là Diệp Phàm không nghe lời khuyên, cố ý muốn bắt tội phạm đến cùng. Cho nên tôi ở trong điện thoại ra lệnh cho cậu ta quay lại Đập Thiên Thủy, ông biết nhãi danh đó nói thế nào không, kêu hắn nói cho mọi người nghe xem có kiêu ngạo không. Tề Chấn Đào nói tới đây thì dừng lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm khiến hắn lạnh toát người, thầm nghĩ, kỳ lạ. Lúc đó mình có mắng phó chủ tịch Tề sao? Để nghĩ lại xem. Ngoài miệng đương nhiên vội vàng ngụy biện nói. Khi đó có lẽ hơi hồ đồ rồi, cháu cũng không nhớ rõ nữa. Đừng giả bộ ngu ngốc để lừa đảo với tôi, hãy thành thật đi, đem lời nói lúc đó của cậu nói ra cho Lão Thiết nghe xem, có nên phạt hay không. Tề Chấn Đào trực tiếp ép tới, rất có tư thế quyết không bỏ qua cho Diệp Phàm. Cha, lúc ấy Diệp đại ca có lẽ là đuổi theo hung phạm cho nên hồ đồ, ngôn ngữ rối loạn. Tề Thiên vội vàng giải thích cho Diệp Phàm. Trong đầu Tào Vãn Niên và Vu Kiến Thần cũng mơ hồ răng đầy màu đen, đoán chừng lần này tồi tệ rồi. Còn nghĩ đến xây dựng giao tình với Phó Chủ tịch Tề, nếu Diệp Phàm thật sự mắng Phó Chủ tịch Tề, ngay cả hai người bọn họ đoán chừng cũng sẽ bị ông ấy oán ghét, thật là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ha ha ha, mắng giỏi lắm, lão đệ, dũng cảm nói cho anh Thiết nghe xem. Không cần bối rối. Mắng chủ tịch Tề thì có làm sao? Như vậy mới là hảo hán, có dũng khí. Anh em tốt của Thiết Chiêm Hùng tôi mắng thì cứ mắng, mắng ai không thể mắng, mắng cũng xứng đáng, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng cũng tự đắc liếc nhìn vẻ mặt có vẻ tức giận của Tề Chấn Đào, trong lòng rất vui sướng. Đại ca, anh còn nói như vậy, kêu em sau này làm sao ăn nói, nếu chú Tề giận dữ thì con sâu gióm như em sớm đã bay đến chỗ nào không biết. Diệp Phàm vội vàng giả bộ dáng vẻ đáng thương để lừa gạt. Ồ, không đúng, làm sao cậu lại gọi ông ấy là chú Tề? Cậu là anh em của Thiết Chiêm Hùng tôi, phải kêu anh Tề, không thể tự nhiên đem vai vế của tôi giáng xuống một bậc. Thiết Chiêm Hùng đột nhiên nghĩ đến chuyện khác, vội vàng kêu Diệp Phàm thay đổi xưng hô. Chuyện này... Diệp Phàm lẩm bẩm thầm nghĩ xong đời rồi, chuyện này đến lúc nào không đến. Không ngờ lại phát sinh ra một chuyện như vậy vào lúc này. Ha ha ha, không sai, Lão Thiết, nhãi danh này gọi rất đúng. Cậu ta là anh em kết nghĩa với Tề Thiên con trai tôi đương nhiên trở thành chú Tề của cậu ta rồi. Không sai, vai vế không sai một chút nào, cứ như vậy mà gọi, ha ha ha. Ông Thiết, ông cũng gọi một tiếng chú Tề nghe xem, ha ha ha. Tề Chấn Đào cũng bị đột nhiên nhớ ra chuyện này, hết sức vui mừng. Tự đắc liếc nhìn Thiết Chiêm Hùng cười phá lên. Không được, phải lập tức thay đổi, Tề Thiên không tính. Chúng ta chính là cùng vai vế. Thiết Chiêm Hùng đương nhiên không thuận theo, lập tức phản bác. Vậy tính như vậy đi, lúc có anh Thiết ở đây thì gọi là anh Tề. Lúc không có anh Thiết thì gọi là chú Tề. Chúng ta phân thành hai đường như vậy, thế nào hả? Diệp Phàm lẩm bẩm. Cứ làm như vậy đi. Thiết Chiêm Hùng cũng đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, lập tức trợn mắt nói. Phải kêu một tiếng anh Tề rồi hãy nói, phải đem vai vế của ông mày điều chỉnh lại. Chào anh Tề, em kính anh một chén. Diệp Phàm nâng chén lên, buông lỏng giọng nói, thầm nghĩ cuối cùng cũng lợi dụng được vấn đề vai vế để lừa gạt. Chú Tề, vừa rồi chuyện có một quan viên trong thôn mắng chú vẫn chưa giải quyết xong mà. Lúc này Lan Điền Trúc lại đột nhiên thốt ra một câu tàn nhẫn như vậy. Diệp Phàm tức đến trợn mắt, thầm mắng trong lòng, cô gái này thật sự nham hiểm vô cùng, khó khăn lắm mới lấp liếm được, thoáng cái lại bị cô ta tìm về, lúc quan trọng lại tận lực tìm chuyện gây khó dễ cho ông mày, thật đúng không còn đường sống sao. Đúng rồi, cháu cũng muốn nghe xem, Diệp Phàm mắng chú Tề như thế nào, hắn thật là kiêu ngạo, ngay cả chủ tịch tỉnh cũng dám mắng, lợi hại. Tống Trinh Giao ở bên cạnh cũng tới trợ uy. Cháu là... Chú nhớ hình như đã gặp cháu ở đâu rồi. Tề Chấn Đào liếc mắt nhìn Tống Trinh Giao, nhất thời không nhớ ra. Chú Tề, cha cháu tên là Tống Sơ Kiệt, tháng trước không phải cùng nhau ăn cơm sao?
Tống Trinh Giao vội vàng giải thích một lát, người ta là một đại quý nhân chủ tịch tỉnh, quên nhiều chuyện cũng là bình thường. À, chú nhớ ra rồi, thì ra là thiên kim của phó trưởng ban tống của ban tổ chức, tên là Trinh Giao. Đúng, không sai, may mà cháu nhắc nhở một chút, bằng không thật sự để thằng nhãi này lừa gạt rồi. Chương 263, mắng chủ tịch tỉnh thì sao chứ? Tề Chấn Đào sau khi nâng chén rượu lên cạn một hơi dồn ép nói. Nể mặt lão thiết, tôi cũng đồng ý một tiếng anh Tề, nhưng chuyện nhãi danh này mắng tôi vẫn phải giải quyết. Nói đi. Tống Sơ Kiệt, phó trưởng ban thường vụ ban tổ chức tỉnh Nam Phúc, nghe nói là người được chọn duy nhất cho vị trí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần trong lòng khẽ giật mình, thở ra một hơi lạnh, thầm nghĩ, mẹ nó. Làm sao lại là thiên kim của nhất tôn đại thần chứ, trên bàn này rút cuộc có mấy tượng thần. Mới vừa rồi bác hai của tiểu thư Triệu Tứ đoán chừng còn là một tướng quân, cũng là nhất tôn đại thần, không biết gia thế của Lan Điền Trúc và Diệp Khả Khả như thế nào. Diệp Phàm thật đúng là không đơn giản, quen biết toàn là những thiên kim công tử của những đại thần trong tỉnh ủy. Nhãi danh này đúng là dẫm chó. Nếu mò được bất cứ một bà vợ nào trong đó, mẹ nó chứ, anh chàng này cả đời sẽ vô cùng hưởng thụ. Lúc này Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần cuối cùng cũng toàn diện công nhận người anh em Diệp Phàm, hơn nữa càng âm thầm cảm thấy may mắn, cũng cảm thấy như bản thân gặp may mắn vậy. Tôi lúc ấy nóng vội quá thành ra hồ đồ, hình như anh Tề có nói. Thằng nhóc, khí thế mạnh lắm. Tôi là Tề Chấn Đào của tỉnh ủy, lập tức rời khỏi núi thần nữ, đây là mệnh lệnh. Sau đó tôi đáp, không được, đừng nói là Tề Chấn Đào. Cho dù có là Tề Thiên Đại Thánh tới đây cũng không có tác dụng. Sau đó ngài lại ra lệnh nói, nếu không quay lại, ông mày gọi quân đội đến đập chết loại tiểu binh quèn không tuân thủ kỷ luật mày đấy. Tôi cũng tức giận quá hóa ra hồ đồ, nên nói liều, đánh chết thì đánh chết. Phiền ngài nói với đội trưởng lý của sở tỉnh một tiếng, đợi tôi giết tên vô lại đó rồi quay về, cảm thấy cao hứng lại kéo lên pháp trường bắn chết cũng không muộn. Tôi lúc ấy hình như cũng không mắng người. Diệp Phàm sớm đã nhớ ra, đành phải đem lời nói tối hôm đó kể lại một lần, hắn là bị dồn đến chân tường, cộng thêm Thủy Thành Tứ Mỹ lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không nói xác định là đi không được nên dứt khoát đem tất cả lời nói gì đó nói ra hết, nghĩ đến anh Thiết đang ở đây. Có lẽ cũng không có chuyện gì. Còn không mắng người, anh nói chú Tề là Tề Thiên Đại Thánh, vậy không phải đã đem chú Tề so sánh với con khỉ sao? Ha ha! Tiểu thư Triệu Tứ rất phiền não khi nghe Tề Thiên gọi Diệp Phàm là đại ca, nói ra một câu rất độc ác, ngay cả con khỉ cũng kéo ra so sánh được. Ha ha ha! Triệu nha đầu, người anh em của tôi mắng ông Tề là con khỉ cũng bình thường, mắng rất hay. Đừng tưởng rằng phó chủ tịch thường vụ tỉnh thì có thể dồn ép người anh em của tôi lúc ấy chỉ là một quan chức trong thôn. Lợi hại, mắng người là một tuyệt kỹ, anh Thiết ủng hộ cậu, mắng hay lắm, Triệu nha đầu, cháu là tiểu bối, đừng chạy loạn vào đây. Theo lý thuyết cháu còn phải gọi Diệp Phàm một tiếng chú Diệp đấy. Ha ha ha, không tin cháu đi hỏi nhị bá của cháu, ông ấy xác định cũng nói như vậy. Còn cả Tống nha đầu nữa, cũng giống vậy. Thiết Chiêm Hùng cậy già lên mặt, thoáng cái ép tiểu thư Triệu Tứ và ba mỹ nhân còn lại của thành phố Thủy Châu Á khẩu không nói được, hung hăng trợn mắt liếc nhìn anh chư xui xẻo, ý tứ trong mắt chính là hãy đợi đấy, sau này chúng tôi sẽ tính sổ. Lại dám làm trưởng bối của chúng tôi, đây không phải là đè đầu chúng tôi sao? Được được được, thằng nhãi cậu có dũng khí, tôi cũng không so đo. Ha ha ha, lão Thiết, tôi thật sự muốn đi làm tôn hầu tử. Có bản lĩnh rời sông lấp biển, lộn nhào một cái là đến được Yên Kinh, một cây đại bổng đánh tan tứ hải. Ai? Tề Chấn Đào cười vui vẻ. Lời nói của y cuối cùng cũng khiến Diệp Phàm thở phào một hơi, luôn miệng nói sau này không dám nữa. Sau đó không khí bữa ăn rất là vui vẻ, Tào Vạn Niên cũng nắm được cơ hội nói được mấy câu với Phó Chủ tịch Tề. Diệp Phàm vốn muốn lôi kéo mấy câu với Tống Trinh Giao, nhưng người ta là một cô gái dù sao cũng không tiện. Tìm không được lời nói để bắt đầu, xem ra phải đợi sau này từ từ nói chuyện vậy. Kỳ thực ngay cả Diệp Phàm cũng không biết thân phận thật sự của phụ thân Tống Trinh Giao là Tống Sơ Kiệt, vì vậy sau khi biết được lập tức sau lưng mồ hôi lạnh cũng toát ra ướt đẫm. Nhớ tới khoảng thời gian trước ở nhà giáo sư Lan cùng với Tống Sơ Kiệt một quan viên của tỉnh đảm nhận chức phó trưởng ban thường vụ còn nói cười vui vẻ không có chuyện gì. Sau khi biết được chuyện này đoán chừng sau này còn muốn nói cười tùy tiện như vậy rất là khó, trong lòng cũng có một luồng áp lực đè xuống.
Thiết Chiêm Hùng vừa nghe nói ngồi đối diện là Phạm Võng, đôi mắt khẽ nheo lại, cẩn thận quan sát một hồi, nói với Diệp Phàm. Đúng rồi, không sai, cậu mau chóng xin vị tiền bối đó đem, Lôi Âm Cửu Long Hoàn, ra đi, nếu có thể làm được mấy viên thì tốt rồi. Có thể dùng tiền mua thì càng tốt, Liệp Báo chúng ta đồng ý một viên dược hoàn bán ra khoảng 5 vạn. Ai, thuốc hay khó cầu, không phải cứ dùng tiền bạc là có thể đánh giá. Sau khi nói xong, bản thân Thiết Chiêm Hùng cũng một mực lắc đầu, đoán chừng tiền không thể đánh động được vị cao nhân ẩn sĩ mà Diệp Phàm bịa đặt. Diệp Phàm cũng thầm nghĩ, ai ra, không ngờ dược hoàn lại còn đáng giá như vậy. Nếu phối chế được 20-30 viên thì chính là 300-400 vạn rồi, phát tài rồi. Đáng tiếc là dược hoàn này cần phải có nước quả thái tuế có tính âm linh của nhà Lô Vĩ Hợp Thuốc, cây thái tuế của mình không có quả, cho dù là dịch cây trong thân cây cũng không thể lấy dùng bừa bãi. Lấy quá nhiều làm chết người thì đáng tiếc quá. Cái này có tiền mà không có dược liệu phối hợp chế biến, thật là đáng tiếc. Nghĩ đến việc này hắn cũng cảm thấy rất đau lòng, thật sự muốn chế biến nhiều hơn mấy viên, Lôi Âm Cửu Long Hoàn, đáng tiếc không có dược liệu. Trơ mắt nhìn đống tiền cực lớn mà không cách nào kiếm được, không tức giận mới lạ. Sau khi ăn cơm xong, lúc đi Thiết Chiêm Hùng lại mặt dày hỏi. Chú em, nghe nói lẩu sói chuột của cậu hầm đầy một nồi lớn, hơn 100 cân, mùi vị này quả thực tuyệt vời. Chỗ còn thừa lão ca tôi sẽ đóng gói mang đi. Nói xong lập tức gọi thủ hạ Trương Cường đang đứng ở cửa. Trương Cường, gọi ông chủ tới làm một thùng sắt giữ nhiệt tới đóng gói đi, mang về cho mọi người nếm thử. Đợi đã lão Thiết, ông cũng không thể mang đi toàn bộ, lão tề tôi tốt xấu gì cũng là anh tề của Diệp Phàm, vừa rồi anh chàng này cũng gọi rồi, ha ha. Phó chủ tịch Tề mặc dù mới nói một nửa nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, xác định cũng muốn có một phần mang đi. Lão Tề, ông không keo kiệt như vậy chứ, lẩu thịt còn thừa lại một chút cũng phải chia sao. Thiết Chiêm Hùng trợn hai mắt. Ha ha ha. Tề Chấn Đào cười khan không trả lời. Diệp đại ca, cha tôi nói sáng mai quay về, kêu tôi cũng gói cho ông một phần mang về, mẹ tôi cũng nói mùi vị rất tuyệt. Lan Điền Trúc bất ngờ cũng mở miệng nhưng thanh âm có chút không đủ sức lực, dù sao ở trước mặt Phó Chủ tịch Tề và đoàn trưởng Thiết cũng hơi hoảng sợ. Tôi cũng muốn Diệp đại ca, cha tôi lần trước sau khi ăn qua vẫn cứ luôn nhắc mãi đấy. Tống Trinh Giao cũng thân thiết gọi Diệp Phàm. Tiểu thư Triệu Tứ và Diệp Khả Khả đương nhiên cũng muốn gói một phần mang về nhưng bọn họ đích xác vừa mới quen biết Diệp Phàm, vừa rồi còn châm chọc mấy câu, cho nên lúc này ngại mở miệng. Tuy nhiên ánh mắt cứ quét đi quét lại trên người đoàn trưởng Thiết và phó chủ tịch Tề. Xong rồi, chút lẩu thịt này vẫn không đủ chia, ha ha, lão Tề, nhìn thấy không hả, đây chính là kết quả tranh giành với tôi. Đoàn trưởng Thiết cười ha ha không ngừng. Anh Thiết, anh Tề, mỗi người một phần là được rồi. Diệp Phàm quay đầu lại hỏi người quản lý đang đứng bên cạnh. Còn thừa lại bao nhiêu lẩu thịt? Diệp tiên sinh. Con sói chuột của ngài có hơn 130 cân. Mới vừa rồi đặt lên bàn 40 cân, có lẽ vẫn còn thừa lại 70 cân. Ông chủ Vương người mặc áo dài thời cổ nói. Vậy thì thế này, bốn vị cô nương mỗi người một phần 6 cân. Anh Tề 10 cân, phần còn lại toàn bộ cho anh Thiết. Người của anh ấy nhiều, chỉ ít sợ không đủ phần. Thằng nhãi này, bên nặng bên nhẹ, không được, phần còn lại tôi và lão Thiết phải chia đều. Một hạt bụi cũng đừng nghĩ cho lão Thiết nhiều hơn. Người quen của tôi cũng đông chứ, chiến hữu không hề ít hơn quân đội. Tề Chấn Đào trợn mắt cười ra lệnh, lần này nói chuyện thậm chí lấy cả thân phận phó chủ tịch tỉnh của mình ra lệnh, hoàn toàn xem Diệp Phàm là quan viên cấp dưới của mình. Chương 264, có biết nhà máy này ai mở không? Được rồi, hôm nay xem như xui xẻo gặp phải con khỉ già nhà ông, chia đều thì chia đều. Nhưng hai cái chân còn lại phải đưa hết cho tôi, lão Tề, chút chuyện này không có ý kiến gì chứ. Thiết Chiêm Hùng vung tay lên nói. Lão Thiết, cái chân đó mới là đồ ngon, mỗi người một cái, không cần phải thương lượng. Tề Chấn Đào và Thiết Chiêm Hùng giằng co, đến cái chân cũng giành nhau. Ông, xem như ông ngoan cố, cứ làm như vậy đi. Diệp Phàm, lần sau nếu có đồ ngon phối với thuốc, chúng ta tới căn cứ ăn, không gọi con khỉ già này đến nữa. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Ha ha ha, Diệp Phàm, sau này gặp thời khắc then chốt thì nhớ đến nhà chơi. Phó Chủ tịch Tề nói rất ẩn ý, cũng là nhắc nhở Diệp Phàm,
cậu làm trong chính quyền, khi muốn thăng chức vẫn cần phải có tôi giúp đỡ. Cảm ơn anh Tề, em nhất định sẽ tới. Anh Thiết, lần sau em làm hai con là được rồi, hai anh mỗi người một con. Nhưng thuốc để điều chế, hiện tại về cơ bản đã tiêu hao gần hết rồi. Diệp Phàm cười khổ, miếng bánh tình cảm này thật sự khó chia, làm không tốt đều sẽ đắc tội với hai bên. Rút cuộc tiệc tàn người cũng tản đi, Tào Vãn Niên và Vu Kiến Thần đều vô cùng hưng phấn, vội vã chạy về Mặc Hương, đoán chừng đang tính toán làm thế nào đi thăm hỏi Phó Chủ tịch tỉnh. Trải qua lần trung gian giới thiệu này của Diệp Phàm, Tào Vãn Niên xem như là bước đầu tiếp cận được với đường dây của Tề Chấn Đào. Thật ra Tề Chấn Đào cũng có ý đồ này, thân là một Phó Chủ tịch tỉnh thường vụ, nhất định cũng có vòng tròn của mình, cũng có thể nói là thành viên cơ bản. Dưới sự trung gian môi giới canh thịt của Diệp Phàm, Tào Vãn Niên hiện tại cũng xem như là tiến vào trong tầm mắt của y, nếu có thể sắp xếp một vị trí trưởng ban ban tổ chức đối với mình cũng có rất nhiều lợi ích. Dĩ nhiên, ý kiến của Bí thư Thị ủy thành phố Mặc Hương cũng rất quan trọng, những đường đi này Tề Chấn Đào tự có cách sắp xếp của mình. Tề Thiên, đi với tôi, tối nay có chuyện phải làm đấy. Diệp Phàm cười nói. Hai người lái xe chạy thẳng đến Sở Thiên Các Diệp Phủ. Khi vừa nhìn thấy tòa nhà Sở Thiên Các Diệp Phủ kết hợp hoàn mỹ kiến trúc cổ đại và hiện đại, Tề Thiên sửng sốt. Đại ca, từ lúc nào anh lại có được một ngôi nhà cổ lớn như vậy, ngôi nhà này hiện giờ ở Thủy Châu cũng có giá không hề rẻ, đoán chừng cũng phải trên ngàn vạn, diện tích rộng lớn như vậy cơ mà. Ha ha ha, hồi nhỏ tôi có học qua một chút thuật châm cứu với một lang trung thảo dược, thời gian trước có cứu chữa được cho một vị thiếu gia của nhà Nam Cung, tên là Nam Cung Cẩm Thần. Cho nên mới nhặt được căn nhà này, bọn họ nói là chi phí thuốc men chữa bệnh. Diệp Phàm tỏ ra không để ý, giống như căn bản không có chuyện gì, nhưng thật ra trong đáy lòng cực kỳ kích động, hơi có vẻ đắc ý. Nhặt được, tại sao em không có loại may mắn này chứ? Căn nhà cổ này đã được sửa chữa lại, nhưng tao nhã hơn nhiều so với những biệt thự kiểu mới. Đi tản bộ trong những bóng cây cổ thụ này thật là sảng khoái. Ai, đại ca vẫn là đại ca. Bọn em không thể nào so sánh được. Tề Thiên cứ than thở, sờ những chiếc cột ngọc được chạm khắc sơn thủy hữu tình, chim cá sống động mà suýt chảy nước miếng. Hắc hắc, đại ca, có thể chia cho em một phòng được không? Chỉ cần một phòng thôi, hơi lớn là được. Tề Thiên gạ gẫm. Chia cho cậu một phòng để làm gì, nạp thiếp hả? Nhãi danh cậu, nhà lầu quan lớn tỉnh ủy xây to đẹp như vậy thì không ở, lại muốn đến chỗ tôi tống tiền à, không được. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Không phải, cha em không ở trong tòa nhà chính quyền, ông ấy ở trong nhà cũ của Tề gia chúng em, nhưng không lớn bằng chỗ của anh, có lẽ chỉ bằng một nửa thôi. Tề Thiên thì thầm. Như vậy cũng không được, quay về nhà cậu mà ở. Nếu để cha cậu biết, không phải sẽ lột ra tôi sao? Nhãi danh cậu đoán chừng cũng rất ít khi quay về Thủy Châu có phải không? Tôi thấy cậu có phải muốn đến chỗ tôi lánh nạn không? Bị tiểu thư Triệu từ đó ép phải không? Cho nên, chuyện này tôi lại càng không thể đồng ý. Tốt nhất cậu hãy quay về nhà đi, có cha mẹ yêu thương không phải tốt hơn sao? Nếu thật sự không thích tiểu thư Triệu Tứ thì dứt khoát trực tiếp cự tuyệt, nam tử Hán đại trượng phu đừng có yếu ớt như đàn bà thế. Đàn bà không phải là cọp cái, nhưng tiểu thư Triệu Tứ đó thân hình như tiên nữ dáng phàm, thằng nhãi cậu còn chê gì nữa? Tiểu thư Triệu Tứ không phải rất có địa vị sao? Diệp Phàm cảm thấy kỳ quái bật cười nói. Người trong nhà em khá đông, không tính bố mẹ, cũng đến 10 người rồi. Tiểu thư Triệu Tứ đương nhiên có lai lịch rất lớn, trung tướng tư lệnh Triệu Quát của căn cứ Lam Nguyệt Vịnh là bác hai của cô ta. Trung tướng như vậy Triệu gia bọn họ còn có mấy người. Ví dụ như thiếu tướng Triệu Côn sư đoàn trưởng của sư đoàn dã chiến thành phố Mặc Hương cũng là người của Triệu gia bọn họ, hình như trong gia tộc này còn có một thượng tướng. Thế lực trong quân đội rất lớn. Cha em bây giờ bỏ đi chỗ phát triển trong quân, có khi cũng không thể rời bỏ sự ủng hộ của quân đội, cho nên, ai? Tề Thiên đau khổ ra vẻ đáng thương. Ai, chú em cũng có lúc không thể tự mình quyết định, tôi vốn còn tưởng rằng những công tử gia có chỗ dựa vững chắc giống như các cậu, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ai biết những dân đen như chúng tôi còn tự do hơn các cậu. Diệp Phàm có vẻ vui mừng trên nỗi đau của người khác. Không còn cách nào. Nhưng đại ca hôm nay đắc tội với tiểu thư Triệu Tứ đó thì thảm rồi, anh phải chú ý một chút. Con bé đó nghe nói rất bá đạo, tin đồn nói cô ta nhìn đàn ông trong thiên hạ như rác rưởi.
đại ca chọc vào cô ta sau này nhất định có trò vui để xem rồi, ha ha ha. Tề Thiên cũng không kém khiến Diệp Phàm tức giận chỉ muốn tát cho gã một cái ngã xuống đất. Ha ha, việc gì tôi phải sợ, tôi trốn ở nơi xó xỉnh hẻo lánh như Lâm Tuyền, lẽ nào tiểu thư Triệu từ đó ngày nào cũng chạy đến Lâm Tuyền sao? Hơn nữa tôi cũng không thích tung hoành trong quân đội, những tướng quân nhà cô ta cũng làm gì được tôi. Diệp Phàm tỏ vẻ không hề để ý. Giả vờ, anh đừng giả vờ, quân đội tất nhiên sẽ không chỉ ảnh hưởng đến quân đội, những nơi khác đồng dạng cũng có ảnh hưởng nhất định. Đại ca, anh tự cầu phúc đi, em không theo anh đâu. Đến lúc đó đừng đến làm phiền em. Tề Thiên cười thầm, cảm thấy hiện tại tiểu thư Triệu Tứ hình như hơi có hứng thú với Diệp Phàm. Loại con gái này mà phát sinh hứng thú với anh, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ bắt đầu sản sinh nhiều phiền toái. Đại ca Diệp Phàm mới 19 tuổi, còn tiểu thư Triệu Tứ nghe nói đã 25 tuổi rồi. Làm đại tỷ còn được, đàn ông khi cưới vợ bình thường mà nói đều thích tìm người nhỏ hơn mình mấy tuổi vì con gái rất nhanh già, tuổi tác nhanh chóng trôi qua. Nếu lấy người lớn tuổi hơn mình thì đến năm mình 40 tuổi, cô ta đã 50 tuổi rồi. Khi đó thân hình già nua thì còn thú vị gì nữa, nằm trên giường cả ngày phải ôm. Hơn nữa bản thân muốn ra ngoài tìm mấy nhân tình thì lọt vào nhà quyền quý giống như tiểu thư Triệu Tứ cũng khó. Đắc tội cũng không dám thể đắc tội, muốn tức giận cũng không dám tức giận. Tính độc chiếm của loại con gái như tiểu thư Triệu Tứ khẳng định rất mạnh, cuộc sống như vậy thử nghĩ xem Tề Thiên làm sao có thể chịu được chứ, cứ nghĩ tới là dựng hết tóc gáy, thề thốt là có đánh chết. Cả đời cũng tuyệt đối không thèm lấy loại con gái giống như vậy. Loại con gái như cô ta lợi hại giống như Vương Hy Phượng, tốt nhất vẫn chọn loại người như Lâm Đại Ngọc thì tốt hơn. Cưới về nhà cô ta cũng giống như khán giả, mình có ra ngoài lêu lổng, có lẽ cũng không quản được. Tương lai thật tươi đẹp. Mới vừa rồi trên bàn tiệc cô gái tên Diệp Khả Khả, ngoại hiệu là Khăn Đỏ mặc dù nói có chút giống như búp bê vải trong đồng thoại, nhưng người ta thật ra cũng đáng yêu, nếu cưới về làm vợ thật sự cũng rất tốt. Nhà máy giấy các tông Long Hưng Thủy Châu được xây dựng bên bờ con sông Thủy Giang, là một nhà máy tư nhân trung bình, có mấy trăm công nhân viên chức. 8 giờ tối, Diệp Phàm và Tề Thiên lái xe đến nhà máy giấy các tông Long Hưng, nghe nói nhà máy này cũng tiến hành làm 2 ca, cho nên buổi tối trong nhà máy vẫn đèn đóm sáng choang, rất nhiều công nhân đang làm việc. Ở phòng bảo vệ, Diệp Phàm đóng giả là một ông chủ đến nói chuyện làm ăn, cuối cùng được gặp mặt giám đốc nhà máy giấy Dương Chí Bình. Là một người đàn ông trung niên có tướng mạo bình thường. Giám đốc Dương, tôi tới từ nhà máy giấy Lâm Tuyền. Khoản tiền mấy tháng trước, các anh cũng không thể khất nợ mãi được. Từ tháng 3 đã cho các anh khất nợ đến cuối năm rồi, công nhân nhà máy giấy chúng tôi cũng sắp gây chuyện rồi. Cho nên vẫn xin giám đốc Dương trả nốt số tiền còn lại để tôi mang về. Diệp Phàm đưa ra giấy chứng minh thân phận, đương nhiên, cũng giả tạo cho mình thân phận phó giám đốc nhà máy giấy Lâm Tuyền. Phía trên còn có con dấu của nhà máy giấy Lâm Tuyền và con dấu đỏ thẫm của chính quyền thị trấn Lâm Tuyền. Sau khi nhìn tờ giấy chứng nhận, giám đốc Dương hỏi. Phó giám đốc Diệp, tôi nhớ hình như các anh không gọi là nhà máy giấy Lâm Tuyền, nhà máy này là xí nghiệp của huyện các anh mà xem ra có vẻ không tin. Ha ha, gần đây nhà máy chúng tôi đã chuyển dịch từ xí nghiệp thuộc huyện thành xí nghiệp thị trấn thuộc thị trấn Lâm Tuyền rồi. Đây là văn kiện ở trên phát xuống, anh xem đi. Diệp Phàm cười nói, ha ha, chuyện của nhà máy các anh không liên quan đến tôi. Quản lý Dương ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt vẫn lướt qua tờ giấy trên huyện phát xuống. Người này kinh nghiệm già đời, vừa liếc mắt là có thể nhìn ra là thật hay giả. Ai, giám đốc Diệp, gần đây nhà máy giấy các tông Long Hưng chúng tôi cũng cho công ty trái cây thiếu nợ hơn 100 vạn, cho nên nhất thời tài chính cũng chưa xoay vòng được. Hơn nữa khoản tiền 55 vạn chúng tôi mắc nợ các anh. Tháng 12 năm nay đã phân thành 2 lần, trả tổng cộng 45 vạn rồi, bây giờ chỉ còn thiếu các anh 10 vạn. Khoản tiền nhỏ như vậy anh còn tới thúc giục, chúng tôi là khách hàng cũ, giám đốc Hoàng của các anh cũng là người không tệ. Tôi còn nhớ cuối năm trước đẩy một lô hàng vào nhà máy các anh, đợi lô hàng này nhập kho thì 10 vạn này trả các anh cũng được. Giám đốc Dương nói với chút khó xử, đoán chừng cũng đang vờ vịt. Đã trả 45 vạn, chuyện này thật là kỳ quái. Tôi nghe giám đốc Hoàng nói còn nợ 55 vạn, lẽ nào tối qua giám đốc Hoàng uống say nên nhớ nhầm? Diệp Phàm cố ý giả vờ như rất kinh ngạc. Khẳng định là nhớ lầm, một tháng trước tôi đích thân mang tiền đến giao cho trưởng phòng Vạn Cương của các anh.
đợi một lát, tôi kêu người lấy hóa đơn cho anh xem. Giám đốc Dương lập tức rút điện thoại, không lâu sau một cô gái cầm hai tờ biên lai đi đến. Diệp Phàm nhìn cẩn thận, quả nhiên phát hiện là biên lai của nhà máy giấy Ngư Dương, người thu tiền chính là trưởng phòng Vạn Cương. Giám đốc Dương, có thể cho tôi mượn hai tờ biên lai này mang về không, cầm về thẩm tra đối chiếu với giám đốc Hoàng. Nếu không ông ấy lại mắng tôi quên chuyện này, ai? Tôi có thể lập một biên lai chính thức cho các anh. Diệp Phàm vừa nói vừa rút từ trong túi ra một con dấu chứng từ. Hắn muốn lừa lấy hai tờ biên lai này đi, đây có thể là bằng chứng trực tiếp nhất có thể chứng minh bọn người Hoàng Hải Bình tham ô công quỹ. Có cần thiết không, tôi trực tiếp gọi điện cho giám đốc Hoàng là được rồi. Giám đốc Dương cười nhạt, đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng cười nói. Hừ, lá gan cũng không nhỏ, nói đi, hai tên lừa đảo chúng mày rút cuộc muốn làm gì, tra sổ thì tra đầu bố mày đây. Có phải muốn hãm hại giám đốc Hoàng người ta, hôm nay không nói rõ cho bố mày thì hai thằng nhãi danh chúng mày không thoát khỏi đây đâu. Lúc này cánh cửa vang lên một tiếng, thình, bị mở toang ra, mấy tên đàn ông thân hình cao lớn xông vào trong, trên tay còn cầm thanh sắt dày cộm, thoáng cái đã bao vây Diệp Phàm và Tề Thiên. Hiển nhiên người ta đã sớm phát hiện, căn bản chính là chơi với mình. Trong lòng Diệp Phàm khẽ thở dài, thầm trách mình vẫn còn non nớt quá, dứt khoát kéo một cái ghế. Đàng Hoàng ngồi xuống, cười cười nói. Anh đã biết rồi vậy tôi cũng không làm kiêu nữa, nói đi, Hoàng Hải Bình đưa cho anh bao nhiêu tiền hoa hồng hay là hứa hẹn cái gì? Ha ha ha, tao cũng không sợ nói với mày. Hoàng Hải Bình mỗi lần bớt giá đều trích cho chúng tao 7%. Giám đốc Dương căn bản không có dáng vẻ sợ hãi, không hề để hai tên nhãi danh Diệp Phàm và Tề Thiên lọt vào mắt mình. Sợ rằng không đơn giản như vậy. Hoàng Hải Bình lại không phải kẻ ngốc, dứt khoát là nhét hoa hồng 30% vào túi anh rồi. Diệp Phàm lạnh lùng. Rất đơn giản, lấy lô hàng tháng 3 năm 95 ra nói, tiền hàng thực tế là 65 vạn, lúc ấy chúng tôi đã trả ngay tại chỗ 10 vạn. 55 vạn còn thừa trên sổ sách của nhà máy giấy Ngư Dương, kỳ thực chỉ còn lại 5 vạn đồng là chưa thu về, ha ha ha. Giám đốc Dương đắc ý nói. Đó chính là nói 50 vạn còn lại đều bị Hoàng Hải Bình nuốt trọn rồi có phải không? Diệp Phàm vẫn không hề có dáng vẻ hoang mang, hai người thật ra giống như một đôi bạn già đang ngồi tán gẫu vậy. Chuyện đấy làm sao tôi biết, nhà máy giấy các tông chúng tôi căn bản không nhắc đến lô hàng 65 vạn, mà chỉ nhắc đến lô hàng 15 vạn, không phải là 15 vạn đồng còn là gì. Giám đốc Dương thật sự rất càn rỡ, những chuyện này cũng không sợ để Diệp Phàm biết. Đoán chừng đã nghĩ ra thủ đoạn đối phó. Anh nói Hoàng Hải Bình khai gian con số. Diệp Phàm lắc lắc đầu thật sự muốn lập tức xông tới đạp cho giám đốc Dương một phát, đồ chó chết, kết bè đảng nuốt trọn số tiền của nhà máy giấy Ngư Dương. Hoàng Hải Bình chiết khấu 30%, còn lô hàng nhà máy giấy các tông trên con số cũng chỉ biểu hiện 3 phần. Mày nghĩ nó là gì thì chính là thế, ha ha ha, giám đốc Dương liếc mắt quát to một tiếng. Trương Thắng. Đánh cho hai thằng ăn trộm cướp tiền của nhà máy chúng ta tàn phế cho tao, đợi lát nữa kêu công an đến, không nhốt bọn nó mấy năm thì không hả giận được, đúng là to gan lớn mật. Mấy tên trai tráng bao vây Tề Thiên và Diệp Phàm dần dần ép tới. Giám đốc Dương cũng rất tàn ác, vừa ra tay đã muốn khiến cho người ta tàn tật, còn nhấn cho Diệp Phàm tội danh ăn trộm còn muốn nhốt vào đại lao. Chẳng trách trước đó y không sợ nói cho Diệp Phàm tất cả mọi chuyện. Chuyện này là vì những năm nay giám đốc Dương làm ăn giao dịch với Hoàng Hải Bình không ít lần, đoán chừng cũng kiếm được 200-300 vạn rồi. Hai người cũng kiếm được một món lớn, cũng khó trách y có thể xuống tay độc ác như vậy. Hừ, Tề Thiên hừ lạnh một tiếng giành quyền xuống tay xuống, sau khi mấy tiếng, bốp bốp bốp, vang lên, mấy thanh sắt va vào tường kêu lên mấy tiếng, keng keng. Tiếp theo tiếng người đạp vào vách tường như hỗn tạp với thanh âm hỗn loạn. Trong nháy mắt mấy thanh niên trai tráng đã ngã xuống đất không ngừng kêu rên, Tề Thiên phủi phủi bụi dính trên quần áo thở dài nói. Ai, loại hàng dởm như vậy cũng muốn lấy ra thể hiện, còn muốn nhốt đại ca của bố mày vào đại lao, tao nhổ vào. Con mẹ nó cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà nhìn dáng vẻ của mình. Sau khi nói xong khuôn mặt quỷ dị cứ ép tới phía giám đốc Dương đã bắt đầu run rẩy, bộ dạng hài hước cười nói. Giám đốc Dương, chúng ta vui đùa một chút. Đống thịt mỡ trên người ông làm sao chịu đủ. Chương 265, Vân Thiên báo Thủy Châu. Ha ha, Tề Thiên,
cậu không phải đang buồn phiền vì thiếu một bao cát sao? Bao cát da của người này vô cùng co giãn, cái đó càng phong cách có phải không? Diệp Phàm ngồi trên ghế mỉm cười nham hiểm, giám đốc Dương toàn thân cứ dùng mình ớn lạnh, rít lên. Các anh dám, biết nhà máy này là nhà ai mở ra không? Ồ, vậy anh nói xem là nhà ai mở ra, tiểu gia tôi thật sự muốn nghe xem. Tề Thiên vui tươi hớn hở nhìn đôi chân của giám đốc Dương cứ run rẩy, đầy vẻ coi thường. Dương Vân Thiên, Dương công tử nghe qua chưa hả? Trên đường được người ta gọi là Vân Thiên báo. Nhãi danh, chuyện hôm nay đại nhân ta có lòng vị tha không tính toán với cậu. Mau cút đi. Khi chữ cút của giám đốc Dương còn ngậm ở trong miệng, chưa phun ra, mấy tiếng bốp 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 nhẹ nhàng lướt qua lỗ tai, sau đó trên mặt y lập tức là một vùng tím xanh. Dấu tay của Tề Thiên hiện lên rất rõ ràng, đương nhiên, mặt cũng biến thành đầu heo, sưng phù lên trông rất thảm hại. Nhanh lên, gọi Vân Thiên Cẩu đến cho bố mày, mẹ kiếp. Còn chưa chơi đủ, thật sự khó chịu. Đánh quá nhẹ, tay chân vẫn không thoải mái. Nếu có thể giết được con chó đó, em và đại ca tối nay thật sự có lộc ăn rồi, dù sao còn chưa ăn bữa khuya. Món thịt chó lúc nào cũng là món cực khoái khẩu, ha ha ha. Tề Thiên cười khan nham hiểm. Rất là điên cuồng, đem Vân Thiên báo đổi thành Vân Thiên cẩu. Cười đến mức giám đốc Dương không dám kêu đau. Chỉ sợ tên tiểu tử độc ác này cảm thấy còn chưa hả giận lại đạp thêm mấy phát nữa thì toàn thân mình sẽ trở thành quả cầu da heo mất. Loại chuyện đại sự này tự có người trong nhà máy bí mật chạy đi báo cáo tình hình với ông chủ. 7-8 phút sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng quát tháo. Mẹ kiếp, tên thối tha cẩu nhật nào, dám đụng vào địa bàn của anh Vân, chán sống rồi có phải không? Cùng với tiếng quát thô lỗ đó, một người đàn ông lực lưỡng có bộ ngực lớn đổ sộ như đàn bà tiến vào trong. Người này không có râu mép, bằng không thật sự trở thành Trương Phi rồi. Lẽ nào y chính là Vân Thiên báo? Khi Diệp Phàm đang buồn bực, Tề Thiên đã mở miệng, khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông lực lưỡng này hừ nói. Vân Thiên cẩu, vừa rồi mày chửi ai? Mẹ kiếp, mày dám mắng, Vân gia, chúng tao, đồ thối tha. Người đàn ông lực lưỡng kia nhào tới vùng nắm đấm to tướng nhắm thẳng về phía đầu Tề Thiên đập xuống, ra vẻ dáng vẻ của cao thủ quyền anh. Khóe miệng Tề Thiên xuất hiện một nụ cười quái dị, một quyền tức giận mạnh mẽ chống đỡ. Soạt, sau một tiếng vang lớn lại là một tiếng kêu rên. Hừ, ngay sau đó, người đàn ông đang mạnh mẽ tiến lên liền bị đánh lui về phía sau, siêu vẹo thối lui 4-5 bước, cho đến khi bước chân đụng phải bức tường bên cạnh khung cửa mới dừng lại. Trong mắt người này thần sắc hoảng sợ chợt lóe lên, xem ra người đàn ông này cũng không phải là đồ ngu xuẩn, chắc là người có tính cách tương đối mạnh mẽ, quyết không thu tay về. Y thuận tay nhặt lên một miếng sắt dưới đất đi cà nhắc một bước lớn, hổn hển hướng về phía đầu Tề Thiên đập xuống. Nếu bị tấm sắt này bổ trúng đoán chừng sẽ chết ngay tức khắc, không chết chí ít cũng sẽ rơi vào kết cục đầu óc tê liệt. Đại cẩu, dừng tay. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Cánh tay đang nắm lấy thanh sắt của người đàn ông lực lưỡng lơ lửng, cứng ngắc trên không trung. Kỳ thật trong lòng Tề Thiên cũng hơi kinh ngạc, mặc dù vừa rồi sau quả đấm trực tiếp của mình đã đẩy lui được đại cẩu, nhưng nắm tay của gã cũng mơ hồ cảm thấy tê dại. Chứng tỏ tên đại cẩu này cũng có thân thể không tệ, đoán chừng dùng cảnh giới quốc thuật phán đoán cũng là nhất đoạn đỉnh cấp. Lui ra, giọng nói lạnh lùng trầm thấp ở phía sau lại một lần nữa hừ một tiếng, đại cẩu hơi nghiêng sang bên cạnh. Cuối cùng cũng nhìn thấy người phát ra tiếng nói. Dáng vẻ người này không khác với Diệp Phàm, không béo không gầy, cũng trắng trẻo thư sinh, xem ra chủ nhân thật sự đến rồi. Tề Thiên và Diệp Phàm đều cảm thấy hơi buồn cười, gã này dù nói thế nào cũng không phù hợp với ngoại hiệu, Vân Thiên báo, theo lý thuyết lẽ ra phải là quái vật đầu báo thân thú mới đúng, nếu như vậy nếu gọi là thỏ mặt trắng cũng không sai biệt gì. Có lẽ người không có tướng mạo kỳ lạ mới bước vào này chính là cao thủ không lộ tướng. Giám đốc Dương vừa thấy gã bước vào thì tiến lên hét toáng. Anh Vân, hai tên nhãi danh này lại đến nhà máy chúng ta gây chuyện cướp bóc, còn đập hỏng nhà máy, đánh người bị thương. Hơn nữa chúng còn mắng anh là, Vân Thiên. Đến chữ cẩu, thì giám đốc Dương không dám nói ra, chỉ sợ phải ăn thêm một cái tát nữa. Được rồi, lui ra đi. Người thanh niên mặt trắng hừ một tiếng, quét ánh mắt liếc nhìn Diệp Phàm và Tề Thiên. Diệp Phàm thì gã tuyệt đối là chưa gặp qua, còn hình tượng của Tề Thiên, trong đầu người thanh niên mặt trắng hình như có cái bóng mơ hồ,
nhưng thoáng cái không nhớ ra được. Người anh em họ gì, từ đâu đến? Người thanh niên mặt trắng cất tiếng hỏi, thái độ cũng không hung hăng, vì gã cảm thấy Tề Thiên cũng hơi quen nên không dám liều lĩnh. Tỉnh thành này là nơi tàng long ngọa hổ, một người nào đó tùy tiện từ trong một hẻm nhỏ chui ra có lẽ chính là quan to cấp tỉnh, hoặc là nhân vật nào đó dính dáng đến bọn họ. Tôi chỉ là một người dân quê, không đáng nhắc đến, đến làm chút chuyện, có công việc làm ăn qua lại với nhà máy các anh. Diệp Phàm mặt không chút thay đổi. Hỏi để làm gì, muốn ức hiếp người nông dân chúng tôi có phải không? Tề Thiên nói. Hừ, ngay cả tên cũng không dám nói ra. Bộ dạng của các anh mà là tới làm việc sao? Dương Vân Thiên tôi từ trước đến nay không ức hiếp hạng người lương thiện, nhưng cũng không để cho bất cứ kẻ ác nào ức hiếp. Gã kia lúc này đã có vẻ lộ ra một chút khí phách. Không dám báo tên, ông nội Tề Thiên của chúng mày lẽ nào còn sợ đám cẩu báo chúng mày sao, nói đùa. Vị này là đại ca của tao, anh ấy thật sự là tới từ một thị trấn nhỏ. Tề Thiên không nhịn cười. Tề Thiên! Trong miệng Dương Vân Thiên khẽ lẩm bẩm câu này giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Anh Vân, nhanh chóng cho hai tên nhãi nhép này một bài học đi. Hắn dám mắng anh là, Vân Thiên cẩu, đấy. Giám đốc Dương nhìn thấy Vân Thiên báo vẫn không hành động gì, sờ sờ khuôn mặt nóng rát cuối cùng cũng lên tiếng, muốn chọc giận Dương Vân Thiên ra tay độc ác trừng phạt hai đứa nhãi nhép này. Bốp! Giám đốc Dương hoảng sợ nhìn Vân Thiên báo vì gã chính là người tát, xuống tay tuyệt đối không có lưu tình, thiếu chút nữa khiến y choáng váng, ngay cả hàm răng cũng thấy đau nhức. Khi tôi làm việc gì đến lượt anh xen miệng vào sao? Lui ra! Sắc mặt Dương Vân Thiên không đổi, tuy nhiên hình như hơi tức giận, chợt như nhớ ra gì đó liền quay lại lộ ra nụ cười cứng ngắc. Không ngờ là anh Tề, chân sắt, đến đây, thủ hạ của em có mắt như mù, xin anh tha lỗi cho. Sau đó gã trầm mặt quay ra nói với cô gái ngoài cửa. Còn không dâng trà, một chút quy củ cũng không có sao. Chân sắt! Diệp Phàm khẽ lẩm bẩm, có chút buồn cười nhìn Tề Thiên. Ha ha, đại ca! Một số kẻ hiếu sự thích gọi linh tinh. Năm ngoái em không cẩn thận đá phải một tên nhãi nhép ngực đầy máu, cho nên mới dính phải ngoại hiệu như vậy. Đều là một số bạn bè trêu chọc gọi thôi, cái chân của em làm sao có thể gọi là chân sắt được, nói là chân đất thì đúng hơn. Tề Thiên ngại ngùng giải thích một chút, nhưng vẫn khiến Diệp Phàm nghe ra được một tia đắc ý mơ hồ trong đó. Tề Thiên giải thích không quan trọng. Nhưng lại khiến người đàn ông lực lưỡng gọi là đại cẩu vốn từ ngoài sông vào muốn liều mạng với gã giật bắn mình, thầm nghĩ, bà nội nó. Vừa rồi may mà miếng sắt đó không bổ tới, nếu thật sự bổ tới đoán chừng ngực mình đã giống như cái giếng lập tức máu phun đầy đất. Ai, thì ra như vậy, ha ha, bàn chân sắt, thú vị thật. Diệp Phàm thật sự muốn cười rũ rượi một trận, nhưng kìm nén được, sợ Tề Thiên xấu hổ. Ông chủ Dương. Đại ca của tôi hôm nay chính là tới để kiểm tra chuyện của nhà máy giấy Ngư Dương, tôi hy vọng ông có thể phối hợp với anh ấy một chút. Nếu ông cũng đã nghe nói qua, chuyện này coi như xong. Tề Thiên nghiêng người liếc nhìn Dương Vân Thiên nói. Không xong có thể được sao, ngực của bố mày cũng không phải được đúc bằng tấm thép. Hơn nữa nhà ngươi quyền to thế lớn, bố mày cũng không chọc đến nổi. Chương 266, ta không được để đàn bà đè ép. Trong đáy lòng Dương Vân Thiên thầm oán hận nhưng vẫn vội vàng nặn ra một nụ cười. Anh Tề đến thăm cái miếu nhỏ này của em khẳng định là một vinh hạnh của em, có chuyện gì xin anh Tề cứ việc giao phó, em sẽ toàn lực phối hợp. Trong lòng âm thầm hối hận tại sao lại chọc vào sát tinh này, nghe nói còn là xuất thân từ bộ đội đặc nhiệm liệp báo thần bí, một cước đạp chết mình đoán chừng cũng không có chuyện gì, người ta là có giấy phép giết người. Sau khi kiểm tra thì thấy Hoàng Hải Bình của nhà máy giấy Ngư Dương toàn dùng chiết khấu 20%, trước sau cùng với nhà máy giấy Long Hưng giao dịch đạt được 530 vạn, nhà máy giấy thực tế thu về 280 vạn, còn thừa lại 350 vạn đều bị Hoàng Hải Bình nuốt sạch. Tính riêng khoản chiết khấu 20% thu về đã khiến tổn thất của nhà máy giấy Ngư Dương đạt đến 130 vạn. Cộng thêm Hoàng Hải Bình nuốt đi 350 vạn tiền mặt, tổng cộng đạt đến 480 vạn. Một món tiền quá lớn. Thật sự là một con sâu mọt chân chính của đất nước. Vì lúc ấy khi Hoàng Hải Bình gọi Vạn Cương đến thúc tiền đều có lưu lại biên lai nhận tiền trong tay giám đốc Dương. Mười mấy tờ biên lai này toàn bộ đều được lưu lại, lúc này toàn bị được Dương Vân Thiên xem là lễ vật nịnh bợ Tề Thiên đưa cho Diệp Phàm. Chí Bình,
đi mở một tờ chiết khấu tiền mặt 130 vạn trả cho anh Diệp, chúng ta không thể chiếm tiện nghi của nhà máy giấy nhỏ Ngư Dương của người ta, một xí nghiệp nhỏ của thị trấn nhỏ muốn kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, hơn nữa nghe nói huyện Ngư Dương còn là một huyện nghèo khó. Biểu hiện của Dương Vân Thiên rất rộng lượng, dáng vẻ giống như rất đồng cảm với nhà máy của một thị trấn nhỏ, cho nên quát nói với giám đốc Dương. Số tiền này vốn chính là thuộc về nhà máy giấy Ngư Dương, nhưng hiện tại Dương Vân Thiên có thể nôn ra, trong lòng vẫn là không ngừng đau lòng. Mặc dù nói Dương Vân Thiên có tài sản cá nhân mấy ngàn vạn, nhưng 130 vạn bạc trắng lòa vốn đã nuốt vào trong bụng, bây giờ lại phải nôn ra, thực sự là có chút không cam lòng. Tuy nhiên gã biết nội tình bên trong của Tề Thiên, bản thân nào dám chọc vào sát tinh này. Cha của người ta là phó chủ tịch thường vụ, thế lực của nhà họ Tề nghe nói sâu không lường được, thật sự muốn cha sổ chỉ cần há miệng ở dưới đã có người vỗ ngựa tới làm, tiêu diệt họ Dương nhà mình thời gian mấy ngày đoán chừng đã đủ rồi. Ha ha ha, vậy tôi từ chối lại thành bất kinh. Nói thật, hiện tại kinh tế của nhà máy giấy Lâm Tuyền tương đối khó khăn, công nhân mấy tháng rồi cũng chỉ vẻn vẹn nhận được hơn 100 tệ tiền lương. Nếu không chỉnh đốn lại nhà máy giấy thì xong rồi, cho nên chuyện giao dịch liên quan tới Hoàng Hải Bình, tôi hy vọng ông chủ Dương và giám đốc Dương có thể giữ bí mật. Chuyện này chúng tôi sẽ xử lý được, các anh không phải chịu liên lụy đâu. Hơn nữa các anh cũng rất có thành ý, cảm ơn ông chủ Dương đã ra sức ủng hộ, sau này vẫn hy vọng có thể qua lại nhiều hơn với nhà máy giấy thị trấn Lâm Tuyền, xây dựng quan hệ nghiệp vụ bình thường. Không lâu sau nhà máy giấy thị trấn Lâm Tuyền sẽ được bắt đầu xây dựng lại toàn diện, sau khi xây xong có thể dùng giấy sản xuất công nghệ cao, sản lượng cũng tăng lên mấy lần. Nếu lượng hàng nhập của ông chủ Dương tương đối lớn, nhà máy giấy chúng tôi có thể chia hoa hồng thỏa đáng, ví dụ nói chiết khấu 50% cũng được. Tôi tin ông chủ Dương mở nhà máy, mở công ty cũng là vì kiếm tiền có phải không? Mọi người sau này chính là bạn bè trên thương trường buôn bán rồi. Có chuyện gì hãy giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn. Diệp Phàm đương nhiên rất vui mừng, tự nhiên từ đâu bay tới một khoản tiền 130 vạn. Quan trọng nhất chính là nắm được bằng chứng của Hoàng Hải Bình, đây quả thực chính là thượng phương bảo kiếm, muốn chỉnh y thì thật sự là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, anh Diệp nói rất đúng. Dương Vân Thiên mỉm cười quay đầu nói với giám đốc Dương. Nghe thấy rồi chứ? Sau này muốn nhập giấy gì đó thì phải bàn bạc nhiều hơn với nhà máy giấy Lâm Tuyền. Anh Diệp là ai? Anh ấy là đại ca của anh Tề, cũng chẳng khác nào là đại ca của tôi. Sau này anh Diệp tới nhất định phải gọi là đại ca, nghe thấy chưa hả? Còn chuyện này nữa, các cậu phải quản cái miệng của mình cho chặt vào cho bố mày, nếu tiết lộ ra ngoài để Hoàng Hải Bình biết được thì tôi rút ra cậu. Em biết rồi anh Dương, em sẽ không lộ ra nửa chữ. Sau này khi nhà máy giấy nhập hàng, em sẽ gia tăng lượng mua của nhà máy giấy Lâm Tuyền, em tin rằng anh Diệp cũng sẽ không để nhà máy giấy chúng em chịu thiệt. Giám đốc Dương cũng vội vàng bày tỏ thái độ, trong lòng vẫn toát mồ hôi lạnh. Được, ông chủ Dương, đại ca tôi trọng nhất là tình cảm. Ông có thể kết giao với anh ấy, sau này ông sẽ phát hiện người bằng hữu này tuyệt đối đáng được kết giao. Tề Thiên cũng biểu lộ thái độ. Gã cũng biết một chút hoàn cảnh khó khăn của nhà máy giấy Lâm Tuyền, có thể giúp được tí nào hay tí ấy. Cảm ơn anh Diệp, anh Tề đã xem trọng tôi. Không nói nữa, Dương Vân Thiên tôi được gắn cho cái tên là Vân Thiên Báo, hai vị đại ca đừng tưởng tôi hung tàn giống con báo. Kỳ thực là chỉ phương diện của tôi ở chữ, nghĩa. Tối nay tôi làm chủ, có thể quen biết hai vị đại ca thật sự rất vui mừng. Chúng ta tới phòng ca hát kính tạc thư giãn một chút thế nào hả? Dương Vân Thiên mừng thầm, mặc dù nói trợ cấp 130 vạn, nhưng nếu có thể kết giao với thái tử gia có thân phận thần bí như Tề Thiên thì lợi ích càng nhiều hơn. Phải biết rằng cái vòng nhỏ của Tề Thiên không phải thứ người như Dương Vân Thiên có thể liên quan đến, cấp bậc cao hơn N lần. Trước kia Dương Vân Thiên cũng trong một lần cơ hội tình cờ gặp gỡ Thượng Thiên Đồ, Hắc Miêu, nhân vật cấp đại ca nổi tiếng trên đường phố Thủy Châu. Nghe thấy ngay cả đại ca Thượng Thiên Đồ mà mình sùng kính như thần linh cũng gọi Tề Thiên là anh Tề, lúc ấy rất ngạc nhiên dò hỏi về thân phận của Tề Thiên, bây giờ mới biết một chút. Dương Vân Thiên kêu thầm quá may mắn vì mình gặp nhiều biết rộng, bằng không hôm nay chọc vào chân sắt anh Tề thì thảm rồi. Nói thẳng ra một chút, ngã thế nào cũng không biết. Đương nhiên, Vân Thiên báo Dương Vân Thiên cũng lo xa còn thật ra Tề Thiên cũng không nham hiểm gì, chỉ là Vân Thiên báo suy nghĩ một phía mà thôi. Được, nếu ông chủ Dương đã có lời mời,
tôi cũng không khách khí, sau này mọi người vẫn là bạn bè trên thương trường, qua lại nhiều hơn mọi người làm ăn cũng náo nhiệt. Diệp Phàm gật đầu, nếu có thể trở thành khách hàng lâu dài vững chắc của nhà máy giấy Lâm Tuyền cũng là chuyện rất tốt. Anh Diệp, anh Tề, không biết là còn nhớ đến anh Thượng Thiên Đồ Hắc Miêu không? Dương Vân Thiên cười hỏi. Hắc Miêu, nhãi danh đó không phải đã mất tích mấy tháng rồi sao, cũng không biết là lêu lổng đi chỗ nào rồi, thằng cụ nó cũng không để lại lời nhắn cứ thế mà đi xuất gia trở thành hòa thượng. Tề Thiên nhìn lượt qua Dương Vân Thiên mới giật mình tỉnh ngộ, thì ra là một đồng bọn của Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ. Thượng Thiên Đồ, người này là một người trắng đen lẫn lộn, trước kia nghe nói là tung hoành trong xã hội đen, chuyên môn kiếm tiền trên biển, cũng chính là dựa vào buôn lậu mà làm giàu. Hai, ba năm trước lại thu tay, hiện tại về cơ bản đã tẩy trắng rồi. Y còn dựng lên tập đoàn Hoành Xương, tự mình ngồi lên vị trí tổng giám đốc, cuộc sống trôi qua rất là an nhàn. Vừa trở về, buổi chiều em còn gặp anh ấy, nói là tối nay phải đi thư giãn một chút, dứt khoát em sẽ mời anh ấy cùng tới, ha ha. Dương Vân Thiên cười nói. Được, cũng hay, tôi cũng lâu rồi chưa gặp y. Tề Thiên gật đầu. Phòng ca múa kính tạc, thật sự đúng như tên gọi, bên trong rất là bốc lửa, nam nữ ở trên sàn nhảy ôm nhau nhảy thỏa sức, vô cùng thoải mái. Đàn em của Dương Vân Thiên sớm đã sắp xếp một phòng VIP lớn, bên trong lắp đặt thiết bị rất xa hoa. Đại ca, Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Hoành Xương, tài sản có 5 tỷ, tuy nhiên đều làm việc kiểu trao tay để kiếm tiền, ha ha. Tề Thiên cười nói. Nói đi, thằng nhãi cậu có phải muốn từ trên người y kiếm chút tiền cho tôi đương nhiên cũng không ngốc nghếch đi cự tuyệt. Gần đây tôi làm bản kế hoạch giao thông huyết mạch của Lâm Tuyền, lỗ hổng tài chính cần có vô cùng lớn. Diệp Phàm liếc mắt đã nhìn thấu tính toán nhỏ nhặt trong lòng Tề Thiên. Ha ha, đại ca, lôi âm cửu long hoàn đó, rút cuộc cần vật liệu gì nữa mới có thể bào chế ra, em cũng không đợi được nữa rồi, thật sự là rất nóng ruột, trong liệp báo chức vụ thực sự thiếu tá tiểu đoàn trưởng của em mới là thân thủ nhị đoạn thuần hóa, những doanh trưởng khác đều là cao thủ của tam đoạn khai nguyên. Chuyện này quá ép người rồi. Ai, cuộc sống cũng không có cách nào trôi qua. Người ta mặc dù không nói nhưng trong lòng em cảm thấy rất hoảng sợ. Thủ hạ của em có hai người công lực còn cao hơn em, chuyện này kêu em phải. Tề Thiên vẻ mặt mất mát bộ dạng khó coi. Hai tiểu đoàn trưởng khác là ai, bọn họ bao nhiêu tuổi rồi? Diệp Phàm cười cười hỏi, thầm nghĩ thằng nhãi này lại bắt đầu chơi trò tâm nhãn rồi, chắc là nóng lòng muốn nâng cao thực lực. Năng lực mạnh nhất chính là một nữ tiểu đoàn trưởng, cô ta tên là Mai Diệp Thu, sắp đột phá đến tam đoạn tiệt lưu rồi. Chắc là chỉ trong vòng mấy tháng, ai? Khoảng cách của em với cô ta càng ngày càng lớn, nhưng cô ta cũng chỉ có 25 tuổi, cả ngày bị cô ta đè ép rất khó chịu, em là một đại lão gia, cả ngày phải chịu kém bởi một mụ đàn bà. Người kia tên là Trương Vũ Tinh, 28 tuổi, qua 2 năm nữa chắc là cũng có thể đột phá được tam đoạn. Nhãi danh cậu không phải mới 23 tuổi, đợi đến lúc cậu 25 tuổi không thể không đột phá, vội gì? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Hơn nữa có con gái ức hiếp cậu cũng tốt, tôi còn không có cơ hội đó. Hắc hắc, trên mặt Diệp Phàm lại lộ ra một tia cười khan. Lão đại, anh cũng không thể tuyệt tình như vậy, còn phải đợi đến 25 tuổi thì rau hoa cúc cũng nguội rồi. 25 tuổi chí ít cũng phải thăng lên cấp trung tá mới được, nếu không cứ ở mãi chứ thiếu tá chuyển tới chuyển lui thì làm sao mà sống. Hơn nữa đệ nhất tiểu đoàn trưởng Mai Diệp Thu nhìn thấy em tựa hồ ánh mắt đều mang theo một luồng ánh sáng kỳ thị, mẹ nó. Em lại không dám động tâm tư gì đi trêu chọc cô ta, giống như em bị giết chết vậy, nhìn thế nào em tựa hồ đều không làm sao đối mặt vậy. Giọng nói của Tề Thiên lớn hơn không ít. Cha cậu làm quan lớn như vậy, lại quen biết với đoàn trưởng Thiết như vậy, làm trung tá không phải chỉ là vấn đề một câu nói sao? Diệp Phàm ngạc nhiên. Suy nghĩ một lát đột nhiên hiểu ra liền hỏi. Có phải nhãi danh cậu muốn theo đuổi Mai Diệp Thu, cho nên mới liều mạng muốn đột phá cảnh giới, khoe khoang một chút. Bình thường mà nói giống được vì để tìm kiếm giống cái đều sẽ khoe khoang năng lực của mình, bằng không sau này thật sự thành công, ở cùng nhau, ngày ngày bị cô ta bắt nạt cũng là một chuyện rất thảm, ha ha ha. Diệp Phàm vô cùng buồn cười, thiếu chút nữa cười rất răng. Làm gì dễ dàng như vậy, đặc biệt là liệp báo. Có chỉ tiêu cứng nhắc, không giống với bộ đội bình thường.
Nếu như ở quân đoàn 3 thì 2-3 năm có thể lên trung tá rồi, có cha em ở đó có lẽ không thành vấn đề. Tề Thiên nét mặt khổ sở kêu oan. Hơn nữa Mai Diệp Thu đó em nào dám chọc vào cô ta. Thuần túy là một con cọp cái. Đại ca anh có thể không biết, năm ngoái cô ta dẫn theo mấy thuộc hạ tới phòng hát ở Thủy Châu chơi. Có một tên cấp bậc lão đại ở chỗ đó lúc đó mê đắm dính lấy. Cuối cùng anh không biết, lão già đó thật thê thảm, lông chim đều bị cô ta nhổ sạch. Lúc đó còn tiện tay rút ra một con dao găm quân đội của Thụy Sĩ nói là muốn thiến lão già đó tại chỗ. Sau đó các nữ binh của cô ta kéo đến mới chịu dừng tay. Tề Thiên nói đến đây chợt run tay, ngay cả ly rượu cũng sánh ra ngoài, chắc là rất kiêng kỵ với cô gái tên là Mai Diệp Thu đó. Ha ha ha, người anh em, cậu không phải lo lắng khi thật sự theo đuổi cô ta chọc vào cô ta, đồ chơi của mình cũng có chút nguy hiểm chứ. Diệp Phàm có chút dáng vẻ cười trên nỗi đau người khác, thiếu chút nữa là cười như điên. Nhưng khảo hạch của Liệp Báo có chỗ không giống, lẽ nào Liệp Báo còn cần khảo hạch bản lĩnh quốc thuật hay sao? Diệp Phàm thuận miệng lại hỏi. Không sai, năng lực và cảnh giới quốc thuật chính là một chỉ tiêu quan trọng nhất của Liệp Báo khảo hạch quân nhân. Một quân nhân cấp bậc trung tá của binh đoàn Liệp Báo chí ít phải là thân thủ tam đoạn mới được. Có thân thủ tứ đoạn thì có thể thăng lên thượng tá, ngũ đoạn trực tiếp thăng lên đại tá. Lục đoạn chỉ còn lại một người là đoàn trưởng Thiết, em đoán chừng đoàn trưởng Thiết không bao lâu sẽ thăng lên làm tướng quân, thật phong cách tướng quân, lý tưởng của em. Vừa nói đến tướng quân, hai mắt Tề Thiên đã lấp lánh, nước miếng sắp chảy ra, Diệp Phàm nhìn mà muốn bật cười. Nhưng cô con gái họ Mai đó thân hình thật sự bốc lửa. Hai ngọn núi đầy đặn trước ngực giống như măng tre, đoán chừng độ cứng và tính đàn hồi đều rất lớn. Có lẽ là luyện võ quá mãnh liệt, ngay cả đôi bồng đào cũng trở thành cơ bắp rồi, hắc hắc, sờ vào nhất định là rất thích. Tề Thiên lại dâm đãng cười khúc khích không dứt. Nhãi danh nhà cậu, thật là quá phóng túng, cảnh giác đồ chơi dưới chỗ kín đấy. Bàn tay Diệp Phàm vỗ nhẹ, thiếu chút nữa cười phá lên. Em không dám, nếu đại ca dám xông tới thử một chút có lẽ còn được. Em mơ hồ nghe cô ta nói, muốn làm bạn với cô ta, đầu tiên phải đánh thắng cô ta mới được. Nhưng cao thủ tứ đoạn trong Liệp Báo cũng không nhiều, em hình như có gặp qua bên cạnh đoàn trưởng Thiết có một hai người, ngũ đoạn căn bản là chưa gặp qua, ai? Tề Thiên than thở. Biến thái, điều kiện như vậy cũng nói được, có bao nhiêu nam nhi tốt đẹp đều không có sức lực. Ai còn dám lên, không thành thái giám là may rồi. Diệp Phàm cảm thấy trong đáy lòng một luồng khí lạnh xông thẳng lên đầu, nhún nhún vai nói. Nhãi danh cậu không phải thật sự bị cô ta ức hiếp qua rồi chứ, bằng không sẽ không muốn đột phá cảnh giới mãnh liệt như vậy, lộ vẻ khí phách của anh hùng rơm. Nếu không tôi sẽ tới Thủy Châu trực tiếp kêu cô ta tới, lợi dụng thân phận cố vấn dạy dỗ cô ta một chút, có được không, dám ức hiếp tiểu đệ của ta có phải không? Diệp Phàm vỗ vỗ ngực cố ý cười nói. Chương 267 tự mình chuốc lấy cực khổ. Không được đâu đại ca, nghe nói gia thế của cô ta cũng không đơn giản, còn là thành viên của quân ủy. Ngay cả đoàn trưởng Thiết đối với cô ta cũng có mấy phần kính trọng, còn lên tiếng ức hiếp em lúc ấy thật sự bị ông ấy đá một cước, mẹ nó, cứ như vậy thì chẳng mấy chốc Tề Thiên em đã nằm dưới đất rồi. Đại ca, anh xem, huynh đệ của anh chịu sỉ nhục lớn như vậy, người làm đại ca như vậy nhất định phải giúp em đột phá mới được. Cái em cần là sức mạnh, không phải trả thù. Nếu có thể đuổi kịp và vượt qua cô ta đó chính là hạnh phúc lớn nhất của em. Tề Thiên gào lên, xem ra đã phải chịu uất ức từ lâu. Được, có chí khí, tối nay sẽ giúp cậu đột phá, không chỉ cô ta không được. Diệp Phàm đột nhiên vỗ nhẹ lên bàn. Thật sao, lão đại, anh không phải nói dược hoàn vẫn chưa điều chế ra sao? Con người của Tề Thiên sắp rơi xuống rồi. Điều chế một viên trước, lão tiền bối nói không rảnh, Lô Vĩ và đoàn trưởng Thiết thì phải đợi sau này. Diệp Phàm cười cười, đảo mắt liếc nhìn Tề Thiên lại nói. Nhưng chuyện này cũng có chút khó làm, Lô Vĩ cũng đang thúc giục. Hơn nữa nguyên liệu chủ yếu bên trong lại là từ chỗ dược liệu của Lô Vĩ. Đáng tiếc nhất, không có dược liệu của gã thì dược hoàn không thể phối ra. Hơn nữa Lô Vĩ lại là nhị ca của cậu, cậu nhỏ nhất, nếu không đợi lần sau đi. Nói xong cứ lắc đầu, dáng vẻ tựa hồ rất khó xử. Không được, lão đại, dược hoàn tôi nhất định phải có được, có điều kiện gì cứ nói ra, không thì mấy trăm vạn sao, em dù phải làm hành khất cũng sẽ kiếm được.
Tề Thiên cũng không ngốc. Được, tôi cũng không làm kiêu. Cậu không phải nói Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ đó là ông chủ lớn của công ty tập đoàn có tài sản 5 tỷ sao? Cậu bảo y tới lang tỏa cốc của Lâm Trường Cảnh Dương đi săn thú, giống như những người trước đó đã trải qua giới giang hồ, xác định là thích chơi trò kích thích có phải không? Đường ở đập nước thiên thủy đều hư hỏng như vậy, kêu y cống hiện một chút tấm lòng, ha ha ha. Diệp Phàm cũng là mặt dày, dồn ép Tề Thiên, thầm nghĩ, thằng nhãi này giống như một miếng bọt biển lực mạnh, không ép không ra dầu, ép một chút có lẽ có thể ép ra được chút sữa. Được, đợi em vứt bỏ cái mặt này, không cần cũng có thể đòi được một chút. Tề Thiên siết chặt nắm tay, còn múa múa thị uy trước mặt Diệp Phàm. Không lâu sau, Dương Vân Thiên cùng với một người thanh niên dày dặn kinh nghiệm, khí phách rộng rãi, lông mày rậm như đao đi vào, trên người người này mơ hồ lộ ra một luồng sát khí. Anh Tề, là anh, ha ha ha, đã lâu không gặp. Người thanh niên vội tiến lên hai bước, chào hỏi thân thiết với Tề Thiên ở trước mặt. Hắc Miêu, thằng danh cậu chơi trò mất tích, có phải là sợ tôi mượn tiền nên bỏ trốn không, ha ha ha. Tề Thiên cũng rất vui vẻ, đấm một quyền lên ngực người đó nói. Em nào dám, nếu không anh Tề đem em đi bán thì cũng có thể đủ, ha ha ha. Hai người tận tình cười nói chuyện mấy câu. Nào, Hắc Miêu, giới thiệu với cậu một chút, vị này là đại ca kết nghĩa của tôi Diệp Phàm. Tề Thiên dẫn Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ đến trước mặt Diệp Phàm. Chào anh Diệp, vừa rồi em đã nghe Vân Thiên nói qua rồi. Đại ca của Tề Thiên cũng chính là đại ca của Thượng Thiên Đồ em. Thượng Thiên Đồ cười nhiệt tình đưa tay ra bắt. Danh tiếng của Thượng Lão Đệ, Hắc Miêu rất uy phong. Diệp Phàm cũng vui vẻ đưa tay ra, nào ngờ thấy bàn tay của Thượng Thiên Đồ càng lúc càng siết chặt giống như một cây kìm. Hắn biết Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ trong lòng không phục, muốn cho mình một đòn thị uy, cũng không nổi giận, mỉm cười nhìn Thượng Thiên Đồ. Bất luận Thượng Thiên Đồ dùng lực như thế nào, Diệp Phàm vẫn bình thản đối mặt. Sau khi nắm khoảng 10 giây, Thượng Thiên Đồ cảm thấy tay của Diệp Phàm không biết làm sao càng ngày càng cứng, sắp biến thành cái kẹp sắt rồi. Dưới lực độ dần dần gia tăng của Diệp Phàm, Thượng Thiên Đồ đã bắt đầu không chịu nổi, liều mạng dùng kinh lực muốn chống đỡ, tiếc là dùng cánh tay chống đỡ thế nào, đó cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tề Thiên thấy chân mày của Thượng Thiên Đồ nhướng lên thì biết vừa rồi Thượng Thiên Đồ không biết trời cao đất dày, đi tìm Diệp Phàm thử tay nghề, lập tức đoán chừng là gặp phải chuyện phiền phức, thầm nghĩ, Hắc Miêu à Hắc Miêu, Diệp Phàm không có chút bản lĩnh, Tề Thiên ta sẽ bái hắn làm đại ca sao? Thật đúng là đồ đầu heo, cái đầu không để con lửa đá bay đi. Để thằng nhãi người chịu khổ một chút cũng xứng đáng. Gã cũng không để ý, rút ra một điếu thuốc để hút. Lão Thiên, tay của em sắp biến thành bánh quai trèo rồi. Thượng Thiên Đồ cảm thấy xương tay của mình dần dần chấn động vang lên, đã phát ra tín hiệu cảnh báo trước khi vỡ vụn, ánh mắt hoảng loạn cứ nhìn về phía Tề Thiên cầu cứu. Ha ha ha, Thượng Lão Đệ rất có sức mạnh. Cường độ thủy uy của Diệp Phàm cũng không giảm xuống, nhưng ngay sau đó buông lỏng tay ra. Thượng Thiên Đồ vội vàng liên tục lắc tay, suýt không chịu nổi rồi. Anh Diệp mới là người tài giỏi, Hắc Miêu em không để ý rồi. Em xin kính anh Diệp một chén, xem như là xin lỗi. Thượng Thiên Đồ nói rồi cầm chén rượu lên. Lão Thượng, mùi vị bắp thịt xương tay của đại ca tôi cũng không tệ chứ. Tề Thiên tiến sát lỗ tai của Thượng Thiên Đồ cười nói. Anh Tề, đại ca của anh rút cuộc là cấp bậc gì, trình độ của em tính theo quốc thuật cũng đã là nhị đoạn khai nguyên rồi. Thượng Thiên Đồ lòng vẫn còn sợ hãi nhỏ tiếng hỏi. Thượng Thiên Đồ khi còn nhỏ từng tới một cái miếu chơi, nhìn thấy một lão hòa thượng lại có thể một trưởng đánh vỡ ba miếng gạch đỏ, nhất thời giật nảy mình vì thiên nhân, ngày nào cũng chạy tới học lỏm, cuối cùng cũng thật sự học được của ông ấy. Lão hòa thượng cũng truyền cho y một bộ tâm pháp. Luyện 20 năm nay cũng không vượt quá khai nguyên nhị đoạn. Sau này trong một bữa tiệc rượu gặp Tề Thiên, lúc đó thấy mọi người gọi anh Tề, trong lòng không phục. Bởi vì Tề Thiên quá nhỏ tuổi, lúc đó cũng không quá 20, cho nên đi lên trước nắm tay thử ra oai phủ đầu, tình trạng của kết quả cũng không khác hôm nay nhiều lắm, vì thế kết giao với Tề Thiên, hai người thật sự trở thành bạn tốt. Thượng Thiên Đồ người này trước kia là tung hoành trong giang hồ. Cho nên cứ luôn tôn sùng sức mạnh của những nam tử Hán chân chính. Không ngờ hôm nay lại lật thuyền trong mương, còn tí nữa là chọc phải tai họa rồi. Cấp số gì, tôi cũng không rõ. Nhưng tôi biết cao thủ tứ đoạn ở trước mặt hắn cũng không chiếm được lợi ích,
người ta giống như chơi bóng ra đá qua đá lại vậy. Ha ha ha, lão thượng à lão thượng, chuyện này kêu tôi phải nói cậu thế nào đây? Lần này đá trúng bảng sắt rồi. Nếu không tôi gọi đại ca truyền cho cậu mấy kỹ năng, thế nào hả, chuyện này đối với cậu mà nói tuyệt đối là có lợi vô cùng. Tề Thiên bắt đầu quăng ra miếng bánh vẽ hôm nay. Vừa rồi ở trước mặt Diệp Phàm khoe khoang khoác lác muốn đòi một ít tiền, nhưng không động não thì làm sao được. Đương nhiên, Tề Thiên cứ nói trắng ra kêu Thượng Thiên Đồ quyên góp mười mấy vạn để sửa đường cho đập nước Tề Thiên, Thượng Thiên Đồ tuyệt đối sẽ không phản đối. Tuy nhiên Tề Thiên không muốn làm như vậy, cho dù là bạn tốt cũng cảm thấy ngại ngùng. Thật sự lợi hại như vậy, cao thủ tứ đoạn còn như đá quả bóng ra sao? Thượng Thiên Đồ há hốc miệng, dĩ nhiên vẫn thấy nghi ngờ. Trong suy nghĩ của Thượng Thiên Đồ, cao thủ tứ đoạn chính là sự tồn tại giống như thần linh. Nghe nói có thể đá vỡ một đống gạch xếp chồng, đoán chừng một cước là có thể đem người ta đang sống sờ sờ đá thành trọng thương thậm chí là tử vong. Bản thân khổ luyện 20 năm, cũng mới chỉ là giai đoạn ban đầu của nhị đoạn, tứ đoạn trên cơ bản là không hy vọng, đời này có thể đột phá lên tam đoạn khai nguyên thì Thượng Thiên Đồ có lẽ đã cười điên cuồng rồi. Ha ha, còn không là tứ đoạn, ba thân vệ của đoàn trưởng Thiết Liệp báo, thân thủ không khác tôi nhiều lắm, bị đại ca ba quyền hai đá thì đá toàn bộ gục xuống. Chơi cái rắm, đại ca tôi đoán chừng là có thân thủ ngũ đoạn. Nhưng hắn không nói, tôi chỉ đoán thôi, biết hắn mới bao nhiêu tuổi không? Tề Thiên tiến sát lại lỗ tai của Thượng Thiên Đồ vẻ thần bí. Bao nhiêu tuổi, nhìn qua còn rất trẻ, có lẽ là... Thượng Thiên Đồ không chắc chắn. 19 tuổi, ha ha ha. Tề Thiên tự đắc thiếu chút nữa cười lệch miệng, còn Thượng Thiên Đồ cũng là miệng há to đến mức có thể nhét vào một cái bánh bao thịt, cũng sắp ngã xuống rồi, thầm nghĩ. Mẹ nó, thần nhân ngũ đoạn 19 tuổi, mình vừa rồi còn muốn cho hắn một đòn phủ đầu ra oai, lần này đúng là chẳng khác gì tự mình tìm cái chết. Quá may, vừa rồi may mà không trêu chọc loại cao nhân thiếu niên này. Bằng không người ta sử dụng lực răng rắc một chút thì cánh tay của bố mày hỏng thật rồi. Thật sự có thể tham gia thế vận hội dành cho người tàn tật rồi, đáng sợ. Anh Tề có thể giúp tôi giới thiệu một chút không? Xin anh Diệp chỉ dạy cho mấy chiêu là được rồi. Phương diện lớn hơn tôi cũng không dám hy vọng xa vời cái gì. Thượng Thiên Đồ nhỏ giọng nói. Ngồi xuống, chúng ta uống vài chén với anh Diệp trước đã từ từ nói chuyện. Tề Thiên cười quỷ quái kêu hai người ngồi xuống. Sau khi kính Diệp Phàm mấy chén, liền có mấy tiểu thư xinh đẹp đi vào. Anh Diệp, mấy em gái này vừa mới đến, tuyệt đối là hàng sạch sẽ. Nghe nói có một cô gái còn đến từ Đại học Thủy Châu của chúng ta. Thượng Thiên Đồ gượng cười ha ha ra hiệu bằng mắt cho một cô gái trong trắng nhất trong đó, đương nhiên tướng mạo cũng đẹp nhất, đặc biệt là đôi lông mày hình dáng như trăng khuyết. Cô gái đó thẹn thùng ngồi xuống cạnh Diệp Phàm, nhìn qua còn rất tinh khiết. Một đôi bồng đào mông long hình dạng kịch liệt lớn như trái bưởi, xem ra rất khẩn trương. Tay chân thon thả mịn màng trắng nõn, khuôn mặt nhẵn mịn như trứng ngỗng lại vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Người mặc một chiếc váy màu vàng hơi đỏ, mặc áo trắng có đường viền hoa nhẹ nhàng, tuy nhiên vẻ thanh khiết không biết có phải là giả không. Diệp Phàm đối với loại chuyện này cũng nhìn rất thản nhiên, muốn thử xem cô gái đó, tiện tay chộp lấy bàn tay trắng như tuyết, cô gái đó theo phản xạ có điều kiện liền rụt tay về. Được, nhìn dáng dấp nói không chừng thật sự là sinh viên đại học, ai. Đại học của Thủy Châu cũng rất nhiều, đa dạng đủ loại. Kỳ thực phần nhiều là trường cao đẳng, bên ngoài gọi chung là sinh viên đại học thôi. Diệp Phàm thở dài, hỏi. Tên cô là gì? Mai Tử. Cô gái đó cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ của mình. Đoán chừng là tên giả. Làm gì có ai tên là Mai Tử. Cũng khó trách, ở trong loại trường hợp này thì ai muốn báo tên thật. Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ cũng hiểu rất rõ. Nghe nói cô là sinh viên đại học ở đây. Đại học gì tôi cũng không hỏi, đại học của Thủy Châu chúng ta cũng rất nhiều. Cô là lần đầu tiên đến sao? Diệp Phàm hỏi. Vâng. Mai Tử gật đầu. Tại sao lại tới chỗ này? Lẽ nào nhà cô không gửi tiền sinh hoạt sao? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ, cũng muốn tìm hiểu thêm một chút về những loại chuyện này. Trước kia có gửi một chút, nhưng cha tôi năm nay. Cha tôi bị gãy chân. Trong nhà không có tiền, còn có em gái và em trai phải đi học, hiện tại đều đi vay rồi. Chân của cha tôi cần có tiền để chữa trị, tôi muốn gửi cho nhà ít tiền, cho nên mới tới. Mai Tử nhỏ giọng nói,
sợ hãi liếc nhìn Diệp Phàm, đột nhiên lại nói. Nhưng ông chủ, tôi chỉ là ca hát với các ông, rượu tôi không uống được, trước đó có nói với ông chủ phòng karaoke rồi. Ai, nói được sao, thật quá ngây thơ, nói thì được tác dụng gì, đến lúc đó gặp mấy tên công tử cậy mạnh muốn cô qua đêm để hưởng mộng bá vương thì cũng xong đời. Diệp Phàm âm thầm thở dài một tiếng. Cái tên Mai Tử cũng là giả sao? Diệp Phàm cười cười nhìn chằm chằm vào cô gái. Đó là tên thật, không lừa ông. Tôi nghĩ chỉ cùng ca hát cũng không có gì, cho nên cũng không đổi tên. Mai Tử rất là dứt khoát nói. Được, cô hát trước một bài nghe xem. Diệp Phàm gật gật đầu cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Trên đời này loại gia đình khó khăn vẫn là rất nhiều, đồng cảm cũng không đồng cảm hết được. Anh Tề, anh nói, vậy anh phải làm sao mới có thể được anh Diệp chỉ dạy? Thượng Thiên Đồ và Tề Thiên vừa uống vừa trò chuyện, tay đương nhiên cũng không ngừng nghỉ, tận lực chấm mút trên người cô gái hát cùng, uống cùng. Thật ra anh Diệp hiện tại là phó bí thư của một thị trấn tên là Lâm Tuyền, đừng hỏi anh ấy tại sao, anh ấy thích làm cái này. Hiện tại đang làm đại kiến thiết giao thông, thị trấn đó rất nghèo, sửa đường có thể khiến bọn họ run chết. Nhưng ở đó có một khu rừng già tên là Lang Tỏa Cốc, bên trong dã thú lớn như con bê đều có. Gà núi thỏ hoang lại càng vô số, nếu không lúc nào đó dẫn lão đệ cậu cùng đi bắn vài phát súng, nhất định là rất kích thích. Tề Thiên cười thần bí. Săn thú đương nhiên là rất thích, là sở thích lớn nhất của em. Nếu có thể có được súng trường thật thì càng tuyệt. Em nghĩ chuyện này đối với anh Tề không phải là chuyện khó khăn có phải không? Thượng Thiên Đồ cười nói, suy nghĩ một lát cũng hiểu rõ được ý tứ ẩn giấu bên trong của Tề Thiên. Không thành vấn đề. Đến lúc đó mang hai khẩu tới vẫn là có thể được, để lão đệ cậu đã nghiền, súng trường dạng mới nhất, tiện lợi, uy lực cũng không tệ. Tề Thiên ha ha cười nói. Đúng, Thượng Thiên Đồ bỗng nhiên lại nói. Anh Tề, nếu đi tới đó săn thú, vậy đường đi xấu quá, xe cũng không đi được. Nếu không tôi lấy danh nghĩa công ty, quyên chút tiền thu thập sửa đường không phải càng tốt, chúng ta lái xe an toàn là quan trọng nhất. Đừng có dã thú thì không săn được lại bị ngã xuống chân núi thì không có lợi rồi. Đúng, dù sao lão đệ có tiền mặt, làm chút chuyện tốt càng tốt. Không giống chúng tôi, mỗi tháng chỉ lĩnh một chút tiền trợ cấp, túi tiền khô quắt, chắc còn không đủ cho lão đệ cậu hút thuốc chơi. Nhưng đường này lại tương đối dài, có 3-40 cây em, hơi thu thập một chút, không có mười mấy vạn thì không làm được đâu. Tề Thiên ngay cả số lượng cũng tính ra rõ ràng. 3-40 cây em, tôi nghĩ, một cây em ít nhất cũng phải 3-4 vạn, cứ tính như vậy, phải 100 vạn mới có thể vuốt một lượt. Vậy thì quyên 100 vạn là được rồi, góp số chẵn không phải càng may mắn sao, ha ha. Thượng Thiên Đồ không thèm nháy mắt một cái đã quăng ra 100 vạn, thầm nghĩ, chỉ cần có thể để bố mày đột phá được nhị đoạn luyện kính thì bố mày có bỏ ra 200 vạn cũng vui vẻ. Đến lúc đó con mẹ nó ở trước mặt con chuột âm gia sơn đường hoàng đá gãy hơn hai đống gạch, cũng thật là uy phong. Xem y còn dám cả ngày ở trước mặt mình biểu hiện cái khí công thối tha gì không, một cước đá vỡ hai miếng đá đỏ. Bố mày nếu đá phải đá vỡ hai phiến đá xanh, hơn một bậc mới được. Chương 268, mèo chuột tranh giành. Thật ra thì Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ và Phi Thử âm gia sơn là một đôi bạn tốt. Tuy nhiên vì mấy tháng trước có người anh em vô tình đùa một câu. Hắc Miêu, ở đời theo lý mà nói thì phải là mèo vần chuột. Còn xem anh đó, anh thì chỉ đá vỡ được một phiến đá xanh, còn âm lão ca một cước có thể tiêu luôn hai phiến. Tôi xem Hắc Miêu chắc chỉ có được hai cặp mắt màu đen thôi, ha ha ha, ngay cả Phi Thử cũng không thắng được. Ha ha, tôi chỉ là Phi Thử thôi, mèo mới lợi hại nha, nhiều nhất chỉ lên được vài mét là rớt xuống. Không chừng còn thành tàn phế ấy chứ, ha ha ha. Phi Thử âm gia lúc ấy nói móc máy, sau đó còn cười như điên. Ai, phiên bản của thất hiệp ngũ nghĩa a. Lúc ấy trên bàn Vạn Đông Tuyền ngoại hiệu Cẩm Mao Thử lắc đầu thở dài. Vạn Đông Tuyền được gọi là Cẩm Mao Thỏ nhưng không nên cho gã là một con thỏ khả ái, ngược lại cũng một là đầu gấu nổi danh. Gã cùng âm gia sơn, La Mại, Thượng Thiên Đồ được xưng là Thủy Châu Tự Ưng. So ra còn mơ hồ được coi là lão đại trong đó. Tuy nhiên Tư Ưng cũng ngầm so cơ với nhau, ai cũng muốn ngồi lên vị trí lão đại. Thật ra chuyện này cũng chỉ là mặt mũi mà thôi, không phải như lão đại trong xã hội đen. Bọn họ cũng không có khúc mắc gì về lợi ích mà là bạn bè tốt của nhau.
Người Hoa Hạ vốn coi trọng thể diện, có khi vì chuyện mặt mũi và rút dao thấy máu là thường, còn không vì nể mặt nhau mà lấy mạng cũng đã có nhiều. Ngoại hiệu của Vạn Đông Tuyền là Cẩm Mao Thử cũng có lý do là gã thường tự hào mình phong lưu không thua Đường Bạch Hổ. Dĩ nhiên gã không dám so sánh những chuyện khác với Đường Bạch Hổ mà chỉ nói chuyện về phụ nữ. Câu cửa miệng của Vạn Đông Tuyền là bắt hết gái đẹp trong thiên hạ, nhưng tuyệt không ăn cỏ gần hang, hơn nữa gã cũng không thích mặc đồ màu đen mà thường xuyên mặc đồ màu hồng và đỏ nên được gọi là Cẩm Mao Thỏ, cũng là một danh tiếng tốt. Ý tứ chính là thỏ không ăn cỏ gần hang, điều này nói lên gã cũng có phong phạm quân tử. Ha ha ha, thỏ ca nói quá hình tượng rồi. Năm đó Triển Chiêu lấy được danh hiệu Ngự Miêu, làm cho Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường bất mãn, cuối cùng mèo chuột tranh giành. Chẳng lẽ giờ chuyện xưa lại tái diễn, giữa lão huynh Hắc Miêu và lão ca Phi Thử Âm cũng lặp lại như thế. Quỷ thủ La Mại này cũng thật sự muốn xem mèo chuột tranh giành sẽ có kết quả ra sao. Ha ha ha, thú vị, thú vị. La Mại cười nhạt. Câu này càng kích thích tính hiếu thắng của Thượng Thiên Đồ, y cười nửa miệng. Khá lắm, Âm Gia Sơn, để tôi sẽ biểu diễn mèo bắt chuột cho anh xem, anh chờ đi, cho tôi 2 năm, chỉ đá vỡ 2 phiến đã thôi chứ gì. Lão Miêu này sẽ đá cho anh xem, hừ. Đúng, Lão Miêu, chỉ cần anh sau 2 năm có thể đá gãy 2 khối đá thì tôi sẽ gọi anh là anh Miêu, ngoài ra còn trồng thêm chi phiếu 200 vạn đồng. Ha ha ha, có dám cuộc không, có Vạn Lão ca có thể làm chứng. Phi Thử Âm Gia Sơn nhếch miệng. Bịch, Thượng Thiên Đồ vỗ một tay xuống bàn, hô lớn. Được rồi, Lão Thử, anh chờ đi, tôi rất thích nghe anh gọi một tiếng anh Miêu. Sau khi về nhà Thượng Thiên Đồ càng ngấm càng cay, nhất quyết phải tranh giành, tuy là bạn bè nhưng mặt mũi nhất định phải giành lại. Nếu không sau này còn mặt mũi nào mà đi lại trong giang hồ nữa, chuyện này cũng thành tâm bệnh của y. 10 ngày sau khi về nhà, y đem chuyện của công ty thu xếp giao cho người khác, sau đó vác ba lô đi du lịch khắp Hoa Hạ. Những nơi y tới chủ yếu là những danh sơn cổ tháp. Thậm chí cả những vùng rừng sâu núi thẳm cũng chuẩn bị các đồ chuyên dùng bao gồm cả súng ống chui vào. Y cứ một mình một ba lô như vậy qua mấy tháng cũng đi được không ít các vùng sơn thủy trong tổ quốc. Hoàng Sơn, Hoa Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn cũng đã tới nơi. Dĩ nhiên những danh sơn võ học như Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành, Nga Mi càng không thể bỏ qua. Tuy nhiên căn bản chưa từng thấy qua cái gì gọi là ẩn sĩ cao nhân. Cuối cùng mệt mỏi kiệt sức ôm một bụng oán khí về nhà. Sau khi về nhà thì trốn biệt trong phòng, cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai, nào ngờ đúng lúc này lại gặp được Phúc Tinh là Tề Thiên đưa đến một cao thủ siêu cấp, nghe nói còn là ngũ đoạn. Vì thế Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ không hề nghĩ ngợi chủ động đưa tiền, trong lòng còn lo lắng người ta là cao nhân ẩn sĩ không nhìn chút tiền còm này vào mắt. Tiểu Miêu, cậu coi thường anh Tề này rồi. Tề Thiên không chút khách khí gọi là Tiểu Miêu. Ở trong cái vòng này có thực lực được gọi là lão đại, số tuổi không tính là gì, không có thực lực thì cho dù sống 100 tuổi cũng vô dụng, còn phải tự xưng mình là tiểu đệ. Có thực lực thì cho dù là thiếu niên 10 mấy tuổi cũng có thể xưng là lão đại, ai bảo người ta có bản lĩnh chứ? Tề ca, lời này của huynh đệ tôi hiểu, chẳng lẽ Tề ca còn không tin Hắc Miêu tôi? Tôi tuy không ít tật xấu nhưng chỉ cần đã hứa là tuyệt không chớp mắt. Nếu anh không tin tôi có thể viết chi phiếu 100 vạn. Dừng lại, Tiểu Miêu, không phải sợ người anh không đưa mà trong lời của anh còn có chút vòng vo. Tề Thiên cười nhìn chằm chằm vào Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ làm y hơi sợ hãi, hỏi luôn. Tề ca, anh nói thẳng đi, Hắc Miêu này tính tình thô kệch không biết vòng vo là gì. Tốt, vậy tôi ví dụ một thứ, chuyện anh đánh cuộc cùng Phi Thử thật sự rất tà dị, tôi cũng nghe loáng thoáng, ha ha. Tề Thiên cười có vẻ tự đắc. Xong rồi, chẳng lẽ Tề ca là chê ít, tựa hồ có đạo lý. Chuyện đánh cuộc ngày đó là 200 vạn, ý Tề ca xác định là muốn nói, Diệp ca sẽ giúp đỡ mình đột phá công lực đến luyện kính nhị đoạn thì có thể đá vỡ 2 phiến đá. Nếu làm được điều đó thì dĩ nhiên là mình chiến thắng, cầm được 200 vạn. Thắng được 200 vạn này công lao này coi như là của Diệp ca. Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ dĩ nhiên không phải người ngu. Nếu không cũng không thể quản lý một gia nghiệp lớn 5 tỷ như vậy. Gã tuyệt đối là thuộc về nhóm người cực kỳ thông minh và can đảm, không hề là thô kệch thẳng tính như bản thân tự nhận. Chuyện này thật ra y cũng đã sớm xác định rồi, lập tức nói ngay. Tề ca, vậy tôi cũng không nói nhiều.
chỉ cần Diệp ca có thể giúp tôi đột phá cảnh giới, dùng chân đá vỡ hai phiến đá, lập tức sẽ đưa ra 200 vạn để sửa đường, dĩ nhiên cũng phải đợi tôi đá gãy mới được. Thượng Thiên Đồ cười khan, ý của y là khi nào thấy thỏ thì mới đưa ra ưng. Trước khi có năng lực thì tuyệt đối sẽ chưa đưa tiền, đây là điển hình của việc dùng tiền đổi lấy lực lượng. Tốt lắm, để có cơ hội tôi sẽ thử đề nghị với Diệp ca xem sao, xem có phương pháp nào có thể nhanh chóng đột phá công lực không. Hắc Miêu, anh cần phải biết rằng chuyện này nhiều khi dùng tiền cũng tuyệt đối không mua được. Biết đâu Diệp ca lại chẳng thèm để ý đến số tiền 200 vạn này. Anh ấy chỉ vì chính quyền mà mong muốn sửa đường tốt cho thôn trang. Tề Thiên nói một câu thật lòng. Tôi hiểu mà, bọn họ là cao nhân, coi tiền như cặn bã, nếu không sao phải khổ sở đến một cái thị trấn nghèo xác đó làm một cái phó bí thư nho nhỏ. Tiền lương một tháng chưa đủ cho tôi hút thuốc vài ngày. Ai, tác phong cao nhân thì những người lỗ mãng như chúng tôi làm sao hiểu được. Thượng Thiên Đồ nghĩ vỡ đầu cũng không xác thực tâm tư của Diệp Phàm. Sau một khúc hát lại nghe giọng ca ngọt ngào, là ca sĩ nổi tiếng nhất thời đó, được xưng là ngọc nữ của giới giải trí, Dương Ngọc Oánh. Những năm đầu thập niên 1990. Hay quá, tôi cũng thích bài Mỉm cười thấy tình như nước này. Diệp Phàm vỗ tay, trước mắt như hiện ra nụ cười thuần khiết của Diệp Nhược Mộng. Cảm ơn ông chủ Diệp khen ngợi. Mai Tử cười ngọt ngào, có vẻ hơi đắc ý khi nghe có người khen tiếng hát của cô. Em học ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu à? Diệp Phàm hỏi, thấy khuôn mặt Mai Tử chợt ửng đỏ hình như có chút khó nói liền cười. Không có chuyện gì, không muốn nói thì thôi vậy. Em cũng học ở Đại học Thủy Châu, còn anh học trường gì ở Thủy Châu? Mai Tử hỏi lại. Hải Giang. Diệp Phàm nói gọn hai chữ. À. Mai Tử bỗng nhiên dùng tay che miệng, bộ dạng như một con thỏ nhỏ. Diệp Phàm nhìn thấy mà bốc hỏa, vào lúc ngọn đèn mờ đi thì bắt đầu hành động, cánh tay không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà cầm lấy tay của Mai Tử vào người, tiếp đó còn muốn đặt cô ngồi lên đùi mình. Đây là thói quen của Diệp Phàm. Không, không, xin ông chủ Diệp tự trọng. Mai Tử sợ đến tái mặt, giãy giụa định đứng lên. Diệp Phàm kinh ngạc đột nhiên buông lỏng tay ra. Mai Tử vội vội vàng đứng lên. Em vào phòng rửa tay. Nói xong liền chạy ra ngoài. Ai, cái thói quen này của mình thật xấu xa, cứ thấy gái đẹp là muốn vọng động, thật quá mất mặt. Mình tốt xấu gì cũng là một đại sư thất đoạn, chuyện này mà truyền ra trong giới quốc thuật thì còn mặt mũi nào nữa chứ. Kỳ quái là gần đây đan điền của mình hình như không ổn, chẳng lẽ tôi luyện tâm tính còn không đủ. Lúc nào gặp được sư phụ sẽ hỏi cho rõ ràng. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ không kìm chế mà làm ra chuyện thương thiên bại lý gì thì đúng là tội lỗi. Diệp Phàm tự mắng mình. Thật ra thì hắn nghĩ đến điểm mấu chốt là ngày trước đã ăn quả thái tuế hỏa long tường thiên kia gây ra vì quả này cực dương. Nếu không dung hợp đủ tính âm thì chắc là Diệp Phàm bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát. Còn thân thể phụ nữ chính là thuộc về âm nhu, nên Diệp Phàm khi tiếp xúc lại càng dễ dàng vọng động. Giống như Ngọc Mộng Nạp Tuyết là ngọa âm chi thể trong truyền thuyết, là sự hấp dẫn mà đồng thời cũng là thử thách lớn nhất đối với Diệp Phàm. Dĩ nhiên có thể dung hợp với nhiều phụ nữ thì càng dễ cân bằng khí dương trong đan điền. Thất Hiệp Ngũ Nghĩa là một tiểu thuyết của Trung Quốc viết theo kiểu chương hồi. Hiện tại không rõ người đã viết tác phẩm này, vì thế tên tác giả thường được ghi là Khuyết Danh. Tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính là Bao Trừng cùng 6 người Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ là nhóm thất hiệp. Còn Ngũ Nghĩa bao gồm Toàn Thiên Thử, Chiến Địa Thử, Xuyên Sơn Thử, Phiên Giang Thử và Cẩm Mao Thử là 5 người anh em kết nghĩa. Chương 269, Kim Tiền đổi lại lực lượng. Dĩ nhiên điều này ở xã hội hiện đại là không có khả năng, nếu là ở thời phong kiến thì Diệp Đại Hiệp chỉ việc bỏ ra mấy ngàn lạng là có thể cưới cả một đống thê thiếp, sau đó sử dụng âm dương hợp dung pháp trong bản chép tay của Biển Thước để giải quyết. Ở xã hội hiện đại, chuyện Tam Cung Lục Viện 72 phi tần như thế chỉ mãi là ước vọng của đàn ông khắp thiên hạ mà thôi. Lúc này Diệp Phàm cũng cảm thấy ái mộ chủ tịch thôn Mã Cái Thiên của trại Thạch Bình thị trấn Lâm Tuyền, nghe nói y trong một lần uống rượu đã tuyên bố cả một đại đội nữ trong thôn trại đã qua tay. Dĩ nhiên Diệp Phàm khinh thường chuyện đi mò mẫm vợ người ta, gái đẹp trong thiên hạ vô số, đâu cần đi làm mấy chuyện tồi tệ này. Mai Tử cũng đã ra ngoài. Tề Thiên mò sang mời rượu Diệp Phàm, cười dâm. Đại ca, con bé này chắc còn trinh đấy.
Cái đó không quan hệ với anh, người ta là sinh viên đại học, đừng nói lung tung. Ai, tới đây cũng là bị ép bức mà thôi, có mấy người trong sạch như cô bé mà chịu tới đây chứ, nghe nói cô ấy chỉ hát cùng chứ không uống rượu, càng không nói tới chuyện qua đêm. Diệp Phàm tỏ vẻ thông cảm. Trong sạch, cho dù là một cô gái ngây thơ đi chăng nữa thì ở trong này lâu cũng biến thành dâm phụ, có lẽ không phải là tự nguyện nhưng sẽ bị ông chủ biến thành như vậy. Chuyện khổ trong thiên hạ đâu chẳng có, đồng cảm hay không cũng vậy thôi, chỉ có thể nói là mệnh trời khó tránh, ai bảo số mệnh của bọn họ không tốt. Tề Thiên cho là chuyện này cũng bình thường. Ai, lão đệ cậu nói đúng, anh cũng không phải là đồng cảm với cô ấy, tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không làm chuyện ép buộc người ta phải không? Nếu chính phủ có thể tạo cho bọn họ cơ hội, để cuộc sống khá hơn, chế độ phúc lợi được nâng lên thì chuyện như vậy cũng sẽ ít xảy ra hơn. Diệp Phàm trầm ngâm. Chuyện này dĩ nhiên là tốt, tuy nhiên rất khó làm, quốc gia chúng ta dân đông như vậy, trong thời gian ngắn muốn thay đổi là không thể, chỉ có thể từ từ mà thôi. Tề Thiên uống cạn chén rượu rồi cũng lắc đầu. Anh hiểu điều này, tuy nhiên anh cũng có ý nghĩ của riêng mình. Ví dụ như với chức vụ hiện nay ở Lâm Tuyền, anh sẽ cố gắng để cuộc sống nhân dân ở đây tốt hơn, cũng coi như không hổ thẹn với lương tâm. Tuy nói dạng người như anh không tính là một vị quan tốt nhưng cũng không thể làm ra điều gì xấu xa. Diệp Phàm cũng dốc cạn chén, bộ dạng vẻ buồn phiền. Ừ, đại ca thật ra thì coi như là một vị quan tương đối tốt rồi, không tham không đoạt. Tề Thiên hiếm khi nịnh một câu rồi chuyển sang chuyện khác. Đại ca, bây giờ có một cơ hội kiếm tiền, anh có đồng ý nghe không? Kiếm tiền, dĩ nhiên muốn rồi. Có phải tiểu tử ngươi lại ba hoa gì đó về quốc thuật trước mặt Hắc Miêu có phải không? Diệp Phàm biết ngay Tề Thiên vừa dở trò quỷ. Chuyện là thế này, Hắc Miêu hồi nhỏ cũng theo một hòa thượng luyện qua mấy năm, tuy nhiên hiện giờ cũng chỉ mới đạt đến nhị đoạn khai nguyên mà thôi, có thể đá vỡ một phiến đá xanh, lúc trước lại đánh cuộc 200 vạn với Miêu ca, thử ca gì đó. Tề Thiên đem chuyện tình giữa Thượng Thiên Đồ và Âm Gia Sơn nói ra. Chẳng lẽ phi lão thử Âm Gia Sơn cũng là người luyện võ? Diệp Phàm cũng cảm thấy tò mò, trong tivi thì đụng đâu cũng là người luyện võ nhưng thật ra những cao thủ quốc thuật chân chính phần lớn đều ở trong bộ đội. Nếu ở bên ngoài có gặp thì cũng chỉ là mấy kỹ năng hoa hòe hoa sói, không thể nói là quốc thuật chân chính, cũng như Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ hiện giờ. Muốn được gọi là người tập luyện quốc thuật thực sự ít nhất cũng phải có thân thủ nhị đoạn, còn thân thủ nhất đoạn thì cũng rất nhiều người bình thường có thể làm được. Chỉ cần liều mạng đá vỡ một phiến đá xanh là có thể vỗ ngực khoe khoang, cũng giống như hiện giờ có nhiều đại sư khí công giả mạo vậy. Âm Gia Sơn thực sự là người tập luyện quốc thuật, nghe nói đến từ một môn phái thần bí tên là Địa Tranh Môn. Tuy nhiên chắc là y cũng không phải đệ tử hạch tâm, chỉ học được một vài chiêu, nhưng công phu về chân quả thật khá cao, chỉ kém em một chút. Tính ra cũng phải ở nhị đoạn tiệt lưu, được xưng là phi thử, cùng Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ, Quỷ Thủ La Mại, Cẩm Mao Thỏ Vạn Đông Tuyền hợp thành Thủy Châu Tư Ưng. Dĩ nhiên cũng chỉ là xưng tụng của mấy kẻ dỗi hơi, giống như ngoại hiệu chân sắt của em vậy, so với đại ca thì giống như bùn đất rồi. Tề Thiên giảng giải. Ý của cậu là muốn anh giúp đỡ để Thượng Thiên Đồ đột phá đến nhị đoạn tiệt lưu hay luyện kính để y thắng phi thử Âm Gia Sơn thì 200 vạn sẽ thuộc về anh. Diệp Phàm cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ chỉ là một hai giai đoạn cấp thấp mà thôi. Biết đâu chỉ cần nửa viên lôi âm cửu long hoàn là có thể làm được. Tuy nhiên cũng phải xem căn cốt của Thượng Thiên Đồ thế nào, nếu căn cốt tốt thì chỉ cần một viên thuốc là được, nếu không tốt thì cho là dùng cả mười mấy viên cũng như không. Mình dùng tiền lời để đổ vào chuyện thực hiện đại quy hoạch Lâm Tuyền, cũng là một chuyện rất tốt, sư phụ cũng không thể nói mình là lợi dụng quốc thuật để mưu lợi riêng. Một cao thủ quốc thuật đi làm quan thì tại sao không thể từ đó làm ra một vài chuyện? Vĩ Nhân không phải đã nói, bất kể mèo trắng mèo đen chỉ cần bắt được chuột là mèo tốt. Mình cũng nghĩ vậy, bất kể chính đạo hay bàng môn, chỉ cần có thể phát triển kinh tế, tạo phúc cho dân thì nhất định nên làm. Quốc thuật từng dùng để cứu nước, vậy tại sao không dùng nó để chấn hưng kinh tế, đó cũng là một con đường để đi. Ừ, tuy nhiên em đã nói với y phải giữ kín chuyện này. Y nghe nói lại càng kích động, số tiền 200 vạn không cần nháy mắt cũng đồng ý. Tuy nhiên y nói là phải thành công mới trả tiền, cứ như nông dân trồng rau vậy. Tề Thiên cảm thấy hơi buồn cười. Người ta nói có lý đấy, đã không thể giúp y đột phá thì sao y phải trả 200 vạn.
con số này chính là 20% tài chính của huyện cả một năm đấy, có thể nuôi sống bao nhiêu cán bộ quốc gia ăn lương. Lợi ích và hiệu quả vốn đi liền với nhau, là mạch đập của thời đại chúng ta. Diệp Phàm rất hiểu chuyện này. Vậy là đại ca đồng ý rồi. Tề Thiên cảnh giác nhìn trộm Diệp Phàm, gã chỉ sợ Diệp Phàm nổi giận thì việc lôi âm cửu long hoàn kia lại thất bại. Được. Diệp Phàm rất dứt khoát, suy nghĩ một lát rồi cười khan. Tề Thiên, đại ca cho cậu cân nhắc, viên thuốc kia cậu cho y mượn dùng trước đi, cầm được 200 vạn vào tay rồi hãy nói. Nếu không có chuyện gì thì một thời gian ngắn sau sẽ lại làm một viên khác cho cậu. Không được, muốn động đến viên thuốc này của em tuyệt đối không được. Tề Thiên nhảy chồm lên la hét làm mấy người đi qua kinh ngạc nhìn vào không biết chuyện gì. Ha ha, tôi cao hứng quá nên thất lễ rồi. Tề Thiên nhìn mọi người một vòng rồi cười ngượng nghịu, lại chợt nhớ ra đến chuyện chính của mình liền. Vội vàng ngồi xuống hạ giọng cầu khẩn. Đại ca, anh không thể qua sông rút cầu. Chuyện này cũng là do em sắp xếp, anh là lão đại nên tuyệt đối không thể thất hứa. Được rồi, phiền với tiểu tử ngươi quá. Cậu báo cho Thượng Thiên Đồ biết qua một thời gian ngắn nữa đến Lâm Tuyền tìm anh, thuận tiện quyên tiền cho đại quy hoạch Lâm Tuyền. Lúc quyên tiền phải làm văn bản đàng hoàng, nói rõ số tiền 200 vạn này chỉ do anh có quyền sử dụng, không ai được sờ vào, nếu vi phạm sẽ thu hồi tiền về, truy cứu trách nhiệm. Vân vân. Diệp Phàm nghĩ rất chu đáo. Nếu khoản tiền này mà để người khác sờ vào thì chuyện đại quy hoạch Lâm Tuyền chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước rồi. Bây giờ đám sâu mọt trong chính quyền quá nhiều, khoản tiền mấy trăm vạn bọn chúng chỉ cần ăn một đêm là hết sạch. Ừ, để em đi nói với y. Tề Thiên đứng lên đang định đi thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy tung ra rồi Mai Tử vội vàng chạy vào, đầu tóc rối tung, áo quần xộc xệch, trên mặt còn thấy cả dấu tay in vào. Cô vừa nhìn thấy Diệp Phàm thì tựa hồ như vừa phát hiện ra đại cứu tinh, nhào tới trong ngực hắn khóc lớn nói. Một nhóm lưu manh muốn em hầu. Diệp Phàm đang định hỏi rõ thì cánh cửa lại bị đá toang ra lần nữa. Mẹ kiếp, tiểu bì nương, dám tát hứa ra ta, không muốn sống có phải hay không? Một đám năm, sáu người cả nam lẫn nữ nhảy vào hò hét. Đừng hoảng hốt, có anh ở đây. Diệp Phàm an ủi Mai Tử rồi bảo cô ngồi xuống. Tề Thiên cũng vậy vì tối nay là Vân Thiên báo Dương Vân Thiên mời khách, đại ca của y là Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ tính ra cũng là chủ nên phải ra mặt trước. Các vị, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thượng Thiên Đồ lạnh lùng liếc nhìn mấy tên. Mẹ kiếp, mày là con chim nào đến đây, cút ngay cho ông mày. Một gã tóc húi cua đứng đầu tiên vung quyền đấm vào Thượng Thiên Đồ. Hừ, Vân Thiên báo Dương Vân Thiên đứng bên cạnh không nói hai lời vung cước đá thẳng qua. Bịch. Gã thanh niên tóc húi cua bị đá văng lại ba bước, dựa vào đồng bọn phía sau mới ổn định lại được thân hình. Đây vốn chỉ là một đám công tử ca, bình thường cáo mượn oai hùng dọa nạt được một vài người yếu bóng vía nên bọn chúng ngày càng càn rỡ. Mẹ ngươi đấy, ông mày đánh chết mày luôn, đồ con rùa. Gã thanh niên kia bị đánh lui cảm thấy rất mất mặt, tiện tay cầm một chai rượu tiến tới. Chương 270, Cường Long đấu địa hổ. Hừ, cũng khá đấy. Phía sau vang lên một tiếng hừ lạnh. Dũng Chí, trở lại. Huynh đệ ở đâu vậy? Thượng Thiên Đồ cũng không muốn tùy tiện đắc tội người nào nên trong giọng nói lộ vẻ hòa hoãn. Tỉnh thành Thủy Châu là đất tàng long ngọa hổ, có thể đến phòng hát kính tạc này ăn chơi thì hầu hết đều là quý nhân, không phải là người có tiền thì cũng có quyền, biết đâu vận rủi lại đụng phải thiếu gia của một lão đại nào đó, ngay cả đám thái tử đảng của Yến Kinh cũng thường xuyên chạy tới Thủy Châu này. Nói cái gì? Ha ha ha, Hứa Thông, xem ra có người muốn nhận anh là bạn bè đấy, cảnh giác không gặp phải hàng xịn đấy. Một con gà mái ở sau lưng cười như nắc nẻ. Diệp Phàm thi triển ưng nhãn thuật quét tới, bởi vì đèn trong phòng hát này khá mờ thì phát hiện ra một cô gái cắt tóc ngắn có vẻ thoát tục, đôi mắt xếch rất lớn, mi dài cong vút, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có ánh mắt đấy, Hứa ca của chúng tao vẫy vùng trốn quan trường đấy. Tiểu tử này đúng là cần ăn đòn. Lúc này một thanh niên đầu tóc bù xù bên cạnh hừ một câu rồi phi thân đá một cái vào Dương Vân Thiên. Tốc độ một cước kia rất nhanh, Diệp Phàm thầm nhìn kỹ thì đoán là thân thủ nhị đoạn, Dương Vân Thiên cũng không phải đối thủ. Quả nhiên, chỉ nghe bịch một tiếng rồi thấy Dương Vân Thiên đã bị đá văng ra 7, 8 bước, tí nữa thì đổ vào chiếc bàn trà bên cạnh. Mẹ nó chứ, ông mày đánh người.
Dương Vân Thiên nổi giận rồi cũng phi thân lên khoảng 1 mét đá tới muốn lấy lại mặt mũi, thể hiện ra của Vân Thiên báo. Tới là tốt, còn có để chơi thêm chút nữa. Gã thanh niên đầu tóc bù xù kia cười nhạt rồi chợt xoay người như trong chóng tung liền ra mấy cước, tiếng gió bốc lên phần phật. Bịch, bịch, bịch. Cả người Dương Vân Thiên bị đá lăn lông lốc trên sàn nhà, văng tận góc tường dừng lại được, đầu tóc rũ rượi, chắc là chưa gượng dậy nổi. Giám đốc Dương vội vàng chạy lên đỡ gã. Hừ. Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ không nhịn được, cũng xoay tròn đá ra mấy đòn, đối chiến với gã kia. Cách cách, một tiếng, cuối cùng y bị một cước của gã kia đá văng đến bàn trà làm nó rung lên bần bật, may mà chưa vỡ còn bị đền tiền. Ha ha ha, Thiên Kiệt, thân thủ gần đây tiến bộ không ít đấy, có phải chị gái mày cho uống thuốc gì để đột phá hay không? Một cô gái tóc xóa cười khanh khách, bình thường chắc rất dễ nghe nhưng vào lúc này như ghim vào tai. Hừ, yếu mà cũng đòi ra gió. Thanh niên tóc rối kia phủi phủi chân vài cái ra vẻ không đáng rồi lùi lại. Tiểu nương môn kia, tiến lên đây hầu tiếp Hứa ca đi. Gã thanh niên tóc húi cua ban đầu bị đá văng kia giờ thấy bên mình thắng thế lại lên giọng, khoa trương cầm chai rượu chỉ vào Mai Tử đang run rẩy bên cạnh Diệp Phàm hô. Mẹ kiếp, một con cũng dám tát Hứa ca, nếu hôm nay không rút ra mày thì ông mày không gọi là phó dũng chí nữa. Ha ha ha, Hứa Thông, cứ gọi cô em gái kia liếm sạch vết thương cho anh là được, cũng đừng quá ép bức người ta. Cô gái tóc ngắn kia nhìn đầy thâm ý vào Diệp Phàm và Mai Tử, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Ông mày với liều mạng các ngươi, mọi người lên đi. Thượng Thiên Đồ giống to một tiếng, cầm lấy chai rượu định xông lên. Mấy tên thủ hạ bên cạnh cũng cầm chai chuẩn bị ào theo, nếu hôm nay không xin được đối phương tí máu thì chắc là danh tiếng Hắc Miêu coi như xong, sau này còn dám nước Thủy Châu Tứ ưng cái rắm, có mà Thủy Châu Tứ trùng thì đúng hơn. Mai Tử sớm đã bị dọa đến run rẩy, cứ ép sát vào người của Diệp Phàm, cảm thấy còn chưa đủ an toàn nên cả người gần như chui vào ngực hắn. Bờ mông cong vút cũng dán chặt vào đầu gối của anh chứ, toàn bộ người gần như đeo dính vào hắn. Diệp, ông chủ Diệp cứu em sẽ uống rượu với anh. Mai Tử run sợ cầu xin, đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Diệp Phàm chỉ cảm thấy mùi thơm của thân thể thiếu nữ xông thẳng lên mũi. Cảm giác ngây ngất đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc, an ủi. Không có chuyện gì đâu Mai Tử, có anh Diệp đây thì không ai dám động đến đâu. Hừ, Lục Phí Kỷ, Tân Liễu Thanh, lùi lại. Thượng Thiên Đồ khẽ hừ một tiếng, y cũng biết bên mình không phải là đối thủ của gã thanh niên có tên là Thiên Kiệt kia, tuy nhiên cũng biết là Tề Thiên và vị Diệp ca kia chắc chắn sẽ xuất thủ nên vừa rồi cũng chỉ làm ra vẻ muốn đánh hội đồng, còn vừa nhìn thấy Diệp Phàm lên tiếng thì lập tức bảo mọi người dừng bước. Mai Tử, kể xem chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm thản nhiên, dường như không để ý gì tới xung quanh làm không ít người bất mãn. Cô gái kiêu ngạo như con công đối diện nhìn xéo Diệp Phàm, hừ nói. Hứa đại công tử, xem ra người ta không xem anh vào mắt a, vết thương trên mặt anh xem ra tự chữa rồi, khanh khách. Cô ta lại cười phá lên. Đóng kịch không có tác dụng đâu, đứng lên cũng không dám đứng còn ra vẻ bình tĩnh cái rắm. Người như vậy tao thấy nhiều lắm rồi, ông mày chỉ tát một cái có mà qua đời cả tá. Ha ha ha, gã thanh niên tên là Mai Thiên Kiệt kia rất cuồng vọng, cười phun cả nước miếng. Cách cách há, một hồi tiếng động mãnh liệt vang lên, Tề Thiên cũng nhịn không được nữa, nhào tới như một con chim ưng, liên tục xuất ra mấy cước, cuối cùng đá bắn Thiên Kiệt vào tường không gượng dậy được. Con mẹ mày cũng dám mắng đại ca của tao à, chán sống rồi phải không? Chưa đủ lông đủ cánh cũng dám tới nơi này mò mẫm ồn ào. Tề Thiên nhổ tuệt một miếng nước bọt vào gã kia rồi mắng. Thiên Kiệt, mày là ai dám đánh thương em tao? Mày, mày. Cô gái tóc ngắn kia vội vàng xông vào đỡ Thiên Kiệt chỉ vào Tề Thiên hô lớn. Chị, không có chuyện gì đâu, em còn muốn đấu với gã, nếu không móc được trứng mày ra thì tao không còn gọi là Mai Thiên Kiệt. Mai Thiên Kiệt tiếng hừ lạnh, trợn mắt nhìn Tề Thiên. Xem ra cũng là loại ác ôn liều mạng. Chị, mau tới chỗ phòng hát kính tạc, Thiên Kiệt bị đánh thương nặng rồi. Cô gái tóc ngắn kia nói dối không đỏ mặt, lấy điện thoại gọi viện binh tới, Mai Thiên Kiệt rõ ràng chẳng qua là bị vết thương nhẹ nhưng qua miệng cô ta như thành sắp chết vậy. Tôi còn nói là ai, hóa ra là Tề Thiên. Hứa Thông rốt cục thì nhận ra Tề Thiên. Ha ha ha, Hứa Thông, làm sao vậy? Đùa với anh chút nhỉ? Tề Thiên cười gằn.
ngươi. Hứa Thông nghẹn giọng, thầm nghĩ, chơi cái con mẹ ngươi ấy, tiểu tử ngươi là quan quân của Liệp Báo, còn được xưng là chân sắt, ông mày mà đụng vào chẳng phải toi đời sao? Hứa Thông, gã là ai vậy? Cô gái tóc ngắn kia chống nạnh hỏi. Tề Thiên, thái tử gia, là công tử của phó chủ tịch Tề của tỉnh chúng ta, còn là thiếu tá tiểu đoàn trưởng Liệp Báo, rất trâu bò đấy, tôi không chọc nổi gã đâu. Hừ. Hứa Thông thổi phồng đối phương, trong lòng thầm tự đắc, Liệp Báo thì trâu bò rồi. Để cho Mai đại tiểu thư vừa đến chơi với ngươi. Bình thường mày vênh váo trước mặt bọn tao, để xem trước mặt Mai đại tiểu thư mày có thành con côn trùng không. Chọc không nổi ư, vậy để hôm nay chúng ta rút ra gã ra vui đùa. Cô gái tóc ngắn kia không phục liếc mắt nhìn Tề Thiên, cũng không bị danh tiếng của phó chủ tịch tỉnh dọa. Ở đây mỗi người đều có gia thế hùng mạnh, không ai thua ai, đều là thái tử ông hay thiên kim tiểu thư cả. Ông chủ Diệp, vừa rồi em đi vào phòng rửa tay rồi ra ngoài thì bị bọn họ ngăn cản ép đi vào phòng VIP rồi bắt uống hai chén rượu, sau em lập mưu mới thoát được. Hứa Thông đúng là lưu manh, may là em chạy nhanh nếu không còn bị sờ soạng, còn tát cho gã một cái. Mai Tử kể lại sự tình. Hứa Thông, gã là người nào? Tề Thiên, em kể cho anh nghe xem. Diệp Phàm nhíu mày, tuy nói mình cũng háo sắc nhưng dạng lưu manh cậy mạnh để cưỡng ép con gái nhà người ta thì mình không chấp nhận được. Thái tử gia, công tử của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tần Hạo Nhiên. Ha ha, cô cả bên cạnh thì không biết là ai, còn tên tóc húi cua lai chính là con trai của cục trưởng cục thống kê Phó Cư Lâm, tên là Phó Dũng Chí, tất cả đều nằm trong vòng tròn thái tử ca của tỉnh này, cũng thể nói là cấp thái tử gia, ha ha. Tề Thiên cười nhạt. Không lâu sau. Từ bên ngoài nhào vào hai nữ quân nhân oai hùng, trên vai đeo một sao một gạch, là cấp bậc thiếu úy, ở binh đoàn đặc nhiệm Liệp Báo thì đó là cấp bậc thấp nhất. Ở trong Liệp Báo cũng không giống như đơn vị bình thường, tất cả đều là sĩ quan, thấp nhất là cấp bậc thiếu úy, nói đúng ra là như các cô chính là binh lính. Dĩ nhiên bên bộ phận hậu cần, thông tin, quân y, hay xây dựng thì đều là lính rồi, nhưng bọn họ không tính là biên chế chính quy của Liệp Báo mà chỉ tính là hỗ trợ. Nếu là lấy cái danh dọa người cũng có thể. Chương 271, đàn ông tốt không đối đầu với phụ nữ. Những đãi ngộ này chỉ giới hạn cho 300 binh lính chính quy đặc biệt, vì vậy một lính chính quy của Liệp Báo đặt vào một quân đoàn bình thường ít nhất cũng được cất nhắc lên vị trí trung úy trăng đội trưởng nên quân hàm của Liệp Báo so với binh đoàn bình thường khác thường cao hơn một bậc. Hai nữ thiếu úy hỏi to. Là ai đánh cô bị thương vậy? Chính là anh ta. Các cô đi lên đánh tên khốn khiếp ấy một trận cho tôi. Cô gái tóc ngắn chỉ vào Tề Thiên hét lên, xem ra có quen biết bọn họ. Hừ, nhãi danh, ăn gan. Chữ, báo, của nữ binh đó còn chưa thoát ra lập tức đã biến thành tượng sáp. Cái miệng nhỏ nhắn đang há ra nhìn thấy Tề Thiên đang ung dung ngồi trên ghế xa uống trà, vội vàng nuốt chữ, báo, vào trong bụng, thất thanh nói khẽ. Là tiểu đoàn trưởng Tề, sao lại là anh? Tại sao không thể là tôi? Tề Thiên cười quái dị, đột nhiên đặt chén trà xuống hô to một tiếng uy nghiêm. Nghiêm, nhìn thấy thủ trưởng tại sao không cúi chào? Có phải muốn làm trái với quy định quân đội không? Tuân lệnh. Hai nữ binh giống như phản xạ có điều kiện lập tức đứng nghiêm cúi chào, vốn là tới để dạy dỗ Tề Thiên, thoáng cái lập tức đã phải cúi chào gã rồi, cảnh tượng này hơi buồn cười. Hứa Thông đứng bên cạnh ngây người, miệng cứ âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ. Nhân vật chính không đến tối nay sợ rằng mặt ông mày sẽ bị cào rách mất. Đối với con người Tề Thiên, Hứa Thông cũng không có cách nào. Trong thường vụ cha của Hứa Thông có chức vụ không cao bằng phó chủ tịch Tề, hai người lại không thuộc cùng một phe, cho nên muốn đánh ngã đối phương cũng không được. Hứa Thông vốn định kêu mấy cảnh sát tới bắt hết những người này vào cục cảnh sát hạ cẳng tay thượng cẳng chân một trận, nhưng Tề Thiên đang ở đây thì e là không được. Những cảnh sát này có ai dám bắt công tử của thường vụ phó chủ tịch tỉnh, nếu liều mạng không phải là tự chuốc họa vào thân sao? Cho dù Tề Thiên không dựa vào cha là thường vụ phó chủ tịch tỉnh thì chỉ dựa vào tấm thẻ bài tiểu đoàn trưởng thiếu tá Liệp Báo của gã đoán chừng cũng không có ai dám đụng vào rồi. Những cảnh sát Thủy Châu bình thường châu bò ngất trời vừa nghe nói đến Liệp Báo lập tức giống như là mèo nhúng nước. Bởi vì Liệp Báo quá thần bí, nghe đồn là rất huy phong, có giấy phép giết người gì đó. Với tay là có thể bắt người, sát thần giống như vậy ai muốn chọc vào chứ? Nếu thật sự chọc vào, bị bắt vào trong căn cứ đoán chừng muốn thoát ra còn khó hơn lên trời. Cho dù là Hứa Thông cũng không dám,
nhà Hứa Thông cũng không có bối cảnh quân đội, nếu bị bắt vào Liệp Báo, đoán chừng cha y phải cầu xin ông nội, bà nội mới có thể cứu người thoát ra. Vì thế Hứa Thông đành phải chờ chị gái của cô gái tóc ngắn tên là Mai Phóng Tuyết đại giá quang lâm, chỉ có cô ta mới có thể trị được Tề Thiên. Nào ngờ nhân vật chính không tới, mà lại xuất hiện hai nữ cấp dưới này, bị Tề Thiên lợi dụng cấp bậc mạnh mẽ đè nén xuống, còn phải hành lễ với gã. Hứa Thông cảm thấy trong lòng như cực kỳ bốc hỏa, thật sự muốn đi đập đầu vào tường, tiếc hận là không biết thiết đầu công. Tiểu đoàn trưởng Tề, thật là uy phong, đừng hù dọa hai nữ binh của tôi chứ, bằng không sẽ phải ăn bột ngọc trai cho đỡ sợ đấy. Lúc này ở sau cửa đột nhiên truyền đến một giọng nữ thiên sứ lười biếng, giống như chim oanh hót. Giọng nói này thật sự dễ nghe, nhỏ nhẹ dịu dàng vang bên tai, có một cảm giác từ tính rất mê hoặc người khác. Tuy nhiên thanh âm lười biếng này lại hù dọa khiến cái tay đang cầm chén trà của Tề Thiên run rẩy giống như người mắc bệnh Parkinson, thiếu chút nữa đã làm rơi chén trà xuống dưới đất. Toàn thân gã giật thót như phản xạ có điều kiện, trên mặt cố nặn ra nụ cười như cương thi cực kỳ hiếm thấy, nhưng sự khổ sở trong nụ cười, Diệp Phàm vẫn cảm nhận thấy được. Hắn thầm bực mình, kỳ lạ, lẽ nào người vừa mới đến là đại nhân vật gì đó, bằng không tại sao lại hù dọa đồng chí Tề Thiên trời không sợ đất không sợ thành dáng vẻ như vậy. Huống hồ lại còn là một cô gái đáng yêu. Giữa lúc đang suy nghĩ, cô gái đó cũng bước vào, bước chân tiến vào rất nhẹ nhàng. Bước đi vô cùng trầm ổn, có chút giống như bước mèo đi của công chúa thời cổ đại, rất có hình, rất có vị, rất có phong thái. Vâng, tiểu đoàn trưởng Mai, cô cũng đến rồi à? Ha ha! Tề Thiên sờ soạng cái gáy của mình cười khổ nói. Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu à, thì ra chính là con hổ cái vừa mới nói đến, đệ nhất tiểu đoàn trưởng trong ba tiểu đoàn trưởng Liệp Báo, thiếu tá Mai Diệp Thu. Nghe nói mới 24 tuổi, đã là cao thủ cấp khai nguyên tam đoạn quốc thuật. Trong nhà có người ở quân ủy, nhân vật cấp thực quyền, ngay cả đoàn trưởng Thiết cũng có mấy phần kính trọng đối với cô ta, là nhân vật người bình thường không chọc vào nổi. Còn Tề Thiên mới là thuần hóa cảnh nhị đoạn, khoảng cách thực lực quá lớn, chẳng trách hù dọa được Tề Thiên. Đoán chừng trước đó Tề Thiên đã bị cô gái này ức hiếp rất thê thảm, đã trở thành tâm bệnh không dễ nào trị khỏi rồi. Nếu không Tề Thiên tốt xấu gì cũng cùng cấp bậc với cô ta, tại sao lại luống cuống đến như vậy, ngay cả chén trà cũng cầm không vững. Chuyện này quả thực có chút thú vị, Diệp Phàm quyết định tạm thời không xuất diện, cũng muốn xem đồng chí Tề Thiên của chúng ta bị mỹ nữ hành hạ như thế nào. Cô gái này tướng mạo cũng không giống như các cô gái mạnh mẽ, giọng nói cũng ôn hòa. Đôi lông mày nguyệt nga nhàn nhạt quét ở dưới trán, khuôn mặt trái xoan hơi dài như trứng ngỗng hoàn mỹ, thân hình không gầy không béo, nhưng hai ngọn núi trước ngực lại không hề nhỏ. Đúng như Tề Thiên đã nói, đoán chừng là vì nguyên nhân luyện công cho nên hai búp măng tre non có chút hơi mất thăng bằng, cầm lấy xác định là cực kỳ hăng hái, lực đàn hồi tuyệt đối kinh người. Thắt lưng cũng là cỡ vừa phải. Mặc một chiếc quần jean màu xanh, từ trong vẻ xinh đẹp khẽ lộ ra phong cách oai hùng nhàn nhạt. Tiểu đoàn trưởng Tề, anh thật uy phong. Đường đường là sĩ quan cao cấp Liệp Báo lại có thể đi ức hiếp bách tính bình dân. Phóng Tuyết, Thiên Kiết có bị đánh gãy xương không? Mai Diệp Thu liếc mắt nhìn em trai mình hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là chảy xước ngoài ra thôi, thân thủ của tiểu tử này cũng không tệ. Mai Thiên Kiệt cười nói. Chị... Lão đệ của chị bị người ta đánh thành như vậy, chị nhất định phải làm chủ cho em, đánh gục gã mới được, ha ha ha. Anh chàng này vừa nhìn thấy chỗ dựa vững chắc đến, cười lớn không thôi, khí thế tăng vọt, xem đồng chí Tề Thiên như một miếng thịt heo đáng thương nằm trên thớt. Đừng mặt dày cười như vậy nữa, cả ngày chỉ biết rong chơi lêu lổng, không làm được chút chuyện tốt nào cả. Sắc mặt Mai Diệp Thu trầm xuống, em trai cô ta lập tức biến thành quả trứng mềm. Hai chân cứng đờ không dám động đậy. Mai Thiên Kiệt ở nhà sợ nhất là người chị này. Mặc dù nói chị rất thương mình, nhưng nếu thật sự chọc vào khiến chị tức giận thì khi bị đánh cũng sẽ bị rất thê thảm. Trước đó có lần bị chị đánh đến mức chóc da bong thịt rất là thảm hại. Cho nên anh chàng này đối với chị mình vừa kính trọng lại vừa sợ hãi, tâm tình cực kỳ phức tạp. Tiểu đoàn trưởng Mai nói gì vậy? Đám người của em trai cô làm chuyện xấu gì? Cô tự đi hỏi bọn họ xem đã làm những chuyện hư hỏng gì, tôi chỉ là đại diện dạy dỗ một chút. Hơn nữa tôi cũng không biết cậu ta là em trai cô, ha ha. Tề Thiên vội vàng tranh luận, muốn đùa cợt để lừa bịp qua chuyện. Hừ, em trai tôi cần dạy dỗ cũng không đến lượt anh không phải thích đánh người sao?
hai người chúng ta giao đấu thử xem. Hôm nay hãy quên hết chuyện ở quân doanh đi. Chúng ta chỉ là hai người dân bình thường tóc húi cua tỉ thí học hỏi lẫn nhau, thế nào hả? Lông mày Mai Diệp Thu khẽ nhếch lên. Mẹ kiếp, cô ả này thật là ghê gớm. Nếu đội mũ quân, cô ta có lẽ không dám xuống tay độc ác. Mũ quân này vừa cởi xuống đã biến thành một người bình thường muốn tỉ thí học hỏi, nếu bị cô ta đánh cho tàn phế thì cho dù là Liệp Báo cũng không có quyền quản những chuyện này. Trong lòng Tề Thiên âm thầm kêu khổ, cứ đưa ánh mắt cầu cứu về phía Diệp Phàm, bản thân gã khẳng định là không thể so chiêu với con hổ cái này rồi. Nếu thật sự so chiêu khẳng định sẽ biến thành đầu heo, xương gãy chật gân đều có khả năng. Vừa nghĩ tới những điều này Tề Thiên cũng có chút không rét mà run, thần kinh khắp người như kéo căng. Lúc này càng khơi dậy nguyện vọng mãnh liệt đột phá công lực. Chương 272, dạy dỗ phó chủ tịch thị trấn. Chà, cô gái này rất thông minh, lại có thể không quan tâm đến quan hệ bộ đội. Nhìn tình hình này, hôm nay không đánh Tề Thiên thành đầu heo thì chuyện này vẫn chưa chịu bỏ qua. Diệp Phàm âm thầm buồn cười, trước mặt lại hiện ra khuôn mặt tím xanh như mái ngói của Tề Thiên, nếu không phải có người bên cạnh, hắn sớm đã cười như điên rồi. Đương nhiên, Tề Thiên liên tục ra hiệu bằng mắt, hắn sớm cũng nhìn thấy, nhưng tạm thời không lên tiếng, muốn xem cảnh tượng náo nhiệt, châm biếm mấy câu rồi hãy nói. Sao vậy, tiểu đoàn trưởng Tề, vừa rồi còn hống hách như vậy, sao vừa nhìn thấy chị tôi đã giống như chuột thấy mèo vậy, ha ha ha, chị, nếu y không dám ứng chiến thì chỉ cần chui qua háng em là được. Đến đây, đến đây. Mai Thiên Kiệt thật sự tưởng rằng chị y là vô địch thiên hạ. Giống như con vịt gọi xuân gân cổ kêu lên, hồn nhiên cho rằng chị hắn là đệ nhất thiên hạ. Ha ha ha, Tề đại đại, lên đi chứ. Đừng cả ngày chỉ biết ức hiếp những dân đen thấp cổ bé họng chúng tôi. Đến lúc gặp phải cao thủ thì trứng cũng mềm nhũn ra. Làm đàn ông làm gì chứ? Hứa Thông tự đắc kêu lên, một lời nhiều nghĩa, làm cho đám người của gã cũng cười điên cuồng. Ngay cả Mai Diệp Thu cũng nhíu mày, lạnh lùng nói. Cẩn thận cái miệng thối của anh cho tôi. Hừ. Mai Diệp Thu cũng không phải kẻ ngốc, thuộc về loại người thông minh tuyệt đỉnh số một. Ý nghĩa biểu thị mơ hồ bên trong lời nói của Hứa Thông, đương nhiên sẽ không làm Mai Diệp Thu cao hứng. Bị Mai Diệp Thu hừ một tiếng, Hứa Thông cũng không dám cãi lại, ngượng ngùng cười nói. Ha ha, xin lỗi chị Mai, vừa rồi thật sự không có ý tứ gì khác. Tiểu tử này thật sự sợ chọc giận Mai Diệp Thu. Trước đó chuyện người đàn ông đùa giỡn Mai Diệp Thu bị nhổ sạch lông chim, thiếu chút nữa gãy cả thứ đồ chơi dưới quần, đã được truyền đi rất vang dội trong các nhân sĩ Thủy Châu. Những người khác không biết cô gái đó chính là Mai Diệp Thu, nhưng Hứa Thông lại tận mắt nhìn thấy, vừa nhớ tới chuyện này cảm thấy da đầu lại bắt đầu tê dại. Nếu chọc giận con hổ cái này, đừng bảo là nhổ sạch lông chim, chính là tiện tay cho mình mấy cái cũng không chịu được. Nếu bị đánh nhiều nhất người ta chỉ bồi thường chút ít tiền thuốc. Còn có thể làm gì cô ta? Chỗ dựa trong quân ủy của người ta đứng ra, cha của Hứa Thông cũng không dám chống lại, không phải cùng một cấp bậc. Thư sinh làm sao có thể đấu được với binh lính? Được, tỉ thí thì tỉ thí. Trong lời nói của Tề Thiên có vẻ rất bi tráng, thầm nghĩ, đại ca ơi đại ca, anh cũng thật ác độc, tiểu đệ bị một con hổ cái ức hiếp thành dáng vẻ như vậy, mà anh lại không chịu xuất diện. Cho dù muốn giữ bí mật cũng không thể khoanh tay như vậy chứ. Xem ra tối nay khẳng định là biến thành đầu heo rồi. Được rồi, nhưng đại ca sau này có lẽ sẽ báo thù. Khiến tiểu Mai Tử cũng biến thành đầu heo, hai chúng ta hợp lại vừa vặn thành một đôi, đúng là uyên ương số khổ. Quay lại đi Tề Thiên. Giọng nói của Diệp Phàm ở phía sau vang lên, giống như thanh âm của thiên sứ, Tề Thiên toàn thân chấn động chạy về tuyệt đối còn nhanh hơn Lưu Tường, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, hí hửng nói với Mai Diệp Thu. Thiếu tá Mai, đại ca tôi gọi tôi quay về uống rượu với anh ấy, không rảnh cùng cô tỉ thí rồi, tấm thân nhỏ của cô đại ca tôi không có hứng thú, cho nên chuyện của chúng ta đành để hôm khác vậy, ha ha. Lời nói của Tề Thiên rất thẳng thắn, cái gì gọi là không có hứng thú đối với cô, đây đúng là một lời nhiều nghĩa. Cũng có thể hiểu được vì Diệp Phàm người ta không cảm thấy hứng thú với cơ thể của cô, vậy Mai Diệp Thu biến thành cái gì rồi? Tiểu tử này thật sự muốn ăn đòn. Biết thế đã không giúp gã. Vừa tự đắc đã không biết gì rồi, tận lực đem chiến hỏa kéo lên người mình, thật là một tiểu đệ bất lương. Ai, số mình khổ rồi. Diệp Phàm cũng nghe ra ám chỉ bên trong lòng thầm mắng chửi Tề Thiên.
Kỳ thực Diệp Phàm cũng không muốn nghĩ nhiều, trước đó bản thân hắn vì muốn xem cảnh tượng náo nhiệt mà đẩy Tề Thiên lên tiền tuyến, không phải đều có tâm tư bất lương sao? Kỳ thực đều cùng một loại, đều là anh em, có giáp tâm bất lương. Hừ, đại ca cậu, hắn là ai vậy? Mai Diệp Thu đương nhiên cũng nghe ra ám chỉ bên trong, trong đáy lòng luồng lửa giận đang dồn nén, xoẹt xoẹt tuôn đến huyệt bách hội rồi. Đôi mắt lạnh lùng giống như điện quang bắn về phía Diệp Phàm, nhìn quét qua người hắn một lần, cảm thấy nhìn thế nào hắn cũng giống như một con chim non vậy, tại sao Tề Thiên lại gọi hắn là đại ca? Hơn nữa hình như có dáng vẻ rất sợ hãi, có lẽ không phải là anh ruột của Tề Thiên. Lẽ nào con chim non được gọi là đại ca này cũng là một cao thủ? Có lẽ không có khả năng, nhìn qua không có chút dáng vẻ xương cốt quốc thuật nào. Một thư sinh yếu ớt, giống như sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học. Nếu nói hắn là quan lớn lại càng không có khả năng, tuổi còn trẻ như vậy thì có thể có chức cao đến trình độ nào chứ? Có thể giành được chức trưởng phòng đã là cao lắm rồi. Không phải là con cháu đời sau của lão thành cách mạng nào đó của thủ đô Yên Kinh chứ, bằng không dựa vào sự kiêu ngạo của Tề Thiên, khẳng định không dễ dàng gọi người khác là đại ca. Nhưng người này hình như không có chút ấn tượng nào, mặc kệ, cho dù là thái tử đảng tới từ Yên Kinh, mình cũng phải dạy dỗ cho một phen. Mai Diệp Thu nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, từ Thủy Châu cũng nghĩ đến Yên Kinh, từ đại sư quốc thuật nghĩ đến quan lớn trên đầu, cảm thấy đều không giống, có lẽ không phải là người như vậy, đoán chừng là có năng lực ở phương diện nào đó. Cô Mai, một cô gái tại sao lại ép người như vậy, một người đàn ông như vậy còn không thích. Nào, ngồi xuống đi. Chúng ta cùng uống mấy chung, Tề Thiên, đi chuẩn bị mấy chén rượu lại đây. Diệp Phàm cũng không sợ cô ta, khóe miệng nhếch lên, cười nhạt nói. Hừ, tôi không thích đàn ông cũng không đến lượt anh đến lo lắng, anh không phải là đại ca của Tề Thiên sao? Báo tên đi để bổn tiểu thư nghe xem là đại thần phương nào giá lâm đến Thủy Châu, tôi cũng cúi chào đỉnh núi một phen. Bằng không tiểu đệ của tôi bị người ta dạy dỗ đến tàn phế thì chuyện này làm thế nào? Loại người côn đồ chỉ biết ức hiếp con nít, phụ nữ thì có gì phải kiêu ngạo. Thuần túy chỉ là đồ vô tích sự mà thôi, hừ. Mai Diệp Thu không chút nể tình, trực tiếp hất thẳng một chậu than vào mặt, khiến Tề Thiên nghe thấy mà trong lòng kêu lên một tiếng vô cùng sảng khoái. Tiểu tử này thật sự là bất lương, có lẽ là bản thân bị Mai Diệp Thu ức hiếp lâu rồi nên khi nhìn thấy đại ca lại bị ức hiếp, trong đáy lòng lại hơi cảm thấy thăng bằng. Con người, ai cũng có loại tâm lý này. Nếu chỉ mình bản thân gặp xui xẻo thì sẽ cảm thấy cực kỳ thê thảm, nếu có thể tìm được mấy đồng bọn cùng chịu như vậy, thì trong lòng sẽ thăng bằng hơn rất nhiều. Tề Thiên vẫn có tính toán nhỏ nhặt của mình, hy vọng Mai Diệp Thu mắng hung hăng hơn một chút, tốt nhất là xông lên đánh nhau một phen. Đại ca Diệp Phàm xác định là không có chuyện gì rồi, người thê thảm chính là Mai Diệp Thu. Hơn nữa nếu Mai Diệp Thu thật sự bị đánh chỉ có thể ngậm bồ hòn im lặng, ngay cả oan khuất này cũng không biết kể cho ai. Mai Diệp Thu đánh Diệp Phàm là vi phạm gây rối, mặc dù nói cha cô ta làm ở quân ủy, nhưng đoàn trưởng Thiết cũng là người tài giỏi, chưa chắc đã sợ cha cô ta. Hơn nữa trong mắt đoàn trưởng Thiết, địa vị của Mai Diệp Thu tuyệt đối không bằng đại ca Diệp Phàm. Từ sự chiếu cố gần đây của đoàn trưởng Thiết đối với Diệp Phàm, Tề Thiên có thể cảm nhận được. Đoàn trưởng Thiết thậm chí coi như sủng ái Diệp Phàm, Tề Thiên cũng mơ hồ cảm nhận được đại ca Diệp Phàm của mình sau này còn có thể là người nối nghiệp địa vị của đoàn trưởng Thiết ở Liệp Báo. Đến lúc ấy chính là thiên hạ của mình, vì thế bản tính của tiểu tử Tề Thiên này sớm đã cách cách vang lên rồi. Ha ha, cô Mai, hỏa khí lớn quá. Làm sao cô biết tôi là côn đồ? Phải hỏi rõ chuyện trước rồi hãy kết luận, từ thái độ vừa rồi của cô có thể nhìn ra có vẻ có sự thiên vị. Vừa xông vào chưa hỏi rõ xanh đỏ đen chăng? Đã trực tiếp hỏi han em trai của mình, em trai cô vừa rồi rất là vênh váo, dáng vẻ giống như bố mày là đệ nhất thiên hạ. Cô cũng không nghĩ xem, em trai kiêu ngạo giống như cô, có ai dám vô cớ ức hiếp gã. Làm người thì phải phúc hậu, không thể thiên vị quá đáng. Từ thân phận của cô mà nói hình như còn là một tiểu đoàn trưởng thiếu tá trong bộ đội, làm một sĩ quan quân đội thì càng phải có chính khí mới được. Cô hỏi em trai cô xem, vừa rồi bọn người họ đã làm những gì. Khi Diệp Phàm đang muốn tiếp tục phê bình thì điện thoại lại vang lên, thì ra là bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương gọi tới. Diệp Phàm, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền mà cậu và Chí Minh đề cập tới, ý tưởng như vậy là rất tốt, hôm qua Chí Minh vừa mới thuận tiện đề cập tới khi đi báo cáo công tác trên huyện.
tranh thủ thời gian đem bản kế hoạch này hoàn thiện dần rồi đưa lên huyện xem, tạm thời kế hoạch này do cậu phụ trách. Phải tận lực từ góc độ toàn huyện suy nghĩ đến các phương diện tổng hợp kinh tế, giao thông, nhân lực, tài lực, sản vật, phong thổ của Lâm Tuyền. Trong lời nói của Lý Hồng Dương tràn đầy mùi vị khen ngợi. Tôi biết rồi bí thư Lý, chuyện này tôi đã tham khảo qua ý kiến của các vị thường vụ, cũng như chủ tịch thị trấn Mâu và bí thư Tần. Mặc dù nói bản kế hoạch này sẽ hao phí tài lực rất lớn, nhưng nếu có thể thực hiện thì sẽ mang tới một thời đại tăng trưởng rất lớn cho kinh tế của mấy thị xã xung quanh Lâm Tuyền. Từ đó thúc đẩy kinh tế toàn huyện phát triển, tự nhiên hình thành một khu vực kinh tế mô hình nhỏ lấy Lâm Tuyền làm trung tâm. Từ phương diện lớn hơn mà nói còn có thể phóng xạ đến tỉnh ngoài lân cận huyện chúng ta, hình thành một thời đại kinh tế và mạng lưới giao thông lập thể. Diệp Phàm nhanh chóng báo cáo tình hình. Được, tình hình của cậu ở Thủy Châu như thế nào? Lý Hồng Dương lại đề cập đến phương diện này, kỳ thực mục đích thật sự của Lý Hồng Dương vẫn nằm ở đây. Không tệ, vừa mới kiếm được mấy trăm vạn, tôi còn muốn kiếm thêm một chút. Tốt nhất có thể kiếm được trên ngàn vạn là hay nhất. Diệp Phàm nói, cũng không giấu giếm mọi người. Được, nắm chặt vào. Lý Hồng Dương cúp điện thoại. Thì ra tiểu tử này hình như chỉ là một chức phó thị trấn rác rưởi nào đó, một quan viên nhỏ của thị xã nhà quê nào đó đến Thủy Châu xin quyên góp. Có lẽ là phó chủ tịch thị trấn gì đó, miệng hắn không phải vừa nhắc đến báo cáo công tác với bí thư, chủ tịch thị trấn sao? Nói không chừng chỉ là một viên chức nhỏ. Kiêu ngạo như vậy. Mẹ nó, thiếu chút nữa hù dọa bố mày rồi. Vừa rồi nghe Tề Thiên gọi hắn là đại ca, còn tưởng là thái tử ra tới từ Yên Kinh, thì ra chỉ là một con tôm nhỏ, ta nhổ vào. Hứa Thông thiếu chút nữa rơi cằm xuống đất, trong đáy lòng uất ức hô to, cảm thấy xấu hổ vì một tia mềm yếu vừa rồi của mình. Lúc này thật sự có một luồng cảm giác muốn lập tức xông lên trước để đánh cho do thành đầu heo. Nhưng Hứa Thông cũng cảm thấy kỳ lạ. Phó chủ tịch của một thị trấn tại sao lại có thể khiến Tề Thiên gọi hắn là đại ca, chuyện này cũng có chút khó tin. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có khả năng gọi vì Diệp Phàm từng cứu Tề Thiên hoặc là có ân với Tề gia. Còn có một loại khả năng chính là bản thân hắn là họ hàng bà con xa gì đó với Tề gia. Khả năng này là lớn nhất, ví dụ là người nhà của mẹ đẻ Tề Thiên, tiểu tử Tề Thiên gọi đại ca cũng là bình thường, cho nên Hứa Thông cố gắng nén giận, nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng không dám mạo muội gây chuyện, dù sao có Mai Diệp Thu ở đây, bản thân y cũng cảm thấy rất vui mừng. Sắc mặt Mai Diệp Thu thay đổi mấy lần, suy nghĩ trong lòng cũng không khác gì Hứa Thông, lại càng khinh thường hừ nói. Tôi nói là ai, một phó chủ tịch thị trấn nhỏ bé mà cũng dám tới đây dạy dỗ tôi, tiểu tử cậu không uống say chứ? Ha ha ha, đứng lên cho bổn tiểu thư, Thiên Kiệt, cậu qua đó tát hắn mấy cái cho hả giận. Em trai của Mai Diệp Thu tôi dù có thế nào cũng không thể để một tiểu quan đánh. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, không phải sẽ làm người ta cười rụng răng hàm, nhưng Thiên Kiệt, cậu xuống tay phải có chừng mực. Đừng tát mấy cái mà làm hắn chết, hừ. Mai Diệp Thu cân nhắc hơn thiệt, cảm thấy nếu trực tiếp khai đao với Tề Thiên thì cũng không tiện xuống tay, dù sao mọi người đều cùng một sư đoàn, nếu thật sự y bị mình đả thương thì cũng không tiện nhìn mặt đoàn trưởng Thiết. Cho nên suy đi nghĩ lại không thể làm gì khác hơn là chọn kẻ yếu hơn, người xui xẻo là Diệp Phàm. Một phó chủ tịch thị trấn, thật sự không có gì dễ nhìn. Mai Diệp Thu cảm thấy nếu mình ra tay thì thật quá thấp kém rồi. Đúng, chị Mai tài đức sáng suốt, Thiên Kiệt lên đi, tát mạnh tay vào, có tát thành đầu heo cũng không có vấn đề, ha ha ha. Hứa Thông cảm thấy cực kỳ hả giận, đám người bọn chúng điên cuồng cười rộ. Chỉ có Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ là trong lòng cảm thấy một trận mừng rỡ, thầm nghĩ, anh Diệp nghe anh Tề vừa rồi nói là kỳ nhân, có lẽ cũng có chút nền tảng, còn mạnh hơn mình. Thằng nhóc tên Thiên Kiệt này thật sự gặp đại xui xẻo rồi. Người lo lắng cũng có, chính là Vân Thiên báo Dương Vân Thiên, hắn không biết thân thủ của Diệp Phàm, không thấy lão đại Hắc Miêu hành động, cho nên bản thân cũng đứng yên không nhúc nhích, lẩm bẩm, kỳ lạ, người ta muốn hạ thủ, tại sao lão đại và đại ca đều không có động tĩnh? Lẽ nào trơ mắt đứng nhìn người của mình bị sỉ nhục? Ai, chỉ tiếc sức mạnh của mình quá yếu, có muốn giúp cũng không dám xen tay. Có lẽ anh Diệp kia còn là cao thủ ẩn mình, là rồng hay là côn trùng, để tên nhãi danh kia thử xem cũng tốt. Nếu là sâu sau này không cần qua lại nữa, còn tới lúc hắn đẩy hàng gì đó vào nhà máy giấy, đáng tiếc bố mày mất trắng hơn 100 vạn, nếu là rồng thì phải gia tăng kết giao.
Ha ha ha, nghe lời chị, em xuống tay tuyệt đối có chừng mực. Sẽ không đánh chết người đâu, đánh tàn phế là được rồi, ha ha ha. Mai Thiên Kiệt tự đắc kêu lên, còn quay đầu nhìn về hướng Hứa Thông, cười nói, anh Hứa, xem em dạy dỗ bọn hèn nhát cho mọi người hả giận như thế nào. Không có bản lĩnh gì cả còn dám ra mặt biểu diễn hảo hán cứu mỹ nhân, ta nhổ vào. Đồ tạp chủng, con chó đẻ. Nhưng khi ba chữ, con chó đẻ, còn chưa phun ra chỉ cảm thấy một trận gió lướt tới, trước mắt một bóng người nhoáng lên, còn chưa hiểu là chuyện gì. Một loạt tiếng bạt tai, bốp bốp bốp, vang lên, cuối cùng kèm theo một tiếng vang cực lớn, toàn bộ người Mai Thiên Kiệt bay vụt đi cách đấy hơn 4 thước. Trượt đi 7-8 thước giống như chó gặm bùn trên sàn nhà, nằm trên mặt đất thảm hại đến mức thật sự không dám nhìn, khuôn mặt trong nháy mắt đã biến thành màu tím xanh. Chủ yếu là mặt sưng lên gần gấp đôi, máu mũi, máu mồm, nước mũi, nước bọt chảy đầy trên mặt, Tề Thiên nhìn mà cũng cảm thấy phát sợ, thầm nghĩ, đại ca bình thường giống như thư sinh yếu ớt, nếu thật sự chọc giận thì cũng mất mạng. Cái tay này thật sự không phải dùng để trưng cho đẹp, đoán chừng nếu thật sự tức giận thì một cái tát cũng có thể quạt chết cả một biển người. Bọn người Hứa Thông, Phó Dũng Chí sớm đã sợ ngây người, như một đám gà gỗ mắng thầm Mai Thiên Kiệt, đồ ngu. Làm sao không tránh đi, cứ ngây người ra để người ta đánh cho, đúng là ngu xuẩn. Kỳ thực bọn chúng cũng không nghĩ xem, Mai Thiên Kiệt làm sao không muốn tránh né, nhưng làm sao có thể tránh được, Diệp Phàm là người thế nào chứ, cao thủ siêu cấp thất đoạn, toàn bộ đất nước Hoa Hạ có lẽ cũng không vượt qua 50 người. Khắp thế giới này đoán chừng cũng có thể chen chân vào trong top 100 người mạnh nhất. Thiên Kiệt, đám người Mai Diệp Thu và Mai Phóng Tuyết sớm đã kêu lên đau đớn nhào tới. Nhìn lướt qua Mai Thiên Kiệt đang thảm hại được đỡ dậy. Mai Diệp Thu tức giận, vội vàng rút súng ra, chỉ vào Diệp Phàm hét lên. Tôi bắn chết anh. Dừng tay, tiểu đoàn trưởng Mai, cô muốn lên tòa án quân sự sao? Bỏ súng xuống. Tề Thiên cũng giật thót mình, không ngờ chuyện này lại diễn biến đến mức độ đáng sợ rút súng ra như vậy. Nếu không cẩn thận nổ súng, bản lĩnh của đại ca dù tốt đoán chừng cũng không thể đỡ được phát đạn này. Nếu thật sự như vậy chuyện này quá mức khủng khiếp rồi. Gã cũng vội vàng rút súng ra tung người đến bên cạnh Mai Thiên Kiệt, nhắm ngay vào cái đầu dưa của Mai Thiên Kiệt một lần nữa hét lớn. Tiểu đoàn trưởng Mai, bỏ súng xuống, bằng không tôi sẽ bắn thằng nhóc này. Ai dám đối phó với đại ca của tôi thì chính là kẻ địch của Tề Thiên này, bỏ súng xuống. Tề Thiên hô to. Chương 273, súng đấu với súng. Đám người Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ và bọn người Hứa Thông cũng sợ ngây người, đứng tại chỗ mà chân cũng run rẩy. Thượng Thiên Đồ và Dương Vân Thiên còn đỡ hơn một chút, Hứa Thông, Phó Chí Dũng thì có cảm giác chân sắp nhũn ra. Mai, chị Mai, đặt súng xuống rồi nói chuyện, đừng kích động quá, Tề. Tề Thiên cũng đặt xuống. Hứa Thông lắp bắp nói, mồ hôi to như hạt đậu cũng toát ra. Hắn biết, nếu Mai Diệp Thu dám nổ súng, Tề Thiên tuyệt đối cũng sẽ nổ súng. Đến lúc đó súng không có mắt. Loại sát thần giết đến đỏ mắt giống như Tề Thiên đoán chừng toàn bộ những người có mặt ở đây hôm nay đều phải xuống chỗ Diêm La mà giao đãi. Hứa Thông chưa muốn chết, cái mạng nhỏ này còn phải giữ lại để tiếp tục sống phong lưu thoải mái. Tiểu đoàn trưởng Mai, đừng run tay, hừ, bỏ súng xuống. Diệp Phàm đột nhiên bắn ra một tiếng thét to giống như bạo tạc, trong nháy mắt dùng hóa âm mê thuật, ép vào khoang miệng biến thành sóng âm bạo phát đánh vào trong tâm khảm Mai Diệp Thu. Mai Diệp Thu chỉ cảm thấy trong lòng như có một đạo sấm vang nặng nề chém tới, cỏ tay run lên một tiếng, phịch, súng đã rơi xuống dưới đất. Tề Thiên vừa nhìn vừa xoay người nắm lấy tay súng của Mai Diệp Thu mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi trái tim của gã cũng cứng đơ. Gã biết năng lượng của Diệp Phàm, tiểu lý đao của người ta còn chưa xuất thủ. Nếu thật sự chọc tức hắn nhớ lại lần đó ở đập thiên thủy thật đáng sợ. Lúc đó Diệp Phàm giết chết 3 người, phi đao vừa xuất đã kinh thiên động địa. Ánh đao hư ảnh vun vút đến giờ vẫn còn lưu lại trong trái tim của Tề Thiên. Giết Mai Diệp Thu thì đúng là chọc vào đại phiền phức, gia tộc cô ta cũng không phải là thứ dễ chọc. Cho dù là đoàn trưởng Thiết muốn bảo vệ Diệp Phàm cũng khó khăn, dù sao gia tộc Mai Thị đã thâm căn cố đế ở Yến Kinh, trong quân giới Hoa Hạ có thế lực không tầm thường. Ngược lại nếu Mai Diệp Thu giết chết Diệp Phàm, đoán chừng cũng không có được lợi ích gì, đầu tiên có thể đốt cháy cơn thịnh nộ của đoàn trưởng Thiết. Huống hồ Tề Thiên còn có ý nghĩ xa hơn, đại ca Diệp Phàm trẻ tuổi như vậy mà đã là cao thủ ngũ đoạn tuyệt thế,
sư phụ sau lưng tuyệt đối là thuộc về hạng cao thủ đỉnh cao. Nếu thật sự là một vị cao thủ đỉnh cao đạt đến 9 đoạn, nếu thực sự tiến hành báo thù, đoán chừng cả gia tộc Mai Gia Yến Kinh đều sẽ lâm vào thảm cảnh diệt môn. Cơn thịnh nộ của cao thủ 9 đoạn cho dù là chính quyền quốc gia Hoa Hạ cũng cực kỳ lo lắng, vì những cao thủ đó mặc dù nói vẫn sợ súng, nhưng người ta xuất quỷ nhập thần, người khác căn bản không nắm bắt được. Sau khi giết người xong thì chính quyền Hoa Hạ cũng biết làm gì y. Hơn nữa loại cao thủ đó đến chỗ nào người ta không phải đều cung kính giống như thần linh. Tiểu lý đao của Diệp Phàm mới có thân thủ ngũ đoạn đã thần kỳ như vậy, có uy lực kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, không hề thua kém uy lực rất cường hãn của súng lục. Phi đao của sư phụ đó tuyệt đối sẽ không tầm thường, thử nghĩ xem một thanh tiểu lý đao được điều khiển trong tay một cao thủ 9 đoạn thì sẽ có loại uy lực như thế nào. Tề Thiên mới nghĩ đã cảm thấy da đầu tê dại, bắp chân giống như bị rút gân, cảm thấy đứng yên cũng có vẻ khó khăn. Thiếu tá Mai, tại sao lại dùng súng chỉ vào dân thường, đây là tác phong bá vương của cô sao? Diệp Phàm lạnh lùng chỉ trích nói. Hừ, đừng nói nữa, họ Diệp kia, chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu, chưa xong. Mai Diệp Thu quát lớn, từ trước đến giờ chưa bao giờ mất mặt như vậy, bị người ta quát một tiếng mà trong lòng chấn động, ngay cả súng cũng sợ đến đánh rơi. Trên thực tế, trong súng của Mai Diệp Thu cũng không có đạn, lúc ấy cũng chỉ là tức giận dọa người. Lúc này sau khi bình tĩnh lại suy nghĩ cũng có chút hối hận, nhưng Mai Diệp Thu là người quá mức cao ngạo. Hơn nữa sau màn rơi súng khó hiểu vừa rồi đến hiện tại vẫn chưa hồi phục được tinh thần, trong đáy lòng cũng vẫn cứ buồn bực, kỳ quái. Súng đang nằm trên tay mình sao đột nhiên lại rơi xuống đất chứ? Lúc ấy giống như bị bổ một cây chùy sắt vào đầu. Mơ hồ nghe thấy hai chữ, bỏ súng, của tên nhãi họ Diệp. Tại sao mình lại nghe lời như vậy, không thể nào nghe lời hắn được. Lẽ nào là, sư tử hống, trong truyền thuyết Hoa Hạ? À, hình như có hơi giống. Vừa nghĩ tới thần công, sư tử hống, trong lòng Mai Diệp Thu mơ hồ có chút lo lắng. Mai Diệp Thu trẻ tuổi như vậy mà có thể đạt đến thân thủ thế này đương nhiên ngoài phương diện căn cốt của bản thân cô ta tốt, còn có một nguyên nhân là cô ta xuất thân từ phái Nga Mi Tông phái quốc thuật đại danh đỉnh cao. Sư phụ là đại sư Trần Nguyệt cao thủ thuần hóa thất đoạn. Trong phái Nga Mi cũng có trình độ xuất sắc, là một trong hai đại trưởng lão, về phương diện quốc thuật lại càng nổi tiếng. Đại sư Trần Nguyệt họ tục là Mai, tên đầy đủ là Mai Bình Trúc, kỳ thực chính là tổ tông của Mai gia. Bây giờ cũng sắp 70 tuổi rồi. Từ nhỏ đã thích Mai Diệp Thu, thậm chí nói là sủng ái, khi 5 tuổi đã bắt đầu dẫn lên núi Nga Mi chỉ dạy cô ta luyện công. Gia nghiệp Mai gia đồ sộ, đặc biệt mời lão sư cùng đi với cô ta, dạy học cho cô ta, cho đến khi thi đại học mới quay về nhà. Đại sư Trần Nguyệt là người cao ngạo như thế nào chứ, cho nên môn đồ dạy dỗ cũng kế thừa, bản tính của cô ta cũng lộ vẻ cao ngạo dị thường, thậm chí có thể nói tính tình có chút quái lạ. Bình thường mà nói rất khó hòa đồng. Mai Diệp Thu cũng không phải là cô gái vừa nhìn đã lộ vẻ hung thần ác sát, mà là lộ ra luồng khí chất thoát ly với thế tục. Cô ta kỳ thực là một cô gái thiện lương, chỉ là quá yêu chiều em trai của mình, cho nên vừa rồi mới tạo thành cảnh tượng đáng sợ như vậy. Mai Diệp Thu hiện tại cũng hơi hoảng hốt, vì công phu, sư tử hống, trong truyền thuyết muốn tu luyện chí ít cũng cần có thân thủ quốc thuật ngũ đoạn mới có thể thi triển được. Nếu công phu họ Diệp đó vừa rồi thi triển là sư tử hống bí thuật của quốc thuật, vậy không phải chứng tỏ hắn chính là một vị cao thủ ngũ đoạn sao? Ngũ đoạn? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Một cao thủ ngũ đoạn chưa đầy 20 tuổi nói ra có ai tin? Nếu họ Diệp đó thật sự là cao thủ ngũ đoạn, vậy hắn do ai bồi dưỡng ra chứ? Sư phụ phía sau hắn tuyệt đối thuộc về hàng ngũ cao nhân ẩn sĩ, hơn nữa còn là loại nhân vật cấp thái đầu cảnh giới đỉnh cao quốc thuật. Thân thủ tuyệt đối cao hơn sư phụ, có lẽ còn là vị cao thủ cửu đoạn sắp đột phá giai đoạn đỉnh cao tiên thiên tôn giả. Cho nên vừa nghĩ đến những chuyện lộn xộn này, trên người Mai Diệp Thu nhất thời bắt đầu toát mồ hôi lạnh, không. Đúng hơn là đổ mồ hôi như tắm, thoáng cái đã ướt đẫm người. Cao thủ cửu đoạn là khái niệm gì chứ? Năm đó sư phụ từng nói, trong phái Nga Mi hiện tại cũng chỉ có đại trưởng lão Ngư Phi La là một vị cao thủ, khai nguyên giai, cửu đoạn. Xem như là vừa mới bước vào cánh cửa cửu đoạn. 80 tuổi, chỉ cần một trường tùy ý là có thể đánh vỡ bia đá, khí nội kình có thể phun xa khoảng cách hơn 10 thước. Đơn giản thi triển, phách không trường, bí thuật của phái Nga Mi, ngoài khoảng cách hơn 10 mét có thể một trường đập vỡ một thân cây nhỏ.
nếu chém lên người cũng không khác biệt gì, thân thể máu me đoán chừng cũng không thể so sánh với cây cối được. Nếu sư phụ của tiểu tử họ Diệp này thật sự là một vị cao thủ cửu đoạn, vậy mình thật sự chọc vào đại họa rồi, đối với Mai Gia Yến Kinh mà nói đó không phải là chuyện tốt. Cơn thịnh nộ của vị cao thủ siêu giai cửu đoạn có thể đâm xuyên ông trời, đừng nói là Mai Gia, ngay cả chính quyền nước Hoa Hạ cũng phải cung phụng. Nghe nói người có công lực cao nhất trong tổ A Đặc Cần quốc gia thần bí nhất của nước Hoa Hạ trước mắt cũng chỉ mới đạt đến giai đoạn tu luyện thất đoạn. Quốc gia từ lâu đã muốn mời một vị cao thủ siêu giai cửu đoạn tọa trấn tổ A Đặc Cần, nhưng loại cao thủ đó quá ít, ít đến mức đáng thương, đoán chừng cả Hoa Hạ cũng chỉ có mấy người chưa chết, tuổi tác có lẽ cũng trên 80 rồi. Loại người này đều là người sắp bước vào thời kỳ hoàng hôn, tất cả đều có tính tình cổ quái, không dễ hầu hạ. Trong suy nghĩ của bọn họ căn bản không có khái niệm quốc gia. Nhưng những cao thủ này cũng không phải không yêu nước, khi thật sự có người ngoài làm gì quá đáng. Bọn họ cũng sẽ ra mặt, hung hăng chặn đầu đánh cho một kích rồi lại như nhàn vân dã hạc biến mất không thấy bóng dáng. Đối với những người nằm ở đỉnh cao này, quốc gia cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở, quốc gia cũng có chỗ khó xử. Nếu không làm ra chuyện tàn nhẫn không có tính người gì thì quốc gia bình thường mà nói cũng không quản. Cho dù là giết mấy người, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, quốc gia cũng sẽ không hành động gì. Nhưng Mai Diệp Thu có 8 phần không tin tiểu tử vắt mũi chưa sạch tên là Diệp Phàm này, có thể là một vị võ sư trung đẳng ngũ đoạn, vì chuyện này quá khó tin. Thầm nghĩ vừa rồi có lẽ trong lúc mơ hồ mình đã nghe nhầm, có lẽ không phải bí thuật sư tử hống, có lẽ chỉ là thanh âm lớn hơn một chút mà thôi. Cho nên Mai Diệp Thu mới mạnh miệng như vậy, đoán chừng cho dù thật sự biết Diệp Phàm là cao thủ ngũ đoạn, giọng điệu của Mai Diệp Thu cũng không mềm đi, đây là thói quen cô ta đã nuôi dưỡng lâu nay. Muốn thay đổi cũng tương đối khó. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Không xong, không xong thì cô muốn làm thế nào? Có chiêu gì thì cứ xuất ra đi, tôi chờ xem đây, hừ. Tề Thiên, Hắc Miêu, chúng ta đi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, lười nhác liếc nhìn cô gái kiêu ngạo giống như tảng đá thối trong hầm cầu rồi rời đi. Chương 274, chọc không nổi người. Đi đâu? Mai Diệp Thu đứng chặn ngang cửa. Hai nhũ phong cao vút phập phồng giống như hai khẩu pháo cỡ nhỏ nhắm ngay Diệp Phàm. Không biết phân biệt. Diệp Phàm căn bản không nhìn đến sự tồn tại của cô, tiến lên phía trước đẩy nhẹ một cái. Bịch, vang lên một tiếng nhẹ, Mai Diệp Thu đã bị luồng lực nhu nhuyễn đẩy bắn ra hơn 3 mét, há hốc miệng không nói nên lời. Một đòn này thật sự khiến Mai Diệp Thu hoàn toàn kinh ngạc, vừa rồi cô ta khí định thần nhàn, giống như đứng tấn mã bộ đứng chắn ngay cửa. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ đến Diệp tiểu tử kia đẩy nhẹ một cái thì làm mình bắn đi, tí nữa thì ngã ngửa xuống đất. May là công phu hạ bàn của mình không tệ vì khinh công của phái Nga Mi vốn nổi tiếng trong giang hồ, mới có thể đứng vững, nếu không đặt cái mông xuống đất thì mặt mũi không biết để đâu. Có lẽ là người ta là cao thủ nên giữ mặt mũi cho một phụ nữ như mình nên ra tay nhẹ nhàng, còn không cũng rất khó nói. Diệp Phàm cũng không để ý đến cô ta, dẫn đầu đi ra ngoài. Dĩ nhiên, Hứa Thông đã sớm tránh ra một bên, đâu còn dám đứng đó để ngăn trở sát thần. Anh đứng lại đó cho tôi. Mai Diệp Thu thẹn quá thành giận vung lên một quyền đánh sau lưng Diệp Phàm. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh, nghiêng người giơ tay phải lên quét ngang một cái, lần này ra tay mạnh hơn vì cũng hơi bực mình. Mai Diệp Thu xoay tròn theo quán tính mấy vòng, lảo đảo một lát mới ổn định lại được thân hình, thở dốc một hồi, xem ra hao phí thể lực không ít. Đến khi định thần lại thì đã thấy Diệp Phàm đi mất, cả đoàn kia cũng không thấy đâu, tuy nhiên Tề Thiên lén trở lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiếu tá Mai, hôm nay cô chọc phải họa lớn rồi. Trời sập xuống tôi cũng không sợ, họ Tề kia, hôm nay anh là một đồng lõa ghê tởm. Mai Diệp Thu này sẽ nhớ kỹ. Mai Diệp Thu phẫn nộ giương hai nắm tay lên nhưng cũng không đánh ra, vừa rồi sau khi va chạm với Diệp Phàm thì cảm giác hai tay nhũn ra. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác lúc ấy cánh tay của họ Diệp kia cực mạnh, bản thân mình dưới cánh tay đó như một chiếc thuyền hỏng giữa biển rộng, hoàn toàn không làm chủ được vận mệnh của mình, giống như một chiếc lá rụng chỉ đợi gió thu cuốn đi. Trong lòng Mai Diệp Thu hiện giờ như đưa đám, biểu hiện kiên cường ngoài mặt chỉ là gắng gượng. Giờ phút này cô chỉ muốn gục đầu vào lòng sư phụ khóc giống một trận, còn ở đây chỉ có thể âm ỉ trong lòng, loại giày vò này quả thực khó tiếp thu. Tôi chỉ nói một câu, cô nghe hay không thì tùy,
nếu không nghe coi như tôi chưa từng nói. Tề Thiên đến gần Mai Diệc Thu bên cạnh, khẩu khí nghiêm nghị, ghé sát tai nói nhỏ. Biết không, nếu như chuyện này đến tai đoàn trưởng Thiết thì cô tuyệt đối bị khai trừ, là tuyệt đối. Không thể nào, họ Diệp cũng không phải là chủ tịch quốc gia, tôi không tin. Ai có thể khai trừ tôi, bản cô nương cũng không tin. Mai Diệc Thu theo phản xạ có điều kiện, lắc đầu phản bác. Không tin, vậy thì sẽ nói cho cô biết một câu, nghe kỹ đây. Đại ca của tôi tên là Diệp Phàm, cô trở về điều tra thêm ở trụ sở lưu trữ hồ sơ sĩ quan đi. Tuy nhiên phải chú ý giữ bí mật, hắn là anh em kết nghĩa với đoàn trưởng Thiết, lúc chưa ăn cơm cha tôi ngồi cùng bàn với hắn bị đoàn trưởng Thiết bắt gọi một tiếng Anh. Hừ, cô thử nghĩ xem, chúng ta muốn đấu với hắn thì cấp bậc quá thấp rồi, là tầng phế vật, tôi đi đây, tự mình nghĩ đi. Hừ, đến lúc bị đá ra ngoài đường thì đừng khóc không ra tiếng, ai? Tề Thiên đi tới cửa, trong lòng dâng trào sung sướng chỉ muốn hát bài, hoa dại ven đường không nên hái, ngu sao mà không hái. Gã chưa từng hãnh diện như vậy, uất khí trước giờ tan biến sạch, thầm nghĩ, chị em nhà họ Mai này, ai bảo cô mắt chó không nhìn người dưới, đi chọc phải sát tinh đại ca ta. Cô còn chưa biết, hắn chỉ mới tốt nghiệp nửa năm đã cho hai phó phòng, một cục trưởng vào nhà tù sao. Bây giờ cả đám còn đang hối hận hát bài nước mắt sau song sắt kia kìa. Ha ha ha, thống khoái à thống khoái, cuối cùng tìm được người chị cô rồi. Rồi chị ngươi người, tiểu bì nương, chị không được cô sao, đây là khắc tinh đấy, biết không? Ai, anh mày chỉ cần có được một nửa uy phong của đại ca thì trâu bò rồi, xem ra thật giống mùi vị cáo mượn oai hùng, ghê tởm, ghê tởm. Tề Thiên cũng cảm thấy tiếc nuối, vì sao kẻ trâu bò kia không phải là mình. Nhìn bóng lưng đắc ý của Tề Thiên, Mai Diệc Thu rốt cục nhịn không nổi. Nước mắt theo gò mà chảy tràn xuống, lẩm bẩm. Chẳng lẽ Tề Thiên nói đúng, mình phải hỏi ngay mới được. Chị, mặt của em. Mai Thiên Kiệt vác cái mặt sưng vù đi tới, vừa thốt ra mấy chữ thì đã bị Mai Diệc Thu mắng xối xả. Mặt, mày còn muốn mặt ra sao, muốn tan luôn à, cút ngay đến bệnh viện băng bó cho tao, phóng tuyết, đưa nó đi. Sau khi nói xong lạnh lùng trừng mắt nhìn lẻ gây họa Hứa Thông kia một cái khiến gã công tử ca này dựng tóc gáy, theo phản xạ có điều kiện ôm lấy chỗ kín, thầm nghĩ, cô nãi nãi của ta, ngàn vạn lần đừng động thủ, cái đồ chơi này nếu cắt đi thì không thể hoàn lại, có sao thì thảm rồi. Sau đó vội vàng cười nói, chị Mai, để em đưa Thiên Kiệt đi bệnh viện. Nói xong dẫn người đi như chạy, trong lòng tức giận mắng, họ Diệp kia, ông mày không đem mày rút ra thì không phải họ Hứa nữa. Mày chờ đi, đời còn dài mà. Dì Dương, dì khỏe không, phiền dì điều tra cho cháu xem có phải ở căn cứ Liệp Báo có một sĩ quan tên là Diệp Phàm có phải không, hình như tuổi còn trẻ đấy. Mai Diệc Thu trực tiếp gọi điện thoại cho chủ nhiệm Dương Luyện Liên của sở lưu trữ lý lịch, cô vốn có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm Dương, sau khi gọi xong thì thấp thỏm ngồi chờ, thầm nghĩ, họ Diệp này chưa đến 20 tuổi, cho dù là sĩ quan bí mật của Liệp Báo thì cùng lắm cũng chỉ là một thiếu tá. Cũng đâu hơn gì mình. Điểm này thì không sợ, đáng sợ là nghe Tề Thiên nói hắn là anh em kết nghĩa của đoàn trưởng Thiết, thuộc loại sinh tử có nhau. Nếu để hắn đem chuyện này nói trước mặt đoàn trưởng Thiết thì mình phiền phức rồi. Vừa nghĩ tới gương mặt coi thường anh hùng trong thiên hạ của đoàn trưởng Thiết, Mai Diệc Thu bất giác chút dùng mình, không sợ là giả. Lần trước người cháu Quách Chân Kỳ của Phó Tư lệnh Hải quân Quách Đại Xuyên, vốn là một thiếu tá quản lý công tác tình báo của Liệp Báo. Không biết vì sao mà gã chọc phải đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng, câu nói đầu tiên của y là đã gã ra khỏi Liệp Báo, bắt lên thành phố Hoa Châu của quân khu lĩnh Nam báo cáo. Lúc ấy Quách gia nghe nói cha mình Mai Trường Phong cùng Thiết Chiêm Hùng quan hệ cũng không tệ lắm, liền mới y ra ngoài nói chuyện, tuy nhiên Thiết Chiêm Hùng không hề nể tình, quân lệnh như sơn, làm cho cha mình nổi điên đạp đổ cả bàn trà, nói mình đường đường là một trung tướng phó tư lệnh của đại quân khu lĩnh Nam. Mà không bảo được một đại tá đoàn trưởng thuộc hạ, Liệp Báo rốt cuộc binh chủng nào, còn thuộc quân khu nữa hay không. Tuy nhiên cha mình sau khi nổi điên thì cũng không nhắc lại việc này, lựa chọn một phương pháp chiết chung là đem Quách Chân Kỳ sắp xếp làm một thiếu tá tiểu đoàn trưởng của tập đoàn quân số 2 ở Thủy Châu. Lúc ấy mình ở bên cạnh còn bảo sao không trực tiếp ra lệnh cho đoàn trưởng Thiết rút lui. Cha là phó tư lệnh đại quân khu lĩnh Nam, đoàn trưởng Thiết dù nói thế nào cũng là thủ hạ của cha. Nào ngờ cha mình chửi tục một tiếng rồi mắng. Con biết cái gì, không có chuyện gì thì đừng chọc vào.
Lúc Quách Chân Kỳ đi tới tập đoàn quân số 2 báo cáo, quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ còn cào nhau một hồi, nói là làm như vậy có thể đoàn trưởng Thiết bất mãn hay không, vì y thì đuổi đi còn ông mày lại kéo về. Trụ sở của ông mày ở ngay trước căn cứ Liệp Báo, cả ngày chạm mặt nhau vì cùng chung trụ sở Vĩnh Lam Nguyệt. Cả hai tuy ở cạnh nhau nhưng đãi ngộ cách biệt một trời một vực. Quách Chân Kỳ đến bây giờ cứ thấy Mai Diệp Thu là ứa nước mắt, thở dài nói. Thiếu tá Mai, sau này cô phải ngàn vạn lần chú ý, đừng có làm ra chuyện gì trong Liệp Báo, chỗ dựa sau lưng chúng ta có lớn đến đâu cũng không thể chống đỡ được. Ai, tôi là tự gây nghiệt không thể sống à. Một đại nam nhân giờ lại khóc ròng thiếu chút chọc cho Mai Diệp Thu cười phá lên, thật ra Quách Chân Kỳ cũng bị oan, gã không làm ra sai lầm gì quá lớn, chỉ xui xẻo gặp phải lúc đoàn trưởng Thiết tâm tình không tốt. Quách Chân Kỳ thực sự không nỡ rời Liệp Báo, bây giờ cả ngày ngơ ngác đứng ở cổng trụ sở nhìn vào, giống như nhìn vào mái nhà xưa mà không cách nào quay trở về. Có khi Mai Diệp Thu từ cổng đi ra, thấy bộ dạng thất thểu này của Quách Chân Kỳ thì cũng đau lòng nhưng tự nghĩ mình cũng là tài hèn sức mọn không thể làm gì. Bây giờ thì hay rồi, đột nhiên đắc tội với anh em kết nghĩa sinh tử với Thiết Chiêm Hùng, nếu quả thật để cho y biết được thì chắc là mình cũng rơi vào tình cảnh như Quách Chân Kỳ. Mặc dù cha mình đang ở trong quân ủy nhưng đối với tảng đá hầm cầu vừa thối vừa rắn như Thiết Chiêm Hùng thì chắc gì đã chịu nể mặt. Mai Diệp Thu cũng không nỡ rời Liệp Báo, trong lòng quyết định cho dù phải quỳ lạy khóc lóc trước mặt Thiết Chiêm Hùng cũng phải xin bằng được ở lại. Thật ra thì đám sĩ quan của Liệp Báo đều có ý nghĩ như thế cả, không một người nào tình nguyện rời đi. Có người thậm chí có cơ hội thăng chức sang binh chủng khác vẫn ngần ngừ không muốn rời đi, bởi vì nơi này có quá nhiều thứ đáng để kiêu ngạo. Chương 275, thân phận người này là bí mật cấp SS. Các sĩ quan của Liệp Báo đều có tiếng sống là người của Liệp Báo, chết làm quỷ Liệp Báo. Mai nhà đầu, sĩ quan tên là Diệp Phàm đó là một thiếu tá cố vấn của Liệp Báo chúng ta, do đích thân đoàn trưởng Thiết sắp xếp, chức vị đồng cấp với phó đoàn trưởng Mã, còn là người lãnh đạo trực tiếp của chúng ta, thuộc về mấy người quan trọng nhất của Liệp Báo. Dương Luyện Liên cười nói. Dì thử tra cụ thể hơn xem như tuổi tác và gia thế hắn thế nào. Mai Diệp Thu định điều tra rõ hơn để định đối sách, cô cũng không ngốc, năng lực biết người biết ta trăm trận trăm thắng dĩ nhiên là kiến thức quân sự tối thiểu. Không tra được, dì đăng nhập vào mạng thì được báo là hồ sơ mật, quyền hạn không đủ, chắc là cố vấn Diệp rất có lai lịch. Dương Luyện Liên vừa nói thì suy nghĩ một lát rồi như phát hiện ra điều gì không ổn, thuận miệng hỏi. Nhà đầu này, tại sao muốn tra hắn? Hắn chính là lãnh đạo chúng ta, không phải cháu nổi lòng xuân muốn kết bạn với hắn phải không? Nếu là một lão già hom hem thì thảm rồi, tuy nhiên chắc cháu đã gặp qua hắn, nói cho dì biết đi. Nếu đúng thì khi gặp hắn dì sẽ nói góp thêm cho vài lời, ha ha ha. Dương Luyện Liên rất vui vẻ vì căn bản là hiểu lầm. Dì Dương, dì nói gì vậy, ai thèm làm bạn với hắn, một gã đàn ông xấu xa, có gì mà giỏi, hừ hừ. Mai Diệp Thu cảm thấy hai má nóng bừng lên, sợ bị Dương Luyện Liên đùa lần nữa thì vội vàng cúp điện thoại, mắng thầm, muốn cùng làm bạn với mình à, chờ cho đàn ông trong thiên hạ chết hết đi, hừ. Tuy nhiên nghĩ đến vẻ mặt băng lạnh sát thần của đoàn trưởng Thiết, Mai Diệp Thu lại cảm thấy đắng ngắt, ngồi trên ghế xa một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, uống cạn cả nửa bình nước, lẩm bẩm nói. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Họ Diệp chết tiệt này. Cái đầu đầu heo nhà ngươi đứng có trước mặt đoàn trưởng Thiết đâm chọc nhé, van người đấy, ta sợ. Mai Diệp Thu lúc này trông hết sức đáng thương, mặt mày tái nhợt, tâm tư loạn chuyển, trong lòng cảm thấy đủ cả chua cay mặn ngọt. Một mình ngồi trong phòng uống rượu, không lâu sau thì cạn hết một chai, lảo đảo ra khỏi phòng hát kính tạc. Vừa ra phòng hát, Tề Thiên có việc đi trước khi đi còn nói nhỏ với Diệp Phàm. Đại ca, anh phải đề phòng Mai Diệp Thu và Hứa Thông. Em trai của cô ấy bị đánh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn Hứa Thông cũng rất xấu tính, bạn bè gã cũng vậy, anh cần phải cảnh giác. Ha ha, không có chuyện gì, đại ca của cậu là ai, một đám tôm tép thì sợ cái gì chứ? Diệp Phàm gật đầu cười. Mai Tử, ngồi lên xe anh chở em về. Diệp Phàm quay đầu lại bảo Mai Tử. Không, không được, em ngồi xe bus về được rồi. Mai Tử vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt, xem ra còn chưa hồi phục. Lên đây đi, anh còn một chuyện muốn nói với em. Ánh mắt của Diệp Phàm rất chân thành. Vậy cũng tốt. Mai Tử hơi nhăn nhó trèo lên xe.
Mai tử, sau này em định thế nào, phòng hát kính tạc thì chắc chắn không thể tiếp tục rồi. Diệp Phàm hỏi. Không có chuyện gì, không có chỗ này thì chỗ khác, ai? Không đi không được, chị em trong nhà vẫn chờ em gửi tiền về, nếu không ngay cả phí sinh hoạt hàng cũng không có. Mai tử lộ vẻ bất lực, sắc mặt ngày càng tái hơn. Mai tử, không thể tiếp tục như vậy, chỗ giải trí ở đâu cũng vậy thôi. Nếu đi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Có nhiều chuyện một thiếu nữ như em không thể chống lại, giống như tối nay nếu không gặp anh thì sẽ xảy ra chuyện gì chắc em biết rõ, ai? Diệp Phàm thở dài nói, cuộc đời quả là không công bằng. Cũng hết cách rồi, em cũng đâu muốn đi, nhưng không đi thì sao có cơm ăn? Nếu có người làm nhục em thì em sẽ tự tử. Mai tử ứa nước mắt, ngay cả chữ tự tử cũng nói ra, trên mặt đầy vẻ kiên nghị. Như vậy đi, nếu em tin anh thì đi với anh đến chỗ này. Có thể anh sẽ giúp được. Diệp Phàm nói. Ông chủ Diệp, em tin anh. Mai tử gật đầu. Thật ra thì em cũng là một sinh viên Đại học Hải Giang, vừa nhập học năm nay, chúng ta coi như đồng môn. Không ngờ đấy, em học hệ âm nhạc sao? Diệp Phàm ngạc nhiên, không nghĩ tới lại có thể gặp được một đồng môn, thoáng cái mà mình đã là khóa trước rồi, trong lòng ít nhiều cảm thán. Ừ, vũ đạo em cũng học, nhạc khí cũng thích, còn sở trường là hát. Mai tử thoáng tự hào, tuy nhiên vẻ buồn bã phảng phất trên mặt thật khiến người ta đau lòng. Không lâu sau, xe chạy đến Sở Thiên Các Diệp phủ, Mai tử ngạc nhiên, hỏi. Ông chủ Diệp, đây là nhà anh sao? Ừ, anh cũng không thường xuyên ở đây. Diệp Phàm gật đầu. Đẹp thật, so với một số biệt thự lớn thì thanh nhã hơn, lộ rõ phong vị xưa, đi bộ trong rừng ở đây thì thật là thoải mái, ở chỗ này luyện thanh đúng là lý tưởng. Mai tử sau khi xuống xe thì hết vuốt ve mấy bông hoa rồi lại hái mấy lá cây đưa lên miệng nhấm thử, giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Sau khi vào đại sảnh, dì Trương liền bưng trà lên, Trương thật ra là do Sở Thiên Các thu xếp nhưng thật ra là một bà con xa của quản gia Trương, ở trong một những cửa hàng phía dưới. Bình thường dì kiêm luôn việc quét dọn nhà cửa, mỗi khi Diệp Phàm trở về luôn có đồ đạc phục vụ sẵn, gần giống như gia nhân đời xưa. Nghe nói Trương kể từ khi chồng mất liền ở vậy không tái giá, bảo một cô bé đến ở cùng, hiện giờ cô bé đang học năm đầu trung học. Nhà của dì nằm ở căn cuối cùng trong dãy cửa hàng, gần sát với Sở Thiên Các. Chỉ cần đi qua mười mấy bậc đá là có thể vào nên cũng tiện quét dọn cho Sở Thiên Các Diệp phủ. Diệp Phàm cũng rất thỏa mãn với sự sắp xếp này, cửa hàng dưới chân núi và trên biệt thự đều có người trông coi, chắc là Nam Cung gia lúc đầu xây dựng cũng đã tính toán kỹ. Ông chủ Diệp, nhà của anh thật lịch thiệp trang nhã, hòa hợp với thiên nhiên. Mai tử khen. Ừ, yêu thích nơi này không? Diệp Phàm đặt mông ngồi lên chiếc ghế lót da hổ, cười nói. Yêu thích, tuy nhiên chắc là em không có phúc phận ở đây, tuy nhiên nhà của người nghèo chúng em cũng không tồi, tuy không thể so sánh với nhà giàu nhưng có cách sinh hoạt riêng của mình. Nhà chúng em ở thôn trang cũng rất xinh đẹp. Mai tử rất tự chủ. Tuy nói yêu thích nhưng không hề mù quáng có mới nới cũ. Đối với thái độ làm người của Mai tử, Diệp Phàm cũng thầm gật đầu, những cô gái như nàng hiện giờ không nhiều lắm. Dựa vào giọng hát và thân hình của Mai tử, nếu muốn kiếm tiền từ đàn ông chắc không phải là chuyện khó khăn gì. Mới vừa rồi nghe em nói có học đàn tranh, có thể biểu diễn một lần không, anh rất yêu thích cổ nhạc, thanh âm của nó nghe rất kỳ ảo. Diệp Phàm cười nói, có thể, em đàn rất hay đấy. Ngay cả mấy giáo viên dạy cũng khen em như vậy. Mai tử về chuyện này rất tự tin. Được rồi, đem đàn ra cho cô Mai tử đàn một khúc. Diệp Phàm cũng cao hứng quay sang nói với Trương Cư Sơn, tiếp đó nói thêm. Trương, dì đi lấy mấy cái chén tới đây, tôi muốn uống rượu, mở một bình Mao đài đi, hình như trong tủ có đấy. Mao tử đàn một khúc cao sơn lưu thủy nghe thật mênh mang, như đóa u lan trong thâm cốc làm người say mê. Tiếng đàn dịu dàng trong biệt viện như thấm vào da thịt, Diệp Phàm và Trương Cư Sơn như mê mẩn, dĩ nhiên ở đây là do tiếng đàn chứ không phải do rượu Mao đài. Trong quyển Tây Lâu Ký Bệnh Ngộ có nói, thanh âm như bức họa, mỗi tiếng một nét, uyển chuyển vô cùng, núi cao sông sâu cùng hòa hợp. Tiếng đàn của cô Mai đúng là có loại phong tình này. Không tệ, không tệ. Diệp Phàm thuận miệng khen. Tiếng đàn của cô Mai làm tôi nhớ lại hồi còn bé. Lúc thường xuyên vào núi kiếm củi, phảng phất đời người như mộng. Trương Cư Sơn gật đầu.
Tôi thì không biết nói cái gì, công tử, chỉ cảm thấy rất dễ nghe. Trong mắt Trương Hình như đã ứa nước mắt, chắc nghĩ đến chuyện gì thương tâm. Chị Mai, chị đàn hay quá, có thể dạy em đàn không? Cô bé ngồi bên Trương Chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Khiến mọi người chê cười rồi, thật ra thì ở hệ âm nhạc mọi người đều đàn như vậy cả, có là gì đâu. Mai Tử khiêm nhường nói. Như vậy đi, Mai Tử, sau này em rảnh tới giúp Trương chăm sóc nhà cửa và vườn tược nhé. Em đàn rất tốt, hát cũng được, vừa rồi nghe em nói còn học khiêu vũ, chắc là cũng rất khá. Sau này có thời gian, anh sẽ xem xét kỹ thuật nhảy của em, thù lao 1 tháng 1.000 nhé, được không? Diệp Phàm cười nói. 1.000 đồng. Mai Tử kêu lên thất thanh, chắc cho là giả. Làm sao, có phải ít quá hay không, hay là em không muốn, tùy em quyết định nhé. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Mai Tử. Không, không phải đâu Diệp tiên sinh, là nhiều lắm, nhân viên chính quyền ở quê em, tiền lương mỗi tháng chỉ có 300 thôi, cho nên. Mai Tử vội vàng giải thích. Vậy là em đồng ý, cứ quyết định như vậy đi. Cư Sơn, ông trả trước 4 tháng tiền lương cho Mai Tử. Diệp Phàm cười nói, thật ra hắn muốn giúp đỡ cô gái thanh thuần này, không muốn cô bị hủy hoại trong những chỗ nhơ nhấp kia. Tuy nói trên thế giới này, người nghèo có rất nhiều, mình cũng không thể đồng cảm hết nhưng giúp được ai thì giúp vậy. Cảm ơn Diệp tiên sinh, em. Mai Tử đã nhanh chóng rưng rưng, cũng không biết nói gì cho phải. Ha ha, không có chuyện gì. Chỗ ở của anh cũng cần thêm người, dì Trương cũng bận quá rồi. Diệp Phàm giải thích. Buổi tối em cứ ở đây luôn đi, dì Trương sắp xếp cho cô ấy một căn phòng, ngày mai là chủ nhật rồi, em cũng được nghỉ mà. Mai Tử hơi chần chừ, thời giờ người có tiền thường chơi chiêu này, chỉ cần ở một thời gian sẽ biến thành vợ bé của hắn. Mai Tử, cô ở cùng Điềm Nhi nhé. Dì Trương vừa nhìn thì biết ngay tâm sự của Mai Tử. Ừ, nếu ở cùng Nguyệt Điềm Nhi thì cũng không có chuyện gì, Mai Tử cũng cảm thấy bớt nghi ngại nên gật đầu. Vào buổi tối, Mai Diệp Thu còn đang trong phòng buồn rầu, nghĩ cách giải quyết để sao cho khỏi bị đẩy ngã, cũng cảm thấy quá mất mặt nếu trực tiếp gọi điện cho Diệp Phàm. Cuối cùng cô không chịu nổi, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi. Thiếu tá Tề, tôi là Mai Diệp Thu, cố vấn Diệp có trở về trụ sở không vậy? Mai Diệp Thu hỏi. Tôi làm sao mà biết, một cấp dưới nho nhỏ như tôi nào dám đi hỏi chuyện cấp trên, không phải đi tìm họa sao? Tề Thiên đang an nhàn xem TV, vừa nghe Mai Diệp Thu gọi điện tới thì hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu bì nương phục thiện rồi, dường như không giống với tính cách của cô ta. Mẹ kiếp, rơi vào tay anh cũng phải cho nếm chút lợi hại chứ, nếu không, hừ. Tiểu tử này lập tức nghĩ cách sửa chị Mai Diệp Thu một phen, lập tức nói ra câu từ chối. Ừ, cái này, này. Mai Diệp Thu lắp bắp mấy phút cũng không nói được điều gì, Tề Thiên trong lòng tự đắc a. Gã cố ý hừ nói. Làm sao vậy thiếu tá Mai, cô muốn nói cái gì, tôi không hiểu. Hừ, tiểu tử này chơi trò đây. Mai Diệp Thu dĩ nhiên cũng nghe ra chút ý vị trong giọng Tề Thiên, dứt khoát bỏ mặt mũi xuống nói. Tôi muốn hỏi cố vấn Diệp đang ở đâu. Tôi biết nhưng cũng không dám nói lung tung, cô chắc cũng đã điều tra cố vấn Diệp rồi, chắc là không biết vì quyền hạn chưa đủ. Tôi và cô thuộc về trung tầng của Liệp báo. Càng phải biết tầm quan trọng của việc giữ bí mật, cho dù là Cố Thiên Kỳ ở ngay bên chúng ta chỉ cũng đến mức ấy. Cố vấn Diệp là sĩ quan cao cấp thần bí nhất của Liệp báo chúng ta. Tôi đâu dám tùy tiện nói ra chỉ có nước ra tòa án binh. Tôi còn muốn ở lại Liệp báo nên không dám, trừ khi được hắn đồng ý. Tề Thiên thuận miệng trả lời, trong đầu chỉ muốn hát vang bài Nông Nô Chuyển Mình, xả bớt nỗi tức giận, mắng thầm, con trùng mẹ. Giờ cũng biết chọc phải người không nên chọc rồi à. Ha ha ha, cao hứng, con mẹ nó, thoải mái quá. Ông mày trước kia bị mày khi dễ như chó, hiện giờ là lúc trả lại rồi, không gây khó khăn còn đợi khi nào. Nói nhiều, rốt cuộc anh có nói hay không? Tính cách cao ngạo của Mai Diệp Thu bắt đầu phát tác, trong lòng cũng hiểu tiểu tử Tề Thiên cố ý gây khó khăn cho mình, rủa thầm, Tề Thiên, ngươi cứ chờ đó cho bản cô nương, chờ đi. Không đánh cho anh sưng như đầu heo thì tôi không còn mang họ Mai. Xong đời, giọng của tiểu bì nương nghe chừng đã cứng rắn rồi, nếu quả thật làm cô ta phát bực thì ngày sau chắc cũng không hay. Biết đâu cô ta lại chẳng tìm mình thi đấu quốc thuật.
một thiếu tá tiểu đoàn trưởng như mình cũng không thể nấp trong phòng cả ngày, chuyện này thủ hạ của mình biết được thì làm sao mà sống, mặt mũi không ra sao, tài nghệ không bằng người thật là khó khăn. Tề Thiên vừa nghe giọng của Mai Diệp Thu có chiều hướng gắt gỏng thì biết cô ta đã lên cơn điên nên cũng hơi chột dạ. Chuyện các sĩ quan giao đấu quốc thuật là chuyện thường xuyên ở Liệp Báo, có giao đấu mới tiến bộ, không giao đấu thì làm sao có tiến bộ, cảnh giới thường chỉ đột phá trong khói lửa. Huống chi Mai Diệp Thu nếu nói lên chuyện này còn là thiên kinh địa nghĩa, cho dù đoàn trưởng Thiết biết rõ cũng chỉ có cách dương mắt đứng nhìn mà cười. Vừa nghĩ tới hung danh của tiểu bì nương họ Mai này, bắp đùi Tề Thiên như nhũn ra, ý nghĩ gây khó khăn cho cô ta vừa rồi bay sạch. Thiếu tá Mai, chỗ ở của lãnh đạo tôi không thể nói cho cô biết. Tề Thiên suy nghĩ rất nhanh. Tuy nhiên tôi biết cố vấn Diệp đang còn tâm tư làm việc bên ngoài, tạm thời chưa nghĩ ở lại Liệp Báo. Nói nhanh lên nào. Mai Diệp Thu nghe ra chút ý vị nên rục rã. Cô ta thầm nghĩ chắc tiểu tử này cũng không tốt lành gì, chắc là biết chuyện gì rồi. Chỉ cần biết vấn đề về thiếu tá Diệp vậy thì dễ làm rồi, chỉ sợ không có lòng mà thôi. Mỗi người đều có một chỗ yếu, nếu bắt được chỗ yếu này thì có thể chế ngự, hừ, chỉ bằng dung mạo của mình nếu cần xử ra mỹ nhân kế cũng được. Thân phận hiện giờ của cố vấn Diệp là một phó bí thư thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương tỉnh Nam Phúc, đang tiến hành đại quy hoạch Lâm Tuyền. Kế hoạch này là dùng tài chính 3,4 ngàn vạn để sửa đường hoàn chỉnh vùng này, thị trấn đó cũng quá nghèo. Cuộc sống nông dân hết sức cực khổ, đường xá xuống cấp trầm trọng, tuy nhiên tài chính đầu tư cần rất lớn, chắc là phải mấy trăm vạn. Ai, cố vấn Diệp là một vị quan tốt, muốn làm chút công đức cho dân chúng, khổ nỗi không có tiền nên chuyện gì cũng khó thành. Những chuyện này là tôi lén nói với cô, ngàn vạn lần đừng nói cho anh ấy biết, nếu không thì tôi thảm rồi. Tiểu tử này cũng quá âm độc, gã bỗng nhiên nghĩ tới Mai gia ở Yến Kinh xác định là rất nhiều tiền. Cho dù là Mai gia không xuất tiền thì cha của Mai Diệp Thu chính là phó tư lệnh của quân khu lĩnh Nam, một khi ra tay tuyệt đối có thể ép được cô quân kỳ đem chuyện làm thao trường vào thôn đập Thiên Thủy. Tập đoàn quân số 2 của cố quân kỳ cũng trực thuộc quyền quản lý của quân khu lĩnh Nam. Vì thế có thể từ trong miệng hổ lấy ra một bát canh cũng đủ cho bản đại quy hoạch Lâm Tuyền của Diệp Phàm hưởng thụ rồi. Tiểu tử này sau khi nói xong thì tự đắc lẩm bẩm, lão đại, em đã nỗ lực hết mức rồi. Thậm chí biến thành đại sư hóa duyên cho anh rồi đấy, tuy nhiên chuyện này cũng thích làm, nếu thành thì viên lôi âm cửu long hoàn nhất định tới tay rồi, sau đó đột phá cảnh giới thì còn sợ gì nha đầu họ Mai này nữa. Chương 276, quan trên một cấp đè chết người. Biết đâu còn đem cô ta đánh cho thành đầu heo, đây chính là lý tưởng hiện giờ của mình, một lý tưởng vĩ đại, ha ha, ai. Tuy nhiên một người đẹp như vậy mà đánh cho thành đầu heo thì cũng quá thảm. Tề Thiên này chỉ đánh người đẹp bằng hoa hồng thôi, hắc hắc. Ai, chắc trong một thời gian ngắn nữa muốn vượt qua tiểu bì nương này là không thể, ai. Ông mày còn phải nhẫn nữa, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao mà. Tiểu tử này nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi lại cảm thấy mất mát. Cảm ơn, tôi biết rồi. Mai Diệp Thu cúp điện thoại, lần đầu tiên nói một câu cảm ơn làm Tề Thiên sững người, thầm nghĩ, trời ạ. Muốn từ miệng cô lấy được một câu cảm ơn khó còn hơn lên trời. Hình như rất lâu rồi lần đó Cố Thiên Kỳ giúp cô ta một chuyện gì đó mới được một câu cảm ơn, mình coi như cũng được hưởng thụ cấp đó rồi. Hừ, tiểu tử này thật đúng là âm hiểm, muốn từ mình kiếm tiền sửa đường à, ngay cả chiêu này cũng xuất ra. Mai Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ thì thấy trước mắt cũng chỉ có thể đi theo con đường này. Thậm chí cô ta còn nghi ngờ có phải gã và Cố Vấn Diệp thông đồng với nhau không. Trong lòng hận đến nghiến răng. Đối với vị thủ trưởng cố vấn Diệp cả người toàn gai này, Mai Diệp Thu lần đầu tiên lĩnh hội đời người có thật nhiều chuyện cũng không phải có thể tự quyết. Mai gia quyền to thế lớn, cũng không thể đạt tới trình độ thông thiên, quan huyện không bằng hiện quản, quan chỉ lớn hơn một cấp là có thể đè chết người. Diệp Phàm tuy nói chỉ là một thiếu tá, cùng cấp với mình, nhưng chức vụ người ta quá cao, trước mắt mình cũng chỉ có thể ngước nhìn ngưỡng mộ mà thôi. Chỉ một chức vụ đó vẫn chưa thể làm Mai Diệp Thu kinh ngạc, bởi vì tướng quân thì Mai gia có đến năm, cha cô cũng là một thượng tướng lâu năm rồi, còn ở trong quân ủy, quân thế hiển hách. Điều làm Mai Diệp Thu kinh ngạc, hơn nữa suýt làm cho cô chấn động là cấp bí mật hồ sơ của Diệp Phàm. Mai Diệp Thu coi như tầng lớp bậc trung của Liệp Báo, với gia thế trong quân đội của Mai gia nên cũng biết về quy tắc bảo mật.
hồ sơ được giữ bí mật cấp quốc gia thì tối thiểu phải cấp đại tá hay thiếu tướng mới có quyền thẩm tra. Ví dụ như Cục An ninh, cho dù là Cục trưởng Cục An ninh tỉnh muốn thẩm tra một người có quyền trong quân đội cũng rất khó khăn, muốn làm được trước hết phải thông qua quân đội vì quân đội là một hệ thống độc lập, có quy định bảo mật riêng của mình. Còn cấp SS như Diệp Phàm thì tối thiểu phải là cấp trung tướng mới có quyền thẩm tra, loại cấp bậc như vậy chính là khái niệm gì, nghe nói cấp này ngang với cấp bảo mật đầu đạn hạt nhân. Tài liệu về một thiếu tá như Diệp Phàm lại ngang cấp với một đầu đạn hạt nhân, như vậy có thể xem như cùng phân lượng, nói cách khác giá trị của hắn cũng tương đương một đầu đạn hạt nhân. Mai Diệp Thu còn biết được, ngay cả cấp bảo mật của cha mình là một thượng tướng trong quân ủy xem ra còn chưa bằng Diệp Phàm, điều này đúng là quá dọa người, vì thế Mai Diệp Thu vốn xuất thân từ thế gia quân nhân hạt giống đỏ hiểu rõ hơn ai hết. Dĩ nhiên điều này cũng chỉ là một quy định cứng nhắc của quốc gia mà thôi, trong đó vẫn còn nhiều yếu tố chưa thể xác định được. Tuy nhiên nói gì thì nói, Diệp Phàm chính là một nhân vật đáng sợ, Mai Diệp Thu từ cấp độ bảo mật hồ sơ cũng mơ hồ biết được một số manh mối. Có lẽ Diệp Phàm chính là người kế nghiệp tương lai của Liệp Báo, chỉ có thế mới giải thích được vì sao một thiếu tá mà lại được đoàn trưởng Thiết coi trọng như vậy. Chắc là tài liệu của hắn trong trụ sở Vịnh Lam Nguyệt cũng chỉ có đoàn trưởng Thiết và tư lệnh Triệu Quát biết được, ngay cả quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ cũng không cách nào sờ tới. Bản thân mình lại cầm súng chĩa vào đầu người chấp trưởng tương lai của Liệp Báo, nghĩ đến đây Thiên Kim tiểu thư Mai Diệp Thu cũng toát mồ hôi lạnh, trên mặt mồ hôi vã ra như mưa. Bởi vì Mai Diệp Thu cực kỳ yêu mến Liệp Báo, thậm chí có thể nói là say mê. Nếu không phải có sở thích này thì dựa vào gia thế là con gái của thượng tướng Mai Thiệu Dương trong quân ủy, cô có thể đi vào trong bất cứ binh chủng nào để làm nữ thái tử mà không được. Còn về binh đoàn Liệp Báo, ngay cả Mai Thiệu Dương cũng thường xuyên lắc đầu, tựa hồ nói là không làm gì được. Mai Diệp Thu có khi còn gặng hỏi thì còn bị cha mình quát cho một trận, nói là ngàn vạn lần đừng hỏi, đây không phải là thứ mà cấp bậc của con có thể hỏi. Tối hôm thứ hai ở Thủy Châu, Diệp Phàm ở Sở Thiên Các Diệp Phủ đánh một giấc ngon lành. Người buồn phiền dĩ nhiên chỉ có Mai Diệp Thu, ngoài ra còn có Tề Thiên chưa nắm được viên lôi âm cửu long hoàn vào tay. Rạng sáng sớm ngày hôm sau, Tề Thiên chạy tới liễu Sở Thiên Các Diệp Phủ. Đại ca, hắc 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 hắc. Tiểu tử này kêu một tiếng sau đó cười sằng sặc. Sao vậy, coi cái mặt phởn phơ kia chắc là tối qua lại sung sướng ở đâu hả? Diệp Phàm trêu chọc. Chưa, không dám, em còn là thân đồng tử. Tề Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa cười lăn từ chiếc ghế ra hổ xuống. Cậu mà còn là thân đồng tử thì chắc heo mẹ cũng có thể leo cây, ha ha ha. Diệp Phàm cười sằng sặc. Thật mà đại ca, em nghe nói nếu luyện công thì thân đồng tử sẽ tốt hơn. Chẳng phải mấy đại sư luyện kim trung cháo của Thiếu Lâm là suốt đời đồng tử đó sao, người ta dựa vào đó để luyện cho toàn thân không còn điểm yếu. Tề Thiên gãi đầu. Nếu Tề Thiên của chúng ta muốn làm hòa thượng thì đám đại ca đây chắc là thành chính quả hết, nhưng biết đâu sau này lại có một vị đạt ma là thiền sư Tề Thiên ấy nhỉ. Diệp Phàm chế giễu, vỗ vai Tề Thiên nói. Luyện cái đầu cậu. Những thứ này chỉ là lời đồn vớ vẩn cậu không biết sao, cái gì mà thân đồng tử luyện công là tốt nhất, tất cả đều là rắm chó không kêu. Trong kinh dịch có nói, dịch hữu đại cực, thị sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, quái định cát hung sinh đại nghiệp, có biết là ý gì không? Diệp Phàm cười nhạt, rất có phong phạm tông sư nhìn con cừu non Tề Thiên. Tựa hồ là nói về đạo âm dương. Tề Thiên cũng không ngốc. Không sai, vũ trụ mênh mông khôn cùng, nhưng không thoát ra khỏi đạo âm dương, mỗi một sự việc đều có tính hai mặt, vừa thúc đẩy vừa mâu thuẫn lẫn nhau. Đạo của đất trời chính là lấy âm dương để tạo thành vạn vật. Thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, mưa gió, bốn mùa, cho đến hùng thư, võng nhu, tĩnh động, hiển liếm, vạn sự vạn vật đều có cặp âm dương. Đời người vốn là lấy khí âm dương để nuôi dưỡng, kinh lạc, xương thịt, lưng bụng, ngũ tạng. Lục phủ, đều có nguyên lý này. Lão tổ tông của chúng ta từ mấy ngàn năm trước đã phát hiện ra đạo lý này, hơn nữa đầu cậu đầy những lý luận hiện đại cũng không hiểu sao, vậy đầu để làm cái gì? Chỉ có hòa hợp âm dương mới có thể làm cho cơ thể đạt tới trạng thái tốt nhất, người luyện võ cũng vậy thôi. Cô âm không sinh, độc dương bất trường, âm dương hòa hợp chính là chuyển hóa lẫn nhau. Vì thế liệu mà tìm một bạn gái thích hợp để trao đổi đi, đối với cậu sẽ có lợi ích.
âm dương dung hợp mới có thể khiến nội kình tinh khiết và tăng trưởng. Diệp Phàm giảng đạo khiến Tề Thiên há mồm, phảng phất như nằm mơ thấy đến núi võ đang nghe đạo trưởng Trương Vô Trần giảng đạo vậy. Đại ca, không ngờ anh hiểu biết nhiều như vậy, bội phục. Tiểu tử này sau khi nịnh nọt bỗng nhiên cười gượng. Tuy nhiên em đúng là thân đồng tử, lúc trước em đã thề trước khi đột phá lên cảnh giới tam đoạn thuần hóa sẽ không phá thân. Đây cũng là một trong những lý do mà em lẩn tránh tiểu thư Triệu Tứ, vì thế đại ca cũng không thể thấy em cả đời trong sạch phải không? Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Hừ, sao lúc đó cậu không thề là sau khi đột phá lên tôn giả tiên thiên đi, cho thành cả đời trong sạch đi. Biết đâu đến lúc trăm tuổi có thể thấy cánh cửa tiên thiên vậy thì chết cũng không nuối tiếc phải không? Tiểu tử thúi, còn vờ vịt với anh hả, hừ. Diệp Phàm tức giận mắng. Hắc hắc, mục tiêu đó thì không thực tế, mục tiêu của em chỉ là tam đoạn thuần hóa mà thôi, ngay cả tứ đoạn cũng không dám mơ. Nếu không thì đúng là cả đời trong sạch rồi, đại ca, anh chẳng phải nói là viên lôi âm cửu long hoàn vị tiền bối kia đã có một viên. Cho nên, thằng em. Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu mục tiêu của tiểu tử là ở đây, lừ mắt nói. Chuyện của Hắc Miêu đã giải quyết xong chưa? Ý tứ của Diệp Phàm là chuyện quyên tiền của Hắc Miêu đã làm xong chưa? Gã kia nói là đánh cuộc với phi thử âm Gia Sơn trong vòng 2 năm sẽ tập luyện đá vỡ hai phiến đá xanh, nếu thua thì ở trước mặt mọi người gọi một tiếng thử ca. Dĩ nhiên còn phải trồng ra chi phiếu 200 vạn, lúc đầu gã còn ra điều kiện là chỉ khi đột phát công lực xong mới chi tiền. Tuy nhiên sau khi bị em biết chuyện đánh cuộc thì mắng cho gã một trận, nên gã bảo chỉ cần đột phá sẽ chi ra 200 vạn. Chuyện này thật ra là tranh giành trong mấy tên tự xưng là tứ ưng gì đó, cũng là tái diễn chuyện xưa thất hiệp ngũ nghĩa rồi, ha ha ha. Tề Thiên đem chuyện nói hết một lần. Ừ, có chút ý tứ, một người tên là Hắc Miêu, một người tên là Phi Thử, cuộc chiến mèo chuột này cũng thú vụ đấy chứ. Diệp Phàm gật đầu, thầm nghĩ. Hôm trước Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ cũng đỡ được mấy quyền của em trai Mai Diệp Thu là Mai Thiên Kiệt, chắc là cũng đạt được nhất đoạn thuần hóa, đang ở giai đoạn nhập môn, tuy nhiên chắc là công pháp quá thấp hoặc là căn cốt phế vật. Tuy nhiên nội kình tích lũy mười mấy năm chắc cũng rất thâm hậu. Sau khi dùng lôi âm cửu long hoàn của mình để công phá thì đạt tới nhị đoạn tiệt lưu chắc không khó. Đạt tới cảnh giới này thì chuyện đá vỡ hai phiến đá xanh là chuyện ván đã đóng thuyền. Cũng đáng giá, bỏ ra nửa viên thuốc để thông kinh mạch cho gã. Ừ, còn phi thử âm Gia Sơn của địa tranh môn đạt tới trình độ gì? Diệp Phàm hỏi, dĩ nhiên là suy nghĩ đến nếu âm Gia Sơn có cảnh giới quá cao như tam đoạn thì Thượng Thiên Đồ hoàn toàn không có cửa. Nhị đoạn tiệt lưu, tuy nhiên Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ cũng là nhất đoạn đỉnh cấp, chênh lệch không quá nhiều. Tề Thiên cũng không chắc chắn, nghĩ rằng để Hắc Miêu thắng phi thử là rất khó khăn. Trừ khi đại ca Diệp Phàm có bản lĩnh nghịch thiên. Ha ha, có thể. Em cứ bảo gã qua một thời gian ngắn nữa nếu rảnh đến Lâm Tuyền tìm anh nghĩ cách. Diệp Phàm cười nhẹ, bộ dạng khiến Tề Thiên bỗng sinh nghi. Gã tựa hồ nghĩ tới điều gì nên bỗng nhiên kêu lên thảm thiết. Đại ca, không phải là anh định lấy viên thuốc của thằng em đưa trước cho gã đấy chứ, chuyện này không được. Nếu đại ca muốn tiền sửa đường, em sẽ kiếm đưa cho đại ca. Tiểu tử ngươi nghĩ ngu ngốc đi đâu vậy? Bảo Thượng Thiên Đồ qua một thời gian nữa mới đến chẳng phải là gã sẽ dùng sao sao? Ai, coi như vậy đi, cậu quấy quá, xem ra bị nha đầu họ Mai kia ức hiếp, nên anh tính trong hai ngày này sẽ làm cho cậu đột phá. Diệp Phàm gõ mạnh vào đầu Tề Thiên nhưng tiểu tử này không hề cảm thấy đau đớn mà vẻ mặt mừng rỡ như điên, há miệng quát to một tiếng rồi xông ra ngoài. Đứng ở trước cửa Diệp Phủ gào lên. Em yêu anh đại ca. Em muốn lực lượng, lực lượng. Em muốn đột phá tam đoạn rồi sẽ phá thân đồng tử, phá luôn một cửa hàng gái đẹp luôn. Ha ha ha. Đang khi phát tiết thì mới phát hiện ra trong đám hoa cỏ có một cô gái xinh đẹp mặc áo ngủ thùng thình đang cắt xén, nhất thời dừng lại. Gã nhìn kỹ mới thấy hóa ra đó là cô gái bảo là sinh viên đại học tối qua hầu Diệp Phàm hát, thầm nghĩ, khó trách đại ca tinh lực đầy đủ như vậy, nói với mình đạo lý âm dương để cổ động mình phá thân đồng tử. Hóa ra là lợi hại như thế, dù sao cũng là lão đại, tuy nhiên cũng quá trâu bò rồi, chỉ qua một buổi tối đã phá được, anh đây vĩnh viễn không theo được, ai? Người so với người sao mà chênh lệch thế? Đang lúc suy nghĩ miên man thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mai Tử liền ngượng ngùng. Ha ha, cô Mai Tử, vừa rồi làm kinh động đến cô rồi.
không có chuyện gì, anh là bạn bè tốt của Diệp tiên sinh, chuyện hôm qua còn làm phiền anh, người phải cảm ơn là em. Mai Tử rất có lễ phép, làm Tề Thiên chạy vội vào đại sảnh. Gã thầm nghĩ lần này thì hay rồi, trước mặt Mai Tử còn hô phá thân, còn muốn cả một cửa hàng, mất mặt a. Vào đến nơi, gã liếc Diệp Phàm cười nhẹ. Đại ca, em gái ngoài kia mùi vị không tệ chứ? Không tệ, cậu cũng dám nghĩ đến hả? Là anh thuê để chăm hoa đó, buổi tối ngủ cùng với cháu gái dì Trương, cậu còn muốn mùi vị gì, mùi cái rắm. Anh đây không hề dính vào, hừ. Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng, hỏi tiếp. Buổi tối hôm qua Mai Diệp Thu có gây khó dễ không? Ha ha, đúng là rất kiêu ngạo, chính tông con trùng mẹ, cùng một dạng với tiểu thư Triệu Tứ. Diệp Phàm lập tức phản đòn khiến Tề Thiên nhăn nhó. Không có chuyện gì, em đâu có dính dáng với họ Triệu kia chứ, tuy nhiên nói tới nhà đầu Mai ra đó thì có tin vui nói cho đại ca. Tề Thiên nói tới đây đột nhiên ngừng lại, tiểu tử này cũng học được cách ra vẻ thần bí. Nói đi, đừng có ra vẻ nữa, chắc là tối qua cậu lại lấy đoàn trưởng Thiết ra làm tấm da hổ để đi tống tiền con công kiêu ngạo kia chứ gì. Tiểu tử ngươi nên cảnh giác, người ta trong quân ủy cũng có người đấy. Đến lúc đó thì đoàn trưởng Thiết cũng bảo vệ không nổi đâu, ha ha. Diệp Phàm nhắc nhở. Không phải, em nào dám chọc con trùng cái kia, là tối qua cô ta gọi cho em để cầu xin đấy chứ. Hắc 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 hắc. Tề Thiên ra vẻ tự đắc, chắc là trước kia bị ức hiếp nhiều quá nên khó mà có cơ hội để trả đũa. Làm gì có chuyện đó. Diệp Phàm nghi ngờ, lắc đầu, thầm nghĩ ra thế người ta đâu có thua cậu, cầu cậu làm cái gì. Đại ca. Sao anh coi thường tiểu đệ vậy? Tối qua thật sự là cô ấy gọi đến để cầu xin em, chẳng qua là vì chuyện của anh thôi. Tề Thiên cũng hơi ủ rũ, người ta cầu gã là vì nhìn đến mặt mũi đại ca. À, nói nghe xem, cầu xin anh có việc gì, anh có thể giúp gì chứ? Diệp Phàm cũng cảm thấy khó hiểu, bản thân mình làm sao có thể giúp một tiểu thư thế gia kiêu ngạo như vậy? Là cô ta sợ, chắc là sợ anh ở trước mặt đoàn trưởng Thiết tố cáo chuyện vừa rồi. Nếu đoàn trưởng Thiết tức giận nhất định sẽ đá cô ta ra khỏi Liệp báo. Cô ta vốn yêu Liệp báo như mạng, nếu phải rời khỏi Liệp báo thì chẳng còn gì thú vị nữa rồi. Tề Thiên cũng rất đồng cảm. Đoàn trưởng Thiết có cánh tay dài vậy sao, cha của Mai Diệp Thu chẳng phải là ở trong quân ủy, lại còn là thượng tướng nữa. Đoàn trưởng Thiết chỉ là đại tá, cấp bậc còn cách xa. Diệp Phàm khó hiểu vì sự lòng vòng bên quân đội, khác hẳn với bên chính quyền. Bao năm qua chức vụ quân ủy viên đều là những cán bộ quân đội cao cấp, ví dụ như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải lục Không quân, các đại quân khu, Tổng tham mưu trưởng, tất cả đều là đại thần. Chúng ta trước mặt bọn họ chỉ là một con côn trùng đáng thương. Tề Thiên lắc đầu, hiện rõ khao khát, tiểu tử này chắc nằm mơ cũng thấy quân hàm thiếu tướng. Thượng tướng, nếu có lai lịch như vậy thì tiểu thư Mai gia ở Liệp báo chẳng phải là nữ thái tử rồi, chẳng trách cậu lại thảm như thế. Bị sỉ nhục mà ngay cả giấm cũng không dám đánh, ha ha ha. Diệp Phàm cười sặc rồi bỗng nhiên nghĩ đến việc gì đó liền hỏi. Anh hiểu rồi, ra thế Mai đại tiểu thư thâm hậu như thế sao phải sợ anh Thiết đá ra Liệp báo? Chẳng lẽ một đoàn trưởng như anh Thiết còn trâu bò hơn cả một vị thượng tướng, hơn nữa còn ở trong quân ủy, khác gì với thường vụ bên chúng tôi? Người ta còn là cấp bậc trung tâm trong quân ủy, là cấp bá chủ cầm quân quyền một phương. Chương 277, thế lực Mai gia. Thế thì chẳng phải nói đoàn trưởng Thiết còn trâu bò hơn cả cha của Mai Diệp Thu sao? Điều này thì em cũng không hiểu rõ lắm, chỉ cảm thấy trong binh đoàn Liệp báo thì tiếng nói của đoàn trưởng Thiết là lớn nhất rồi, cho dù là tư lệnh căn cứ Triệu Quát cũng không có quyền chỉ huy Liệp báo. Lúc trước cháu của phó tư lệnh hải quân Quách Đại Xuyên Trung là Quách Chân Kỳ vì chọc đến đoàn trưởng Thiết mà bị ông ta một cước đá ra Liệp báo. Hiện giờ đã nhậm chức vị mới ở tập đoàn quân số 2 đóng ngay bên cạnh. Tuy nhiên tiểu tử kia nếu hàng ngày không có chuyện gì đều đứng ở trước cửa Liệp báo đứng ngốc ra hồi lâu, chắc là trong lòng rất khó chịu, không nỡ rời Liệp báo a. Từ điểm này, có thể thấy được thực quyền của đoàn trưởng Thiết là rất lớn, bởi vì Quách Đại Xuyên lúc ấy đã nhờ rất nhiều người quan trọng trong quân đội nói chuyện, tuy nhiên cuối cùng vẫn không giữ được cháu y ở lại Liệp báo. Vì những chuyện này mà em cũng không rõ trong Liệp báo là như thế nào. Đó cũng là một trong những lý do mà em say mê Liệp báo. Ai, vấn đề này chắc là chỉ có đại ca mới có thể hỏi rõ mà thôi, cấp bậc của em còn chưa đủ. T.
Tề Thiên cũng cảm thấy khổ sở pha lẫn tự hào. Vậy cô ta cầu xin chuyện gì? Diệp Phàm lại hỏi. Điều tra nội tình của anh, tuy nhiên không điều tra ra. Tề Thiên cười ha ha. Tuy nhiên sau đó em cũng mơ hồ nói ra lý tưởng của anh chính là thực hiện đại quy hoạch Lâm Tuyền, nói là cần một khoản tài chính lớn, khoảng 2-3 ngàn vạn. Cô ta sau khi nghe xong thì không lên tiếng nhưng em tin là trong lòng cũng có suy nghĩ. Tiểu tử ngươi đó, rất ma lanh à. Đây chẳng phải là ám hiệu cho nha đầu kia dùng tiền giải họa sao? Diệp Phàm lắc đầu. Mai gia chắc là rất có tiền. Em cũng không hiểu rõ lắm, nhưng gia thế của cô ta ở Yến Kinh rất thần bí, chắc chắn là có tiền. Mai gia còn có tập đoàn, tài sản có trên 1 tỷ, tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài, còn gia sản ngầm phải đến 3 tỷ. Tề Thiên cũng không xác định chắc chắn. Tuy nhiên em nghĩ chỉ cần đại ca chịu mở miệng thì chỉ cần một chút dầu đèn cũng đủ để cho đại ca hưởng thụ rồi. 100-200 vạn thì chắc là có, vốn nhà đầu kia ở Mai gia lại là đại tiểu thư, Mai lão gia tử rất yêu thương, gần giống như chó cưng, ha ha. Ha ha, ừ, chuyện này làm được, xem ra đại quy hoạch Lâm Tuyền của anh đang đi theo con đường đúng đắn của chủ nghĩa xã hội khoa học rồi. Diệp Phàm cũng rất cao hứng, nhìn Tề Thiên gật đầu tán thành. Lão đệ, cậu cứ một mực thổi phồng gia sản Mai gia ở Yến Kinh, tôi xem Tề gia các cậu cũng không mỏng chứ. Đâu có, nhà em không sánh bằng Mai gia. Tề Thiên vội vàng kêu oan. Tiểu tử này rất quỷ quái, chỉ đào góc tường nhà người ta thôi, đến lượt nhà mình thì kêu khổ. Người ta vẫn nói, có mèo nào mà không bắt chuột. Diệp Phàm suy nghĩ rồi không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Tề Thiên làm gã dựng cả tóc gáy vội vàng giơ tay đầu hàng. Đừng nhìn em vậy đại ca, em đầu hàng rồi. Thật ra thì chuyện của đại ca em đã sớm để trong lòng rồi, tuy nhiên hiện giờ chưa có thành quả, tuyệt đối có thể kéo cho anh một khoản đầu tư 1000 vạn, nếu không còn mặt mũi nào gặp anh chứ. Khá lắm, hơn 1000 vạn, những thứ này anh thích nghe. Chuyện này đừng nóng vội, anh nghĩ bây giờ đang làm phó. Kéo về đầu tư quá nhiều cũng chỉ là mai mối cho tên tiểu tử mâu dũng kia thôi. Trước mắt. Anh nghĩ để hoàn thành xong chuyện nhà máy giấy đã. Còn về chuyện đại quy hoạch Lâm Tuyền từ từ sẽ đến, tuy nhiên con đường chủ yếu đến thôn đập Thiên Thủy thì phải làm cho xong, đây là lời thề của đại ca với thôn. Chỉ cần đại ca có cơ hội cầm quyền ví dụ như lên được chủ tịch thị trấn thì là lúc các cậu xuất lực. Tuy nhiên chuyện này chắc còn khó khăn, chắc qua vài năm nữa, dù sao anh cũng mới chỉ tốt nghiệp, có thể lên được vị trí này là ghê gớm lắm rồi. Cũng có thể nói là chó ngáp phải ruồi, ha ha ha. Diệp Phàm rất cao hứng, thổ lộ tâm tư cho Tề Thiên. Đại ca yên tâm, chỉ cần đại ca ngồi lên cái ghế chủ tịch thị trấn, em và anh Vĩ đã sớm có tính toán, lúc đó sẽ kéo cho anh khoản đầu tư 1000 vạn. Tề Thiên thề thốt, chắc chuyện này gã cũng đã sớm nghĩ qua. Tốt. Diệp Phàm liếc nhìn Tề Thiên, thầm nghĩ cũng phải cho tiểu tử này nếm chút ngon ngọt mới được. Muốn cho ngựa chạy nhanh thì phải cho ăn cỏ ngon. Nghĩ vậy nên hắn tiện tay ném ra cái hộp nhỏ. Cho cậu đó, đây chính là lôi âm cửu long hoàn. Đại ca. Tề Thiên lắp bắp rồi nhận lấy cái hộp, cả người run lên bần bật, không dám mở ra để xem, nhìn Diệp Phàm chờ xác nhận, chỉ e là công dã tràng. Lý tưởng mấy năm cũng sắp biến thành sự thật, tiểu tử này cảm thấy như nằm mơ. Ừ, mở ra nhìn xem. Nó chính là mặt hàng mà mọi người luyện tập quốc thuật của Hoa Hạ đều mơ ước đấy. Diệp Phàm thản nhiên. À, thật rồi, trời ạ, đại ca, vừa rồi anh ném như vậy nếu là rất bẻ chắc em phải đi nhảy lầu rồi. Tề Thiên cười ngơ ngác rồi thận trọng mở cái hộp ra, một viên thuốc màu đỏ lớn bằng mắt trâu hiện ra trước mặt. Bên trên có một số đường vân tinh tế, nhìn ra không phải là do người tạo thành mà hình như là do lúc hình thành thuốc tạo nên. Xảo đoạt thiên công a. Đại ca, thuốc này nếu đi đấu giá trong giới quốc thuật chắc chỉ cần 5 viên cũng có 100 vạn rồi. Nếu có một hòm thì đại ca là tỷ phú cấp thế giới rồi, ha ha ha. Tiểu tử này thoáng cái lại nghĩ đến tiền. Diệp Phàm thật muốn trợn tròn mắt, điều này hắn cũng nghĩ đến nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn vì căn bản không tìm ra vật liệu chế thuốc. Lần này may còn có lô gia xuất ra 3 giọt tử địa hoàng lan, nếu không có vật liệu này thì căn bản không thể chế tạo ra thuốc. Lần chế thuốc này phải ghi công đầu của Lô Vĩ, nghe gã nói lúc ấy trưởng lão Lô Tiên Nghi còn đau lòng suýt ngất. Hơn nữa quả thái tuế âm đó khi mở quan tài đã vô tình bị mình rút đi 3 phần,
dịch bên trong chắc cũng không còn nhiều nữa, nhiều nhất chỉ còn 7, 8 giọt. Lô gia xác định sẽ xem đó là bảo bối tuyệt mật. Vì thế Diệp Phàm cũng có chú ý vào đó nữa, có thể làm ra mấy viên lôi âm cửu long hoàn lần này coi như đã thắp hương cầu nguyện rồi. Hơn nữa việc chế luyện thuốc này cực kỳ khó khăn, tỷ lệ thành công không cao. Chỉ một viên thuốc này đã khiến Diệp Phàm tốn mất bao đêm không ngủ, dùng nội kinh xúc tích mới làm ra, lúc ấy tí nữa thì hỏng mất, dọa cho toát mồ hôi lạnh. Mấy viên sau này cũng không biết có thành công hay không, Diệp Phàm cũng không có nắm chắc. Viên làm cho anh Thiết còn đòi hỏi phẩm cấp rất cao, hắn cũng không biết có thể làm được hay không. Tuy nhiên đã lỡ mồm bốc phét là có cao nhân đứng sau rồi nên cũng chỉ có cách liều mạng mà thôi. Đại ca, để em dùng luôn nhé. Tề Thiên khẩn trương, chắc là trong lòng đã muốn đột phá công lực đến phát điên rồi. Đừng nóng vội, phải đợi buổi tối. Diệp Phàm cười nói giải thích. Buổi tối khí tượng vừa phải. Đêm cũng tương đối yên lặng, hoàn cảnh rất tốt, có lợi cho việc ổn định tâm thần. Được rồi. Tề Thiên không thể làm gì khác hơn là ấm ức chuẩn bị trở về Liệp Báo. Chờ đã, Tề Thiên, cậu có biết Kim Quang Tự không? Diệp Phàm hỏi. Dĩ nhiên là biết, chùa này xây trên núi Lạc Hà ở Thủy Châu chúng ta trên núi, nghe nói đã có lịch sử mấy ngàn năm rồi. Nghe nói ở đó có suối thánh, người nào uống vào có thể sẽ thông tuệ. Vì thế hàng năm đều có mười mấy vạn du khách đến đây. Nguyên nhân đầu tiên là nơi đây đúng là vùng sơn thủy hữu tình cộng với cổ tháp xa xưa. Nguyên nhân khác chính là vì nước suối thánh, trước kia còn gọi là suối khai quang, ý tứ chính là mở ra linh trí. Thật ra thì cũng là gạt người, em cũng đã uống qua rồi, có thấy thông tuệ gì đâu. Tề Thiên thuận miệng nói. Ha ha ha, đó là bởi vì cậu quá đần hiểu không, tuy có tăng lên một ít nhưng vẫn thuộc cấp bậc ngu ngốc. Diệp Phàm trêu chọc. Chương 278, cố ý bới móc. Ai, đi dạo một chút, thuận tiện ghé vào Tế Xuân Đường mà Chủ tịch Nam Cung đã nói xem có may mắn tìm ra cách chữa bệnh cho con trai Hồ Thế Lâm không. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Nước thánh của Kim Quang Tự theo lý mà nói thì uống vào phải khai thông linh trí, lại có chuyện uống vào thì ngay cả nói cũng không ra. Thiên hạ vốn có lắm chuyện kỳ lạ, trong này nhất định là có nguyên nhân. Hồ Thế Lâm là chủ tịch của tập đoàn giấy Thái Hưng, nếu mình có thể trị được bệnh cho con của y thì y cũng có thể cứu sống lại nhà máy giấy Lâm Tuyền rồi. Diệp Phàm tự nói khi ra khỏi Sở Thiên Các Diệp Phủ. Hắn nhìn quanh thì phát hiện ra Mai Tử đang luyện thanh trong rừng cây. Mai Tử, nếu không có chuyện gì thì đi dạo phố với anh đi, chẳng phải em cũng muốn gửi tiền sao? Diệp Phàm cười nói. Được rồi. Mai Tử chần chừ một chút rồi gật đầu, Diệp Phàm biết cô vẫn còn hơi e sợ mình. Điều này cũng khó trách, người ta dù sao cũng là một cô gái đề phòng một sắc lang như hắn cũng là bình thường, sau một thời gian nữa rồi cũng sẽ dần quen, thực tế trong xã hội chuyện bao vợ hai có rất nhiều. Tiết trời giờ đã ấm dần. Thủy Châu cũng đã náo nhiệt lên. Trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Diệp Phàm vừa lái xe vừa dò xét, hy vọng phát hiện ra những thị trường để đầu tư. Hắn thấy quần áo trên người của Mai Tử đã quá cũ nên muốn mua cho cô vài bộ để thay. Cuối cùng dứt khoát lái đến trung tâm thương mại Kim Mã của nhà Lô Vĩ, để chọn lấy hai bộ quần áo bậc trung cho Mai Tử, giá tiền khoảng 400-500 đồng. Mai Tử vừa thấy bảng giá thì tròn mắt, bình thường cô mặc quần áo chưa bao giờ quá 100 đồng một bộ nên vừa thấy loại 400-500 đồng một bộ thì cuống quýt bảo đừng mua. Mai Tử, sau này em phải làm việc ở nhà anh, nếu ăn mặc như bây giờ thì không được rồi. Thật ra thì nửa năm trước anh cũng ăn mặc như em hiện giờ vậy. Hai bộ quần áo này là anh mua cho nhân viên làm việc ở biệt thự, mấy người gì trương cũng đều có cả, em đừng từ chối. Mai Tử dĩ nhiên không tin. Tuy nhiên cô cũng không nói thêm, chỉ buồn bực gật đầu thầm nghĩ, ông chủ Diệp có mưu mô gì đây không biết, nghe nói mấy người phát tài đều là như vậy, đầu tiên là ra chút ân huệ để mua chuộc, dẫn người dạo siêu thị mua vài thứ đồ cao cấp, cứ thể để cho người ta quen rồi thì không dứt ra được rồi phụ thuộc vào hắn. Tuy nhiên mình sẽ không để hắn được như ý. Diệp Phàm đánh xe đưa Mai Tử đến cuối phố rồi xuống xe đi bộ. Đi gần 10 phút đồng hồ. Hỏi thăm đường thì thấy ở cuối đường có một hiệu thuốc lớn, trên biển đề Tế Xuân Đường trông rất có phong cách cổ xưa, nhà có 3 tầng, phòng khách rộng đến mấy trăm mét vuông, bên trong bày đầu giá thuốc.
Một mùi thuốc thơm lừng xông thẳng vào mũi Diệp Phàm. Nghe nói Tế Xuân Đường hiện giờ là một trong mấy hiệu thuốc lớn ở tỉnh thành Thủy Châu, có lịch sử đến hơn ngàn năm. Chắc là vì còn sáng sớm nên cũng chưa có nhiều bệnh nhân đến khám bệnh. Diệp Phàm đến quầy hỏi. Ở đâu có thuốc cầm máu tốt không? Tế Xuân Đường chúng tôi đều là thuốc tốt, không biết tiên sinh cần loại gì. Người đàn ông trung niên trong quầy có bộ dạng như một tiểu nhị thời xưa, chào hỏi rất nhiệt tình. Muốn loại tốt nhất, nếu có bảo linh hoàn thì càng tốt. Diệp Phàm nhìn một vòng rồi nói khẽ. Bảo linh hoàn cũng không phải là tiên đan trong tiểu thuyết võ hiệp mà là chiêu bài lừng danh một thời của các hiệu thuốc ở Yến Kinh. Tuy nhiên gần đây nghe nói mấy địa phương đều sản xuất bảo linh hoàn, còn nói mình mới là bí phương chính tông, còn ầm ĩ lên cả tòa án. Loại thuốc này cũng không lớn lắm, tuy nhiên rất đắt tiền, nghe nói là loại thuốc tráng dương truyền từ Hoàng Cung, chỉ thuần túy dùng thảo dược để bào chế, giá tiền một viên tới mấy trăm đồng, tương đương tiền lương một nhân viên bình thường. Người bình thường cũng dùng không nổi, hơn nữa hiệu quả cũng chỉ là đồn đại mà thôi. Bảo linh hoàn. Người trung niên kia nhìn Diệp Phàm, cũng không cảm thấy kỳ lạ, tuy nhiên vẻ mặt lộ ra chút quái dị. Người đàn ông trung niên kia chắc là xem đồng chí Diệp Phàm như bệnh nhân yếu sinh lý gì đó, tuy nhiên che giấu rất tốt, Diệp Phàm vì có thuật ưng nhãn nhạy bén và thuật xem tướng mới cảm nhận được, người bình thường khẳng định là không cảm thấy gì. Người trung niên nói rất khách khí. Để tôi đi hỏi trưởng quỹ, xin mời tiên sinh chờ cho một lát. Một lát sau từ trong nội đường có một người trung niên mặc áo choàng tơ màu xanh, mặt hình vuông, ánh mắt có thần đi ra, liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói. Tiên sinh, tôi là Hồ Thế Canh, là trưởng quỹ của dược đường này. Bản tiệm có mấy viên bảo linh hoàn mua được từ Yến Kinh, loại hàng hóa này chất lượng rất tốt, nhưng giá cả cũng rất. Bất kể bao nhiêu tiền cứ lấy ra trước xem. Hiện tại trong thẻ ngân hàng của Diệp Phàm cũng còn hơn 100 vạn, cho nên giọng điệu mới mạnh miệng như vậy. Kỳ thực Diệp Phàm cũng muốn tùy cơ nghiên cứu loại thuốc, bảo linh hoàn, này vì hắn có lấy được phương thuốc, Xuân Cung Hoàn, tổ truyền ở nhà mẹ nuôi Diệp Kim Liên, lại cộng thêm sư phụ lão phí truyền y thuật, liên hợp với phương thuốc y thuật cổ xưa trong bản chép tay biển thước nên muốn tự mình làm ra một loại, Xuân Cung Hoàn, chính tông. Có lẽ đây là một con đường tắt để làm giàu. Tất cả mọi thứ ở Tế Xuân Đường đều được mô phỏng theo dược đường thời xưa. Ngay cả ngôn ngữ của nhân viên làm việc bên trong cũng mang theo mùi vị cổ xưa. Cũng chính vì có mùi vị này, nên đây có lẽ là nguyên nhân khiến rất nhiều người hiện đại yêu thích trung y thích đến nơi này để khám bệnh. Bản thân trung y chính là cội nguồn của sự phát triển, cũng có thể nói là một loại văn hóa. Hồ Thế Lâm vô tình trồng liễu lại thành cây, không muốn kiếm tiền nhưng tiền tài lại kéo đến cuồn cuộn, Diệp Phàm thật sự cảm thán một phen. Trần Vận, cậu gọi nhị trưởng quỹ lấy ra. Hồ Thế Canh nói. Một lát sau, người nhân viên cửa hàng tên là Trần Vận mang ra mấy chiếc hộp ngọc màu xanh biếc mang phong cách cổ xưa nhẹ nhàng đặt ở trước quầy. Hồ Thế Canh nhẹ nhàng bóc đi mấy tầng bảo quản nói. Bảo linh hoàn này vốn được bản đường tốn một số tiền lớn mua được từ trong tay một đạo sĩ nghèo túng ở Yến Kinh. Trước kia từng bán ra một viên, nghe nói hiệu quả cũng không tệ, không những có thể thúc đẩy trợ lực tinh lực lượng máu, hơn nữa có hiệu quả cầm máu chữa thương. Đặc biệt là ở phương diện dưỡng khí hồi tỉnh tinh thần rất tốt. Lúc ấy vị đạo sĩ đó dùng mấy viên bảo linh hoàn này đổi lấy một gốc nhân sâm 30 năm từ núi Trường Bạch được bản đường cất giữ mấy năm. Hồ trưởng quỷ đương nhiên đang cực lực thổi phồng, bảo linh hoàn. Đây cũng là bệnh chung của người làm ăn, mèo khen mèo dài đuôi mà thôi, Diệp Phàm cũng không để ý. Hắn vừa mở hộp ra thì một mùi thơm ngát xộc vào trong mũi, bên trong có một viên đan dược mắt rồng lớn màu vàng. Mơ hồ có từng tia khí kích thích mơ hồ từ trên dược hoàn tràn ra. Diệp Phàm thi triển ưng nhãn thuật cảm nhận một lát, biết hồ trưởng quỹ nói không sai, có lẽ viên dược hoàn này thuộc về công hiệu mang tính kích thích. Tuy nhiên phẩm cấp thì Diệp Phàm không biết rõ, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt so với mùi vị kích thích tràn ra từ Diễm Tình Thảo của Đập Thiên Thủy, chắc là còn không bằng Xuân Cung Hoàn được làm từ Diễm Tình Thảo. Loại thuốc này có lẽ cũng được thổi phồng lên tận mây xanh. Công hiệu thực tế cũng không đặc biệt. Đương nhiên, có lẽ vẫn có một ít công hiệu, nếu không sau khi dùng không có hiệu quả, người ta cũng không phải kẻ ngu mà đến mua tiếp. Dĩ nhiên, mục đích quan trọng của Diệp Phàm là có thể dẫn tới con trai của Hồ Thế Lâm, cho nên tận lực kéo dài thời gian. Hắn giả vờ móc túi, nhưng móc ra không nhiều tiền, nói.
1.000 đồng này đủ mua 5 viên bảo linh hoàn của ông không? Hồ trưởng quỹ nhìn lướt qua vẻ khó khăn. Tiên sinh, ngài mới chỉ có 1.000 đồng, bảo linh hoàn này của tôi giá thấp nhất cũng phải 1.000 đồng một viên, thật sự là quá ít, mua một viên thì còn có thể, ngài xem. Trong giọng điệu của hồ trưởng quỹ cũng không có thái độ kỳ thị, vì Thủy Châu là tỉnh thành, thường xuyên xuất hiện một số công tử nhà giàu thích đóng giả nông dân đến điều tra một số dược liệu cơ mật, vì bọn họ đều là nhân vật phong lưu, ai biết vị thiếu niên bình thường này có phải là một thái tử gia cấp tỉnh đóng giả hay không. Nếu thật sự thất lễ với hắn, người ta tức giận tìm một số người đến đánh dược đường của mình, mặc dù nói có cảnh sát nhưng có một số chuyện nhỏ, người ta căn bản không thèm để ý đến mình. Nếu là chuyện lớn, người ta phát hiện sau lưng người đó có chỗ dựa lớn, công an cũng sẽ né tránh. Một vụ án kéo dài mấy năm, mà cũng có thể kéo dài đến lúc người chết thì thôi. Hơn nữa ngay cả nửa câu bực tức cũng không dám nói, cho nên vẫn nên cảnh giác thì tốt hơn, nhiều hơn một chuyện, cho bằng ít hơn một chuyện. Diệp Phàm vừa nghe đã giả vờ dáng vẻ rất khó khăn, lại cầm tiền trong tay lên, nói. Hồ trưởng quỹ, đi ra ngoài. Tôi không có mang theo nhiều tiền như vậy. Có thể mượn dùng trước 3 viên bảo linh hoàn, 1.000 đồng này của tôi xem như đặt trước. Mới vừa rồi ông nói công hiệu cầm máu của loại thuốc này rất tốt, vừa hay, tôi có một người bạn đang cần dùng gấp. Tiền còn thiếu nội trong 3 ngày tôi nhất định sẽ mang tới trả, còn tính thêm chút tiền lãi, thế nào hả? Kỳ thực Diệp Phàm không có chuyện cũng tìm chuyện để dây dưa, muốn dẫn đến chuyện con trai của Tổng Giám Đốc Hồ Thế Lâm. Tuyệt đối không được, nếu làm như vậy, hiệu thuốc này của chúng tôi còn có thể tiếp tục mở sao? Nhân viên cửa hàng tên là Trần Vận nói vẻ không hài lòng. Trần Vận, đừng nói lung tung, như vậy đi tiên sinh. Ngài có một số vật thế chân hoặc có gì đáng tin không, trong thành Thủy Châu có một số bạn bè họ hàng có chút danh tiếng đứng ra bảo đảm cũng được. Hồ Thế Canh dù sao cũng từng gặp nhiều trường hợp, lập tức ngăn cản câu nói phía sau Trần Vận muốn nói. Bạn bè có tiếng. Diệp Phàm lẩm bẩm cười khổ lắc lắc đầu, đúng vào lúc này, một đứa trẻ 7-8 tuổi tóc tết bím, người mặc áo tơ xanh từ trong nội đường xông ra túm lấy góc áo Hồ Thế Lâm kêu lên. Bác, trọng chi chi chi, cũng muốn. Đứa trẻ đó đầu óc có vẻ không tỉnh táo, nói một hồi lâu cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Hồ Thế Canh đưa tới yêu thương vỗ về đứa trẻ một lát, trong mắt khẽ lộ ra chút vẻ thương cảm. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, thi triển ưng nhãn liếc nhìn đứa bé. Phát hiện khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp, thân hình cũng bình thường, linh cơ khẽ động, đưa tay ra giả vờ như rất thích trẻ con nắm lấy tay đứa bé, miệng cười nói. Cậu bé, có đi học không, thật đáng yêu. Hắn vừa nói vừa âm thầm dùng, dưỡng sinh thuật, cấp tốc hành khí, dùng một tia khí nội kình nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay yên lặng truyền vào trong kinh lạc của đứa trẻ. Đứa bé này đoán chừng chính là Hồ Trọng Chi con trai của Hồ Thế Lâm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Giấy Thái Hưng. Chí lực ban đầu vốn bình thường. Sau một chuyến lên chùa Kim Quang thì biến thành dáng vẻ có chút ngớ ngẩn như vậy. Bên trong nhất định có nguyên nhân, phải kiểm tra kinh lạc trên người đứa bé có chịu tổn hại hoặc bế tắc gì không. Hắn đột nhiên nhớ đến, khai quang thuật, mà sư phụ lão phí nói, lúc ấy khi lão phí chỉ dạy cho mình trung dược y thuật, có nói là bản thân trong lúc tình cờ đã có được một tờ giấy rách màu vàng. Trên giấy có một chữ lớn, Lâm, màu ngọc bích. Mười mấy năm trôi qua, lão phí từ trong chữ, Lâm, đó nghiền ngẫm ra, khai quang thuật, của Trung Y. Nói là có thể lợi dụng, khai quang thuật, khai thông linh trí của người bị bế tắc trong điều kiện thích hợp, kỳ thực chính là khai thông kinh lạc đại não của người bệnh bị hao tổn hoặc là bị tắc nghẽn mà thôi. Khai quang thuật sẽ dùng khí nội kình chữa trị kinh mạch bị hư tổn, phương diện chữa trị này rất khó, hiệu quả rất thấp. Khí nội kình cũng là một loại thể khí, có một chút tác dụng trị liệu mà thôi. Giống như khi người bị cảm mạo nóng ran thì dùng khăn lạnh đắp lên đầu để hạ nhiệt độ. Nội tức bám vào chỗ kinh mạch bị hao tổn cũng chỉ có một ít hiệu quả, chuyện khí nội tức trong tiểu thuyết võ hiệp nói, có thể chữa bệnh, đương nhiên đều là chuyện giả dối, tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên hiệu quả ở phương diện khơi thông kinh mạch bệnh nhân của khí nội kình vẫn có một chút, chỉ là không phải quá mức rõ ràng, nếu phối hợp với loại thuốc bắc tỉnh não hoàn thì hiệu quả tốt hơn nhiều. Hiện tại có thể thử áp dụng khai quang thuật một lần, nếu không có tác dụng nhiều nhất chỉ hao phí một ít khí nội kình mà thôi. Khí tức nội kình của Diệp Phàm từ từ truyền qua kinh mạch đến não bộ của đứa trẻ, cuối cùng phát hiện ra mơ hồ có cảm giác khí nội kình không thông ở một vị trí.
chỉ có thể nói là một loại cảm giác, cảm thấy nội tức đến tất cả các chỗ thần đình, lông mày, ấn đường của não bộ, đều có hiện tượng tắc nghẽn. Hiện tượng này không phải đặc biệt rõ ràng, theo lý mà nói nội tức đến nơi này cũng không bị ngăn cản, nếu bị ngăn cản thì chứng tỏ bên trong có gì đó, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến hồ trọng chi thần kinh chịu áp bách, kinh mạch không thông khiến cho người lộ vẻ ngớ ngẩn. Nếu đổi dùng thuật kim châm trong bản chép tay biển thước, đem khí nội kình thông qua ống tiêm truyền vào khơi thông kinh mạch, có lẽ có thể khiến bệnh tình của Hồ Trọng Chi khá hơn một chút. Lẽ nào Hồ Trọng Chi trên đường từ chùa Kim Quang quay về bị ngã hoặc bị gì đó? Tâm tư Diệp Phàm thay đổi rất nhanh, cảm thấy đã tìm được vấn đề mấu chốt. Chuyện này cũng có vẻ tương tự với loại vết thương của Nam Cung Cẩm Thần trước đó. Quyết định có thể nói chuyện thẳng thắn về sự nghiệp nhà máy giấy với Hồ Thế Lâm, lúc này đã có ít sức mạnh. Hồ trưởng quỹ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, đầu óc của đứa trẻ này có chút vấn đề. Diệp Phàm nói thẳng ra. Nói bậy, lời trẻ con mà lại dám nguyền rủa thiếu gia chúng ta. Nhân viên cửa hàng Trần Vận lên tiếng quát, sắc mặt trầm xuống. Trần Vận, đã nói cậu không được kích động như vậy. Hồ trưởng quỹ sau khi quát Trần Vận một tiếng, quay đầu chắp tay nói. Xin tiên sinh chớ trách, tính cách của Trần Vận vốn hơi nóng nảy như vậy. Vẫn xin tiên sinh thông cảm cho. Sau khi nói xong, liếc mắt nhìn Hồ Trọng Chi, có vẻ đau thương thở dài nói. Ai, tiên sinh cũng có thể nhìn ra, đầu óc cháu Hồ Trọng Chi có chút ngớ ngẩn. Cũng không biết nguyên nhân tại sao, ông trời đối xử với Hồ gia chúng tôi không ra sao cả, Hồ Chi là bé trai duy nhất của Hồ gia chúng tôi, ai. Hồ trưởng quỹ, tôi thật sự muốn thử xem có thể kiểm tra cho cháu được không? Không dám nói là khỏi hẳn, nhưng vẫn có thể khá hơn một chút, hơn nữa cũng không tổn thương gì. Hồ trưởng quỹ có thể phê chuẩn một lần được không? Diệp Phàm vẫn cố ý ưỡn thẳng ngực tận lực biểu hiện dáng vẻ bình tĩnh thong dong, thật ra trong đáy lòng hắn cũng đang đập thình thịch, kỳ thực cũng không quá nắm chắc. Vì sự nghiệp của nhà máy giấy Lâm Tuyền cũng đành phải dày mặt đi nịnh bợ lão đại của giới làm giấy, nếu trị liệu không hiệu quả nhiều nhất cũng chỉ mất mặt là cùng. Ngài có thể trị bệnh. Nói đùa, xin đưa ra bằng chứng có thể chứng thực ngài hành nghề y. Trịnh Vận ở bên cạnh nói châm chọc. Không có. Diệp Phàm liếc mắt nhìn gã, trả lời ngắn gọn. Thấy không Hồ trưởng quỹ, lại là một tên lừa gạt. Cút ngay đi, Tế Xuân đường chúng tôi sắp biến thành hang ổ lừa gạt rồi. Trần Vận này đoán chừng cũng có địa vị gì đó ở Tế Xuân đường, cho nên mới trực tiếp phát biểu như vậy. Còn trưởng quỹ Hồ Thế Canh có lẽ cũng bị lừa gạt rất nhiều lần cho nên mới lạnh lùng nhìn hắn, nhiệt tình trước đó thoáng cái đã mất sạch, có lẽ cũng xem Diệp Phàm là một kẻ lừa gạt. Cút ngay, ha ha ha, cút thì dễ. Tôi tên là Diệp Phàm, để lại cho Tổng Giám Đốc Hồ của các anh một câu nói. Ông ta sắp vì câu nói này của anh mà phải trả cái giá rất đắt đấy. Hừ, nếu muốn chữa khỏi bệnh cho tiểu tử nhà mày thì trước tiên hãy khai trừ con chó mày đi cho bố mày. Nhìn mày không thuận mắt, đi thôi. Diệp Phàm câu lại một câu nói tàn nhẫn, cười điên cuồng rồi xoay người rời đi, thật ra thì đang diễn trò.